Phần 4. Tác phẩm: Núi của nàng, biển của nàng. Các thủ nữ nha, đây là kênh GL Radio. Tác phẩm: Núi của nàng, biển của nàng. Tác giả: Phù Hoa. Nhân vật chính: Du Dư, Trì Đường. Thể loại: Bách hợp, đô thị, thanh xuân vườn trường. Tác: Hoa Quý Vũ Quý. Tuổi: thanh xuân. Ưa thích không rời, chỉ yêu một người, trần đời ngăn cấm, là vườn trường văn. Tình trạng: hoàn thành. Độ dài: 79 chương chính văn, 5 chương phiên ngoại, 1 chương extra. Văn án: hồ nước là hồ nước lặng, cá bơi nguyện ý vào hồ này chăng? Nguyện ý. Chương 55. Tuyết phủ. Chuyện sau này để sau này nói. Nhà trọ ở vùng núi Lộc Nguyên, một mặt dựa vào núi, nhiệt độ thấp hơn trong thành phố rất nhiều. Buổi tối tuyết rơi một trận nhỏ, sáng sớm đã ngừng, trên mặt đất đọng lại một tầng tuyết mỏng. Mỗi ngày Trì Đường đều lên núi dạo một vòng, hai ngày đầu Trương Mông còn vì lễ nghĩa chủ nhà mà đi chung, sau đó thấy nàng quen với nơi này rồi, liền tái phát ung thư lười, để nàng tự đi. Hiện tại Du Dư đã tới, Trì Đường rất tự nhiên mà gõ cửa phòng kế bên. Cốc cốc. Du Dư vừa lấy sách vở ra, liền thấy Trì Đường đứng bên cửa, tay đút túi quần, lên núi dạo một vòng không? Nàng hỏi. Du Dư nhìn bài tập trước mắt, có hơi do dự. Trì Đường cũng đã nhìn ra, nhướng mày, đang kỳ nghỉ, cậu không thể nghỉ một ngày luôn hả? Tuy nỗ lực đúng là làm người khác bội phục, nhưng ngày nào cũng như ngày nào, đều chỉ học, như thể cuộc sống không còn thứ gì khác, vậy sẽ không thấy chán sao? Du Dư cuối cùng đứng lên, mặc áo khoác lông chuẩn bị ra ngoài với nàng. Hai người xỏ giày ở cửa, Trương Mông ngồi xem TV vẫn không nhúc nhích, dì Nịnh từ trong bếp ló đầu ra dặn dò, bên ngoài lạnh lắm, hai đứa nhớ quấn khăn choàng cổ nhé. Trì Đường đành phải quấn lên một chiếc khăn ô vuông, chính là cái nàng dùng khi đi đón Du Dư. Du Dư cảm thấy chiếc khăn này không phù hợp với sở thích của Trì Đường, trước đây nàng còn thấy lạ, giờ mới hiểu, đây không phải của Trì Đường, là của dì Nịnh. Du Dư cũng choàng khăn đi. Tới đây, dì còn một cái khác cho con này. Dì Nịnh nhiệt tình tìm thêm một chiếc khăn ô vuông khác cho Du Dư. Hai người ra khỏi cửa đi dạo, mang theo một cặp khăn quàng cổ. Hai bên đều là cảnh đang khai phá, rất nhiều con đường đều chưa hoàn thành, kể cả đường lên núi cũng sắp thành đường lớn. Hai người đi đường núi, địa hình bắt đầu khó đi hơn, đường xi măng mới dần biến thành sỏi đá. Phía trước bị ngăn, nhưng không có ai đứng canh. Hai người bèn bỏ qua đường đầy chướng ngại trước mặt. Còn hai ngày nữa là đến Tết, khu này không có ai, đường cũng không ai dọn. Ngoại trừ chim nhỏ và động vật trong núi, hai nàng là những người đầu tiên đến nơi đây ngày hôm nay. Trên lớp tuyết phủ mỏng tang, có hai dấu chân, chính là của hai nàng lưu lại. Bên ngoài thực sự là lạnh, mũi cũng như bị gió núi thổi rụng mất. Trì Đường kéo khăn choàng che hơn nửa khuôn mặt, thoáng nhìn Du Dư đang ngẩng đầu nhìn những nhánh cây giao nhau trên đầu, dưới chân một bước lại một bước, hành tẩu không một tiếng động. Tay nàng rủ bên người, trong túi căn phòng không biết để thứ gì. Trì Đường có chút tò mò, tùy ý với vào trong túi Du Dư, từ bên trong rút ra một quyển từ vựng tiếng Anh. Trì Đường, cậu thật đúng là lúc nào cũng chỉ nghĩ đến học hành, giành giật từng giây từng phút, ra ngoài mà cũng mang theo thứ này. Kể cả mở ra nàng cũng không có hứng thú, bèn trả lại ngay lập tức. Cũng không phải là cố ý mang theo, chỉ là lúc trước bỏ túi lại quên lấy ra. Du Dư nhét lại vào trong túi, hỏi, hai đứa mình đi đâu? Trì Đường, tùy hỷ thôi. Trước đó mình chỉ đi theo đường này, đi đến lúc nào được rồi thì quay lại, không thì hôm nay chúng ta đi đường khác. Du Dư, đừng đi xa quá, đi một chút rồi quay lại đi. Trì Đường nhíu mày, mới ra thôi đã muốn về, trở về có gì làm đâu. Du Dư, có thể làm bài. Trì Đường nghe xong không thốt nên lời, nhấc chân đá một bụi cây phủ tuyết ven đường, đá đến khi tuyết văng khắp nơi, trên giày toàn là tuyết, giờ là nghỉ đông, còn sắp ăn Tết. Cậu chưa nghe tin kia à, học sinh lớp 12 áp lực quá, thức đêm học bài xong đột tử luôn. Cậu còn chưa lên lớp 12, gấp gáp như vậy cũng đâu cần đâu chứ, nghỉ mấy ngày không được sao? Nàng là thật sự không hiểu. Từ lúc đến nơi này đến nay, mắt thấy Du Dư càng khắc khổ hơn trước, gần như là ép bản thân học hành, nàng chỉ xem thôi cũng thấy mệt, không hiểu sự vội vã này của Du Dư là vì sao. Du Dư trầm mặc trong chốc lát, lại nhìn về phía nàng, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, trước kia mình đã từng nói với cậu, chờ mình sau này đi làm rồi, có thể nuôi cậu nhớ không? Trì Đường sửng sốt, hồi tưởng một chút, hình như đúng là có chuyện này, là năm lớp 10 sao. Lúc đó không phải là cậu nói giỡn với mình thôi à? Du Dư, mình không giỡn. Nếu cậu đồng ý, về sau mình có thể nuôi cậu.
Đã hơn một năm nay, nàng cùng người kề bên từ kẻ xa lạ thành người thân thuộc. Mỗi lần nhìn thấy người ấy từ nhà trở lại, mang lấy biểu cảm tổn thương lại không màng, nhìn thấy nàng ấy một mình buồn bực không vui, nhìn nàng ấy mịt mờ lại lo lắng cho tương lai, Du Dư lại cảm thấy, mình hẳn lại càng phải cố gắng hơn nữa. Trong tương lai, nàng muốn có thể trở thành một người mà người khác có thể dựa vào. Chỉ có trở nên giỏi hơn tốt hơn, nàng mới có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma gia đình, mới có thể giúp đỡ Trì Đường. Ý nghĩ này xuất hiện thật sự rất sớm. Sớm tại mùa đông năm ngoái, lúc nàng cùng Trì Đường trốn đi ở căn nhà cũ tại huyện Bồng Ninh, ý nghĩ này đã xuất hiện, nhưng lúc đó, nàng chỉ đơn thuần cảm thấy cảm kích, muốn báo đáp Trì Đường mà thôi. Không biết từ lúc nào, tâm trạng cảm kích lại thêm vào điều gì khác. Nàng cũng không hiểu rõ cụ thể là gì, có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng hiện tại đều không làm được. Nàng chỉ có thể càng thêm nỗ lực, làm tốt nhất có thể. Hiện tại là học sinh, nàng chỉ có thể dốc công học tập mà thôi. Nếu sau khi nỗ lực có thể đạt được điều gì, có thể chia sẻ cho người khác, thì người duy nhất nàng muốn chia sẻ chính là Trì Đường. Trì Đường dẫm chân lên tuyết, nghe lời khẳng định của Du Dư cũng không cảm động. Ngược lại, nàng lại cảm thấy bực bội khôn kệ. Đều chưa trưởng thành, nói chuyện này quá sớm. Cậu không cần tự ôm lấy áp lực lớn như thế. Hơn nữa, hai đứa là bạn bè, về sau mình cũng không thể để cậu nuôi. Du Dư, không phải. Trì Đường, trước kia cậu chỉ có mình là bạn, nhưng hiện tại nhiều bạn bè hơn, Trương Mông rồi Ngụy Tỷ, tất cả cậu đều muốn nuôi sao, vậy chẳng phải sẽ làm cậu mệt chết à, đừng gánh vác trách nhiệm không phải của mình. Trì Đường hiểu được một chút suy nghĩ của Du Dư. Nỗi lo lắng và quan tâm của nàng, đôi khi mình cũng sẽ có. Nhưng nàng không thích cảm giác mình biến thành trách nhiệm của người khác như thế này, giống như mình biến thành một loại gánh nặng, như thể mình đẩy vào cảnh gian nan, cảm giác nặng nề đến nỗi không thể thở được. Lúc sinh ra, nàng là gánh nặng của mẹ. Mẹ nàng cuối cùng cũng vứt đi gánh nặng này, nàng lại trở thành gánh nặng của ba. Một khi đã trở thành gánh nặng, thì sẽ làm người ta khó chịu, yêu thương cũng sẽ biến mất, chỉ còn lại phiền chán. Nàng cảm thấy thế. Những gì trải qua từ nhỏ đến lớn, làm nàng sợ hãi việc mình trở thành trách nhiệm của người khác. Đối với Du Dư, người không hiểu sao xem mình như trách nhiệm, Trì Đường có chút giận trong lòng. Tâm trạng phức tạp của nàng, Du Dư không thể lý giải, nhưng có thể nhìn ra, lời nói nghiêm túc muốn nuôi nàng, đang làm Trì Đường không vui. Trì Đường không chủ động mở lời, Du Dư đành phải nói chuyện, Trì Đường, đến lúc tụi mình thành niên, vào đại học, cậu sẽ rời khỏi nhà sao? Sẽ. Trì Đường trả lời đầy cứng rắn. Mình muốn học cùng trường với cậu. Nếu không được, mình vẫn muốn học nơi nào càng gần trường cậu càng tốt, chúng ta vẫn có thể làm bạn như cũ. Kể cả khi không thể gặp nhau mỗi ngày, vậy vài ngày lại thấy một lần, một tuần gặp nhau một lần cũng tốt. Chờ về sau, hai ta tốt nghiệp, đi làm, nếu lúc đó cậu vẫn còn chưa thích ai, mình mong được ở chung với cậu, chăm sóc cho nhau. Những lời này nói ra nghe có chút ngượng ngùng, nhưng có lẽ là do đã đặt trong lòng từ lâu, lúc nói ra cũng không thấy khó như trong tưởng tượng. Du Dư nhìn tuyết dưới chân nghĩ thầm, nếu không phải cách xa, có thể luôn ở bên nhau thì tốt rồi, giống như hiện tại, làm bạn thân nhất cũng đã khá tốt. Trì Đường. Trì Đường lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, chuyện sau này để sau này rồi nói. Nhưng mà, cậu nỗ lực vì bản thân là được rồi, không cần nỗ lực thay phần mình, chuyện này vốn cũng không thể ai thay ai. Du Dư hơi hiểu được ý nàng, thật sự xin lỗi, mình không phải là muốn làm cậu áp lực. Trì Đường không nói gì, hai người lại yên lặng mà đi thêm một đoạn, trời dần chuyển đen, bầu trời lại bắt đầu lất phất tuyết bay. Du Dư, tuyết lại rơi rồi, có vẻ sẽ ngày càng dày, chúng mình về chứ? Trì Đường, từng. Hai người xoay người trở về, đúng là chưa đi được thêm bao nhiêu, tuyết đã rơi xuống như lông ngỗng, hoa tuyết rơi xuống đầy đầu hai người. Du Dư cởi khăn choàng, che ở đỉnh đầu Trì Đường. Trì Đường, làm thành khăn voan hay gì? Nàng rút lấy khăn choàng trên cổ, cũng che đi vẻ mặt của Du Dư. Chương 56. Nặng nề. Cậu còn giận mình không? Hai chiếc khăn quàng cổ ô vuông ướt sũng được đặt lên bàn sưởi điện, khói tản mát lượn lờ. Trương Mông co ro ngồi gần bàn sưởi, ông một rổ quýt, vừa ăn vừa xem tiết mục của nhóm nhạc nữ trên TV. Trì Đường cùng Du Dư, mỗi người ngồi một bên, cô ngồi ngay giữa, người xem di động người thì đọc sách, vô cùng thinh lặng. Du Dư đọc sách một chút, ngẩng đầu lên tạm nghỉ, lấy ra một quả quýt từ cái rổ trong lòng Trương Mông, lột ra, đưa một nửa cho Trì Đường. Trương Mông phát hiện Du Dư nhấc đầu khỏi sách, cũng đang xem tiết mục trong show sống còn trên TV với mình, cảm thấy rất lạ lùng. Du Dư, cậu không đọc sách cũng không làm bài hả? Du Dư nhìn Trì Đường đối diện mình, nàng ấy không biểu lộ gì cả, chỉ điên cuồng mà chém giết trong trò chơi,
loáng thoáng truyền ra tiếng hệ thống nhắc nhở đã phớt blue, đáp bờ kêu, linh ta linh tinh. Du Dư, mình nghỉ ngơi một chút. Trương Mông, qua, lần đầu thấy cậu nghỉ ngơi. Nhưng đúng là cậu cũng nên ngơi tay đi, nè, ăn thêm mấy quả quýt đi. Hai người nhìn tiết mục ca nhạc của nhóm nữ trên TV, những người chỉ hơn các nàng 2-3 tuổi đứng trên sân khấu hết hát lại nhảy, xinh tươi toát ra bốn phía, Dư Dư lại không nhịn được mà nhìn Trì Đường đang ở đối diện mình. Trì Đường, cậu sau này cũng muốn như họ, lên sân khấu ca hát sao? Trì Đường đầu cũng không ngẩng lên, cực kỳ lạnh nhạt, không. Dư Dư thấy một nửa quả quýt trước mặt nàng còn nguyên, nghĩ thầm, nàng ấy vậy là vẫn còn giận rồi. Trương Mông cũng không nghe ra Trì Đường đang giận, chỉ cảm thấy nàng đang cắm đầu chơi game nên không có thời gian để ý bạn bè thôi. Dù sao trước giờ Trì Đường vẫn luôn như thế, mỗi lần không vui hay âm thầm tranh cao thấp với thứ gì đó, người ta đều không nhận ra. Cũng chỉ có mỗi Du Dư mới có thể nhiều lần phát giác. Trương Mông chống cằm, nhìn tivi, không nghĩ gì mà hỏi, sau này các cậu muốn làm gì? Du Dư, là muốn hỏi lên đại học sẽ học ngành sao? Việc này mình còn chưa nghĩ kỹ, chắc cũng phải lên lớp 12 mới quyết định. Trương Mông, không phải hỏi ngành học. Rất nhiều người đều học rồi làm trái ngành mà, như anh họ với chị họ mình ấy. Mình muốn hỏi là các cậu muốn làm nghề gì cơ? Du Dư, mình chưa quyết định nữa. Cậu thì sao? Trương Mông, mình muốn làm họa sĩ, nhưng mà vẽ tranh cũng không kiếm được nhiều tiền, sợ mình nuôi bản thân cũng không xong thôi. Trì Đường đột nhiên mở miệng nói, mình thấy trên mạng có rất nhiều họa sĩ, vẽ tranh minh họa, vẽ truyện tranh, có người làm ở công ty game nữa, rất nhiều hướng làm việc. Sau này cậu cũng chọn ngành đó mà học là được. Đôi mắt Trương Mông hơi sáng lên, mình cũng thấy thế. Mình rất thích một đại thần kia, bởi vì rất thích tranh của người ấy nên mới muốn học vẽ. Nhưng mẹ mình tư tưởng đều của thế hệ trước, cảm thấy loại nghề nghiệp vẽ tranh này sẽ làm mình chết đói. Trì Đường, nghề gì mà chẳng có tốt có xấu, vấn đề là cậu giỏi hay không thôi. Trương Mông, vậy còn cậu muốn làm gì? Cậu thích ca hát, về sau làm ca sĩ hả? Vấn đề mà Du Dư không sao nói ra khỏi miệng, Trương Mông lại rất dễ dàng mà hỏi đến. Nhắc tới bản thân, Trì Đường lắc đầu, trả lời có lệ, không biết nữa, sau này rồi tính. Dù gì sau này nàng cũng sẽ chỉ làm điều bản thân mong muốn. Chỉ có một mình, có thế nào cũng tự do, sẽ không có ai bên cạnh nói cho nàng cái gì thích hợp cái gì không, nên làm cái gì không nên làm cái gì, không cần lo lắng mình có liên lụy cho ai, trở nên thế nào đều là chuyện của chính mình. Một nửa quả quýt để trước mặt nàng, đến tận lúc nàng về phòng ngủ cũng không chạm tới. Nàng cầm di động đi mất rồi, Trương Mông mới chợt nhận ra mà hỏi Du Dư, hình như là tâm trạng của Trì Đường không vui lắm, đúng không? Ai biết được, Du Dư không chỉ không thể trả lời mình, còn đột nhiên nằm ra bàn, đầu úp vào hai cánh tay. Trương Mông chưa từng thấy bạn cùng phòng để lộ ra dáng vẻ này bao giờ, rất hoảng sợ, cậu làm sao thế? Cãi nhau với Trì Đường sao? Du Dư úp mặt vào tay, lắc lắc đầu. Trương Mông cứ ngỡ là nàng sẽ khóc, nhưng chỉ một chốc nàng đã đứng lên, gương mặt lại thật lạnh nhạt, cầm lấy một nửa quả quýt mà Trì Đường không đụng vào kia, đi về phòng mình. Trương Mông nhìn quảng cáo trên TV, nhún vai. Chật, cãi nhau thôi mà, là bạn bè thì chuyện này khó tránh khỏi. Trước đây nàng với Ngụy Hành Hành rồi Hạ Viên Viên lâu lâu cũng cãi nhau một lần, hai ngày là hết thôi. Nhưng mà, Trì Đường và Du Dư, trước nay không cãi nhau bao giờ, hiện tại giận nhau một cái thấy cũng hơi hơi nghiêm trọng. Cô chỉ có thể liên lạc với Ngụy Hành Hành, Hạ Viên Viên và Lộ Chi, định hỏi ý kiến của các bạn khác xem sao, tạo thành một nhóm bốn người. Nghe đến chuyện hai người thân nhau nhất trong phòng cãi nhau, Ngụy Hành Hành rất kinh ngạc, hả chuyện gì cơ? Không thể nào là Du Dư giận Trì Đường đúng không? Trương Mông, Du Dư đúng là không dỗi lại Trì Đường. Bình thường Du Dư cũng rất ít khi giận ai mà. Cậu ấy đối với người khác đúng là có chút lạnh nhạt, nhưng mà không giống như Trì Đường, loại lạnh nhạt này rất lễ phép. Theo mình thấy ấy, là một mình Trì Đường đang cáu thôi. Hạ Viên Viên, vậy mình lại thấy không có gì lạ. Kiểu như Trì Đường không thấy vui thôi. Tâm trạng của cậu ấy mà không tốt thì thường lờ tịch người khác, để cậu ấy bình tĩnh một thời gian là được rồi. Trương Mông, mấu chốt là Trì Đường cũng đã xui xui mấy ngày nay rồi. Lộ Chi, không thì cậu nói hai người đấy công bình mà nói chuyện với nhau xem. Có mâu thuẫn gì thì mọi người đều là bạn bè, có thể giải quyết. Giống như trước đây cô cũng hơi thích Da Đen, nhưng Da Đen thích Trì Đường, một đêm nọ cả phòng tán dóc cô đã nói ra chuyện này, sau đó đều ổn cả, cũng không còn thích Da Đen. Dù sao thích một người cá biệt cũng rất dễ dàng. Trương Mông, không dám nói dối chị em, hiện tại mình thực sự có cảm giác như một cặp đang cãi nhau cần mình khuyên giảng. Nhưng mà tóm lại, chuyện thế này đều là tốn công vô ích đúng không?
ba người Ngụy Hành Hành tỏ vẻ, ha 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 ha. Trương Mông nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy với tính cách của Trì Đường, muốn tâm sự với nàng thật sự cũng rất khó mở lời, vì vậy tìm đến Du Du trước. Lại thấy một cảnh tượng hiếm gặp, Du Du không làm bài, mà đang xem một quyển sách, lại còn là loại sách không liên quan đến bài vở, mà chỉ là một cuốn sách ngoại khóa thú vị. Mấy ngày qua, hành vi của Du Du cũng có chút quái lạ, nàng không còn lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ vào sách vở nữa, nàng ấy mà cũng biết thả lỏng là gì sao? Biết ý đồ của cô, Du Du không biết nên nói ra sao, tụi mình không có cãi nhau. Trương Mông, nhưng mà Trì Đường hình như đang giận nha. Du Du đúng sự thật gật đầu, ban đầu nàng giận mình, giờ lại giận bản thân. Trương Mông không hiểu, có gì khác nhau à? Sao mình không thấy? Mà không, hai người vì sao lại giận nhau chứ, nói ra không được à? Nói không nên lời. Du Du co rúm, lại nghĩ, nếu Trương Mông thực sự hỏi Trì Đường, nhất định nàng ấy sẽ thẹn quá hóa giận, sau đó lại càng giận lâu hơn. Du Du đành phải dặn dò Trương Mông, cậu muốn biết, thì giả vờ không biết, đợi một thời gian nữa là được rồi. Trương Mông, được thôi, cậu còn không vội, mình biết nói gì nữa. Thật là như Du Du nói, thời gian chậm rãi trôi đi, Trì Đường lại cùng Du Du nói chuyện. Chỉ là so với trước đây, thiếu đi một phần tùy ý, cũng nói ít hơn, không rõ buồn bã rầu rĩ chuyện gì. Kể cả sau khi ăn Tết, Trương Mông mang các nàng đi dạo xung quanh, Trì Đường cũng không thực sự vui vẻ. Không khí cứ nặng nề như thế, Trì Đường cũng chấm dứt kỳ nghỉ này, cuối cùng bắt xe về nhà. Du Du vẫn ở nhà trọ nịnh, chuẩn bị chờ khai giảng cùng Trương Mông về trường. Lần này các nàng nghỉ đông khá ngắn ngủi, rất nhanh là phải đi học. Du Du có chút lo lắng lúc Trì Đường về nhà liệu có bị ba đánh không. Ngày người đi, nàng gửi một tin nhắn, Trì Đường cũng chỉ đơn giản nói không có việc gì. Sau đó, nàng ấy không liên lạc gì với nàng nữa. Yên lặng chờ đến khai giảng, trước đấy hai ngày Du Du về tới trường học. Đến ngày đi học chính thức, nàng mới gặp lại Trì Đường, cũng may nhìn qua trên người nàng ấy không có thương tổn, không giống vừa cãi nhau với người trong nhà. Gì đấy, nhìn mình làm gì? Du Du vốn không định nói gì, nhưng lại cảm thấy nên tìm chủ đề để nói, vì thế bèn hỏi, bài tập nghỉ đông, cậu làm chưa? Trì Đường cười lạnh, lộ ra gương mặt ta đây sớm biết trước, rút ra vở bài tập ném lên bàn. Du Du nhìn hai lần, thấy không có chỗ trống, tuy đọc không ra nhưng cũng là có chữ, nhìn kỹ còn thấy là viết bậy viết bạ rất nhiều, đa số các bài đều không ghi rõ bước giải, nhưng tốt xấu gì cũng là có viết. Lòng vừa chớm vui, Trì Đường lại như biết nàng nghĩ gì, vạch trần luôn tấm màn đen, mình với mấy bạn Trương Mông tạo nhóm 5 người, bài tập là chép của nhau, không phải mình tự làm. Du Du, học sinh nghiêm túc tự làm bài, không được 5 người thêm vào nhóm. Có thể tự viết là được rồi. Cuối cùng Du Du cũng chỉ nói thế. Trì Đường, giới hạn của cậu hình như lại thấp hơn trước. Rõ ràng hồi nghỉ hè còn bắt mình chính tay làm một phần bài vở. Nghe nàng nói chuyện thả lỏng, Du Du rốt cuộc mới lộ ra một nụ cười tươi tắn, hỏi nàng, cậu còn giận mình không? Trì Đường hỏi lại, mình giận hồi nào? Cái câu, trước đó rõ ràng cậu có giận là không thể nói ra, Du Du chỉ gật đầu cười, một tiếng, tỏ vẻ mình đã hiểu. Ngụy Hành Hành và Trương Mông ngồi đằng sau khe khẽ nói, hai người đó vậy là hòa rồi đúng không? Trương Mông, hình như vậy. Ngày đầu tiên khai giảng, đa số học sinh vẫn còn thả hồn lên mây. Mơ mơ màng màng hết một buổi sáng, đến buổi chiều, cô Kha cho thi đột xuất, lúc này mới như chim sẻ sa lưới không con nào bay nổi, một lũ mặt xám như tro tàn bưng sách vỡ ngồi học một lần nữa. Làm lễ gọi hồn xong, cô Kha lúc này mới vừa lòng gật đầu, gọi học sinh ưa thích của mình là Du Du lên văn phòng hỏi chuyện nghỉ đông, tiện tay cho nàng vài tấm bằng thi đua khen thưởng, hòa ái mà biểu đạt mình rất mong chờ nàng trong học kỳ mới. Du Du ôm giấy khen về lớp chưa bao lâu, cô Kha đã dắt theo một bạn nam xa lạ bước vào phòng. Học kỳ này, lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, bạn tên là Mạnh Thanh Hoa. Mong là các em đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, để bạn học mới chuyển trường nhanh chóng hòa nhập được với tập thể lớp. Lời tác giả. Trì Đường nhỏ bé mười mấy tuổi mà tâm tư thông thấu, vừa tinh tế lại nhạy cảm. Nhớ lại hồi mình mười mấy tuổi, tôi lúc đó thực sự quá kém. Chương 57. Bạn cũ. Nàng ấy có bạn gái, là bạn ngồi cùng bàn. Bạn học mới Mạnh Thanh Hoa, nghe tên là thấy học bá, mang một cặp mắt kính, lịch sự thư sinh, bộ dạng trắng trẻo thanh thoát, vô cùng giống hình tượng, học trò ngoan, tính tình tốt đẹp. Nhưng mà, ngay lúc cô Kha xếp chỗ ngồi, Mạnh Thanh Hoa bỗng nhiên nhìn về phía Trì Đường cười cười, nói, em muốn ngồi cùng bàn với Trì Đường cơ. Nhóm bạn phòng 501 đang chụm đầu nói chuyện, và những người khác trong lớp, tất cả đều ngạc nhiên sửng sốt. Chỉ có người bị gọi đến, Trì Đường,
lại có chút ghét bỏ mà nhìn về phía Bụt Giảng. Trước kia tôi với Trì Đường là cùng lớp đó, học chung cấp 2. Mạnh Thanh Hoa tuy không thể thành bạn cùng bàn với Trì Đường theo ước nguyện, nhưng vừa hết tiết đã chạy sang bên này tìm Trì Đường nói chuyện. Chỉ tiếc thái độ của Trì Đường rất lạnh nhạt, không thèm để ý đến cậu ta, Mạnh Thanh Hoa đành ngồi tám cùng Ngụy Hành Hành. Tôi với Trì Đường, còn hai người khác nữa, trước kia chơi cũng thân lắm, thường xuyên thâu đêm suốt sáng ngồi quán nét. Sau đó Trì Đường chuyển trường, mấy đứa tụi tôi tách lớp, không chơi với nhau nữa. Tôi chuyển tới đây, vốn là chuyển vào lớp 2 ấy, nhưng nhìn thấy danh sách có người tên Trì Đường, bèn nói ba sắp xếp cho qua lớp 3, không ngờ đúng là Trì Đường mình quen. Mạnh Thanh Hoa cợt nhã, vừa nói vừa trêu chọc Trì Đường. Trì Đường hoàn toàn không để ý đến cậu ta, lo làm bài của mình. Mạnh Thanh Hoa nhìn thấy nàng đang làm bài, la lên kinh ngạc, wow, thật không đây, Trì Đường mà cũng ngoan ngoãn ngồi làm bài sao. Mở miệng ra một cái, toàn mùi học dốt. Ngụy Hành Hành rất hứng thú với vị bạn học mới này, bèn hỏi, cậu là bạn cũ của Trì Đường đúng không, vậy thành tích của cậu thế nào, có tốt hơn Trì Đường không? Trì Đường lúc này hừ một tiếng, châm chọc nói, với cái thành tích đội sổ trước kia của cậu ta, nhà không có tiền sớm đã thất học. Mạnh Thanh Hoa thấy nàng chọc ngoáy cũng không để bụng, gác tay lên vai nàng, cười hì hì, trước kia tụi tôi chơi một nhóm, Trì Đường là điểm cao nhất, mấy người khác toàn lót đường, riêng tôi, thứ năm từ dưới đến lên ha 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 ha. Đã không thấy hổ thẹn, giọng nói của cậu ta rõ ràng còn rất tự hào, các bạn nữ xung quanh nghe thấy mắt đều không biết nói sao. Trì Đường không hề khách khí, hất cánh tay đang khoác lên vai mình ra. Mạnh Thanh Hoa cũng tập mãi thành quen, lại khoác tay lên, cứ như thế, da mặt có vẻ đặc biệt dày. Trì Đường trừng mắt, châm chọc, mơ đậu vào Thanh Hoa, tên cậu ta là ý đó đấy. Mạnh Thanh Hoa lại càng phụ họa, ui, cũng không phải không đúng. Ba tôi đặt thế, đúng là ông ta muốn tôi đậu Thanh Hoa thì chỉ có nằm mơ. Tuy thái độ của Trì Đường với vị bạn học này là không tốt, nhưng chưa đến một ngày, Du Dư và đám Ngụy Hành Hành đã chắc chắn, trước kia quan hệ của hai người này không tệ. Mỗi khi nghỉ giữa tiết Mạnh Thanh Hoa đều mò lại tìm Trì Đường nói chuyện, bất chấp nàng mặt lạnh như tiền, tan học rồi còn cố ý lại hỏi nàng muốn đi VWC chung hay không. Trì Đường, biến. Cậu ta lại đi căng tin, mua về một đống đồ ăn vặt, tới bên Trì Đường hỏi nàng ăn hay không ăn. Trì Đường tiện tay lấy ra mấy bịch đồ ăn, hoàn toàn không hề khách khí với cậu ta. Những nam sinh khác trong lớp, kể cả ở chung với nhau một học kỳ rồi, nhưng khi họ mua đồ cho, Trì Đường vẫn không nhận lấy. Tuy nàng đối với Mạnh Thanh Hoa không tốt lắm, nhưng so sánh với thái độ lãnh đạm khi đối diện với những bạn nam khác, Mạnh Thanh Hoa lại trở thành trường hợp đặc biệt. Ngụy Hành Hành liếc nhìn Mạnh Thanh Hoa đang ngồi cuối lớp, cùng ăn đồ ăn vặt, chém gió với mấy bạn nam khác, lại nhìn Trì Đường đang ngồi phía trước, ghé lại gần hỏi, Trì Đường, cậu với bạn mới trước đây là gì của nhau đó? Cái chủ đề bạn học mới này, nói liên tục không ngừng tới tận lúc cả phòng ngủ họp nhau nói chuyện phiếm. Trì Đường phiền rồi lại phiền, không có quan hệ gì cả, trước kia đi tiệm net chơi game chung thôi. Những người khác còn muốn hỏi, Du Dư đã mở miệng, trễ rồi, ngủ đi, mai còn phải dậy sớm, có kiểm tra 15 phút. Hôm nay nàng yên ắng học hết một ngày, vẫn như ngày thường không gây thu hút chú ý, nhưng một khi nàng mở miệng, những người khác đều nghe theo mà nghỉ ngơi. Hôm sau làm kiểm tra, cả lớp đều biết, người nghe tên như học bá, diện mạo như học thần, lại là một đứa học dốt 100%. Ngụy Hành Hành tỏ vẻ nghi hoặc, tóm được Mạnh Thanh Hoa lúc cậu ta đến tìm Trì Đường nói chuyện, trước kia cậu với Trì Đường chơi với nhau, nàng ấy điểm cao thế, cậu lại dở như vậy, hai người còn chơi vui vẻ với nhau được à? Mạnh Thanh Hoa dựa vào bàn, nhẫn nha nhẫn nhơ chơi điện thoại, mấy đứa tôi học đều điểm thấp cả. Trước đấy Trì Đường cũng ăn điểm kém suốt, sau đó có vài việc xảy ra nên điểm mới cao lên. Ngụy Hành Hành nghe thế thấy cực kỳ tò mò, hỏi theo ngay, vì chuyện gì cơ? Trước mặt người lạ, Trương Mông vốn không dám lảm nhảm, bình thường mặt mũi lạnh lùng cũng không nhịn được mà mở miệng, vì bị kích thích, quyết tâm tức giận phấn đấu hả? Hạ Viên Viên ngại ngùng cũng mở miệng suy đoán theo, vì để chứng tỏ cho người khác sao? Trì Đường là người không thích chịu thua mà. Mạnh Thanh Hoa cười to ha ha, tưởng bắt đầu kể rồi, không biết nghĩ tới chuyện gì, lại cười rung cả người. Nhân vật chính bị các nàng mổ xẻ tức giận, quay đầu lại nhìn mấy gương mặt tò mò, lại không nổi điên với các nàng, chỉ nhìn về Mạnh Thanh Hoa mà nói, lăn về chỗ ngồi của mình đi. Mạnh Thanh Hoa cười hi hi, né lửa giận của nàng, dứt khoát kéo ghế dựa lại, ngồi ở khu Hạ Viên Viên, tiếp tục chém gió. Ui, hồi trước lớp cũ của tụi tôi đổi giáo viên chủ nhiệm. Cái lão đấy ai cũng ghét, lớp hạng cao thì lão mặc kệ cho làm gì thì làm, lúc hạng thấp thì làm cái gì lão cũng ngứa mắt. Lúc đó tụi tôi cãi nhau với một đứa kia học tốt trong lớp, lão bất chấp đúng sai ép tụi tôi xin lỗi cho bằng được. Còn nữa cơ,
Lúc tụi tôi thi xong, chỉ cần không đạt chuẩn, dù chỉ thiếu vài điểm thôi, cũng bị lên bục giảng khẽ tay. Có bạn nữ kia tay chảy cả máu mà lão ta vẫn cứ chửi tụi tôi không ngoan ngoãn học hành, tương lai là cặn bã xã hội, không bằng chết sớm một chút. Rồi gì mà thành tích không tốt đều là do chúng tôi là phế vật não chưa phát triển tùm lum tà la. Tụi tôi cũng đập lão luôn, xong cuối cùng bị trường kiểm điểm rồi còn bị mời phụ huynh. Nhóm Ngụy Hành Hành nghe xong vừa sợ vừa ớn, Mạnh Thanh Hoa lại mặt mày hớn hở, kể cả người tưởng như đang nghiêm túc làm bài như Du Dư cũng phải dừng tay, cẩn thận nghe thanh âm từ phía sau truyền đến. Mạnh Thanh Hoa, lão già mà tụi tôi ai cũng chịu không nổi kia, mắng đến bức trì đường phát bực, bèn không nói không rằng nghiêm túc học hành một lần, cuối cùng hạng nhất lớp. Lúc lên bục lấy bài về nàng ấy còn nói trước mặt cả lớp tôi có thể đạt hạng nhất, nhưng vấn đề chỉ là tôi không muốn học. Vì cái loại giáo viên như ông, tôi đi học cũng cảm thấy ghê tởm. Giáo viên thế nào dạy học sinh thế đấy, ông cũng chỉ đáng đi dạy loại phế vật mà ông nói thôi. Úi giời ơi, cái mặt lão ta lúc đấy, nhìn thôi tụi tôi cũng thấy sướng. Ngụy Hành Hành. A, đúng là chuyện trì đường có thể làm ra. Trương Mông, vì giận dỗi mà ngoan ngoãn học bài á. Hạ Viên Viên, vấn đề là cậu ấy học để đoạt hạng nhất, chuyện này làm người khác nể quá đi. Du Dư nắm nắm bút, nhìn về trì đường ngồi cạnh mình, đang đeo tai nghe không muốn nghe những người khác bàn tán. Để ý thấy nàng nhìn mình chăm chú, trì đường nhướng mày, gương mặt có nét ngang tàn kiêu ngạo mơ hồ. Du Dư nhớ rất rõ trì đường lúc mình mới gặp, đúng là giống với hình tượng Mạnh Thanh Hoa miêu tả hơn, cô độc lại tư do. Nhưng hiện tại, trì đường có vẻ nề nếp quy củ hơn rất nhiều, rất ít khi thấy nàng thể hiện mặt ương ngạnh của mình. Như thể có điều gì đó làm nàng trở nên mềm mại vậy. Mạnh Thanh Hoa kể xong những năm tháng hào hùng của trì đường, bèn nhìn về phía trì đường ngồi trước cách vài chỗ, thở dài một tiếng, giọng điệu như anh hùng xế bóng, thẫn thờ cảm khái, hai năm không gặp, trì đường thay đổi nhiều thật, đi học đúng giờ, làm bài đúng hẹn, trong giờ học cũng không chơi game, y chóc một học trò ngoan. Nếu họ mà thấy, chắc cũng không nhận ra quá. Ngụy Hành Hành cười cười, ý chỉ đến Du Dư đang ngồi cạnh trì đường, đều là Du Dư của tụi tôi dạy dỗ đúng cách nha, đó, người đó đấy, học sinh giỏi nhất khối, trì đường ở chung riết cũng lây bệnh của cậu ấy. Lúc này ánh mắt của Mạnh Thanh Hoa mới hướng tới Du Dư. Trước đó cậu ta không hề để ý tới bạn cùng bàn của trì đường, một nữ sinh thanh tú đeo kính. Giờ đây nghe Ngụy Hành Hành nói xong, ánh mắt tìm tòi nhìn về Du Dư. Cậu ta nhìn bóng dáng của hai người trước mặt, thấy trì đường xé vỏ kẹo cao su, lại cho bạn cùng bàn mình một cái. Cái người tên Du Dư kia thấp giọng nói gì đấy, trì đường bèn đưa sách vở của mình cho cô ta. Hai người này tuy không thân mật như những bạn nữ khác, nhưng cậu ta vẫn là cảm thấy rất chướng tai gai mắt. Trì đường rất ít khi chủ động tiếp cận người khác. Trước đây cả nhóm bọn họ chơi với nhau, nhưng nàng cũng không thân thiết mặn mà với bạn nữ còn lại trong nhóm đến mức này, nam sinh thì càng khỏi phải nói. Với trì đường, chỉ cần bạn nam thể hiện ra một chút thích mình, nàng sẽ lập tức tránh xa ngay. Nàng ghét những nam sinh thích mình, cũng chỉ có những ai xem nàng như bạn bè bình thường mới có thể lại gần một chút. Nhóm nhỏ của họ sụp đổ, trì đường chuyển đi lớp khác, sau lại chuyển trường đến nơi đây. Nhìn sơ qua tưởng như không thể chia ly, nhưng giờ lại sống tốt đến vậy, có lẽ trong mắt nàng ta, bạn bè chỉ là thứ đồ phiền toái, không cần là có thể vứt đi. Mạnh Thanh Hoa cười khì khì nghe nhóm Ngụy Hành Hành nói chuyện phiếm, âm thầm hỏi, bây giờ trì đường có đang chơi với bạn nam nào không? Vừa nghe thấy những lời này, chuông báo động đã vang lên trong lòng Ngụy Hành Hành. Cô biết vài người thích trì đường, người trước mặt có vẻ cũng có ý đó. Mặt tươi cười, cô cũng trả lời dứt khoát, thần thần bí bí nói, trì đường không có bạn nam, nhưng mà nàng ấy có bạn gái, là bạn ngồi cùng bàn. Mạnh Thanh Hoa. Ngụy Hành Hành cười cười xoay bút, giỡn thôi, nhưng mà nha, trì đường của chúng ta thật sự không có hứng thú với bạn nam. Chương 58. Suốt đêm. Mày đừng có mà lên cơn. Ê, cậu là Du Dư đúng không? Mạnh Thanh Hoa tựa vào tường hành lang. Tiết này cả bốn lớp học thể dục, người khác đã sớm xuống sân, đoạn hành lang này trừ Mạnh Thanh Hoa ra không còn ai cả. Du Dư lướt qua cậu ta, bị gọi ngược lại, có chút bất ngờ người này sao lại đột nhiên nói chuyện với mình. Mạnh Thanh Hoa chuyển trường đã được nửa tháng. Tính cách cậu ta không tệ, ra tay thì hào phóng, thường xuyên mua rất nhiều đồ ăn vặt mang vào lớp, chia cho cả những người khác, hơn nữa lớp 3 vốn vui vẻ với nhau, lại có lớp trưởng như Ngụy Hành Hành. Thế nên bạn học Mạnh Thanh Hoa chuyển vào lớp giữa chừng đã hòa nhập với lớp rất dễ dàng. Chỉ là, Mạnh Thanh Hoa thường xuyên ồn ào trong đám người, hay chọc giỡn, thích trêu đùa trì đường, lại chưa từng chủ động nói chuyện với Du Dư cho tới ngày hôm nay. Có chuyện gì? Du Dư dừng chân, hỏi lại. Mạnh Thanh Hoa nhìn chòng chọc nàng từ trên xuống dưới, tay lại dây tai nghe màu trắng,
tôi đây khá là tò mò, quan hệ giữa cậu và rì đường không tồi, hai người là thế nào mà chơi với nhau đấy? Ban đầu, trong lòng Mạnh Thanh Hoa rất khinh thường cái cách nói Du Dư và rì đường thân nhau lắm. Thân cái gì mà thân, rì đường vốn không phải là người thích thân thiết với người khác, nàng ta thích giữ khoảng cách với người khác, tốt nhất là đừng can thiệp đến chuyện của nhau, ngay cả bản thân cũng phải mặc giày bám riết lấy không tha rất lâu mới có thể làm bạn bè bình thường, Du Dư với nàng thân thì có thể thân tới mức nào. Nhưng rất nhanh, Mạnh Thanh Hoa đã nhận ra, mọi chuyện có vẻ không giống những gì mình nghĩ. Cái con mọc sách Du Dư kia tẩm ngẫm tầm ngầm, nhìn qua chỉ biết cắm đầu mà học, thế mà Trì Đường lại thực sự rất để tâm, luôn chú ý đến cảm nhận của cô ta. Con nhỏ đó rốt cuộc có cái gì để Trì Đường nhìn với ánh mắt khác? Người này ngoài học ra còn có ưu điểm gì khác sao? Mạnh Thanh Hoa yên lặng theo dõi vài hôm, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Du Dư không nghĩ bạn học mới này tự nhiên gọi giật mình lại, chỉ để hỏi chuyện này, nhưng hình như người kia đúng là rất thắc mắc, đứng chờ nàng trả lời. Vì vậy nàng ôm lấy đống bài vở trong tay nói, tôi không rõ lắm, ban đầu là cậu ấy giúp đỡ tôi, sau đó tự nhiên từ từ mà thành bạn rồi. Rất nhiều thứ cũng đã tự nhiên xuất hiện, đến lúc nàng nhận ra, cuộc sống cũng đã khắc sâu dấu vết của một người khác từ lúc nào. Mạnh Thanh Hoa giật tai nghe ra, nhìn cái bộ dạng nghiêm túc trả lời của con nhỏ trước mắt, trong lòng tự nhiên bực bội. Như thể một thứ gì đó mình rất muốn có nhưng không thể có, người khác lại lấy được, bộ dạng còn rất bình thản, làm người khác khó chịu vô cùng. Trên mặt cậu ta vẫn tươi cười, lại gần Du Dư, ghé sát vào nàng, bạn bè của Trì Đường là bạn bè của tôi, sau này có gì cứ thoải mái tìm tôi. Du Dư, tốt, cảm ơn. Vẫn là cái kiểu phản ứng bình thản này, đúng là một kẻ nhàm chán. Mạnh Thanh Hoa cố ý ghé sát lại nàng một chút, nhỏ giọng oán thán, hầy, trước kia tôi với Trì Đường thường xuyên ra ngoài ngồi nét cả đêm, hôm qua tôi rủ, thế mà cậu ấy lại không đồng ý. Nàng là bị cậu dạy dỗ thành thế à, nghe lời một phép. Cậu ta lớn lên cũng gọi là sáng sủa, cười lên lại rất ngoan ngoãn lịch thiệp, trước giờ chỉ cần ghé lại bên tai con gái nói kiểu đấy, đối phương lúc nào cũng thẹn thùng tránh né, nhưng Du Dư thì không, nàng chỉ là hơi nhíu mày, ngồi nét cả đêm. Mạnh Thanh Hoa, đúng thế, cậu là con ngoan trò giỏi, không quen mấy chuyện như thế chứ gì. Thôi, dù sao Trì Đường cũng rất thích lên mạng suốt đêm, nên dù có là bạn bè, cậu cũng đừng có mà quản lý nhiều quá không cho cậu ấy đi đúng không? Nói tới đây, địch ý trong lời nói của cậu ta đã không che giấu nổi, mặt thì cười nhưng trong không cười. Du Dư ngẩng đầu liếc nhìn một cái, vẫn là vô cùng bình tĩnh, muốn lên mạng thì đi ban ngày thôi, thức cả đêm không ngủ sẽ không tốt cho thân thể. Mạnh Thanh Hoa, việc chính là ban ngày hay buổi tối à? Ban ngày phải đi học à nha, chẳng lẽ lớp phó học tập ngoan ngoãn của chúng ta lại đang khuyến khích trốn học sao? Mạnh Thanh Hoa lại một lần nữa treo nụ cười giả dối lên gương mặt. Du Dư, nếu Trì Đường muốn đi, tôi có thể xin nghỉ giúp cho cậu ấy. Mình muốn đi đâu thế? Thanh âm của Trì Đường bỗng nhiên sộc vào. Nàng xoa xoa hai bàn tay ướt, rõ ràng là vừa đi WC xong, mặt nghi ngờ mà nhìn Du Dư và Mạnh Thanh Hoa sóng vai một chỗ mà nói chuyện. Mạnh Thanh Hoa thấy nàng lại gần, vẫy tay chào, lại đặt tay lên vai Du Dư, tỏ vẻ vô cùng thân mật, mình mới tán dóc với lớp phó học tập, bảo là muốn một ngày nào đó đi chơi nét với cậu cả đêm, lớp phó không cho cậu đi kìa, sao, cậu nghe rõ cậu ta nói gì không? Trì Đường ghét nhất là người khác kiểm soát mình, càng cấm nàng ấy càng muốn làm, trời sinh ra đã chống đối, Mạnh Thanh Hoa rất hiểu chuyện này. Trì Đường nhìn hắn muốn mòn, không biết mình nặng lắm à, cứ đè đè lên người khác làm gì đấy. Mạnh Thanh Hoa, mình rõ ràng đang nói chuyện muốn đi nét cả đêm. Trì Đường, tôi không muốn đi, cậu muốn thì tự đi mà đi. Mạnh Thanh Hoa không đè lên người Du Dư nữa, vì câu trả lời dứt khoát của nàng mà nụ cười trên mặt nhạt đi mấy phần, trước đây là bạn bè. Tuy không gặp nhau cũng lâu rồi nhưng cũng không phải cố ý xa lánh đi như thế chứ, không muốn chơi với mình nữa à. Có mỗi một chuyện hồi đầy, đừng nói là cậu vẫn còn giận mình chứ. Trì Đường không khách khí bột lại, cậu lại bị điên à. Nói xong nàng cũng mặc kệ Mạnh Thanh Hoa phản ứng ra sao, lôi Du Dư đi một đường vào phòng học. Du Dư đẩy kính mình một chút, nói với nàng, thức cả đêm lên mạng vẫn là không tốt lắm đâu, nếu muốn chơi game, cậu đi ban ngày thôi. Trì Đường không biết vì sao lại nổi giận, đừng mắt liếc nàng một cái, mình đây muốn đi buổi tối đấy. Du Dư rất tự nhiên mà nhượng bộ, cũng đúng, nhưng thôi tốt nhất không cần đêm nào cũng đi, còn phải chú ý an toàn nữa. Trì Đường khịt mũi coi thường, cấp hai đêm nào mình cũng đi có sợ gì đâu. Du Dư bỗng nhiên trả lời, đã thế, ngày nào cậu muốn đi, mình cũng đi với cậu. Trì Đường, gì cơ? Du Dư và suốt đêm lên mạng, hai cái này hình như không dính dáng gì nhau, làm Trì Đường chợt cảm thấy mình bị ảo giác. Du Dư lặp lại, mình nói là,
nếu sau này cậu ra ngoài cả đêm, mình với cậu cùng đi. Thời gian gần đây, Mạnh Thanh Hoa kể chuyện trước kia của Trì Đường với nhóm Ngụy Hành Hành, Trì Đường mà cậu ta miêu tả có chút không khớp với Trì Đường mà Du Dư nhận thức trong hiện tại, nghe non nớt hơn. Du Dư chợt muốn càng thêm hiểu biết về nàng, chuyện nàng ấy thích làm có thể không phải là thứ mình ưa thích, nhưng nàng không muốn chỉ trích bỏ đi, mà còn muốn thử một chút. Trì Đường không thể tưởng tượng nổi cảnh Du Dư trốn học đi ngồi nét cả đêm, vốn định từ chối luôn rồi, nhưng sắp ra khỏi miệng thì chợt thấy cũng thú vị, vì vậy đổi giọng ngay, được thôi, vậy không bằng đêm nay đi luôn đi. Ngày mai thứ bảy, đi cả đêm về có thể ngủ bù, để cái người không biết mạng mẻo là gì này có thể thử cảm giác thiếu nữ nghiện lên mạng ra sao. Các nàng nói với mọi người trong phòng, cuối cùng chuyện này lại thành cả năm người đều đi. Ngoại trừ Lộ Chi, tối thứ sau cậu ấy phải về nhà. Vụ việc trở thành hoạt động tập thể của phòng xong, lại thêm vào một Mạnh Thanh Hoa mặt dày tám thước, một nam sinh trộn chung với mấy nữ sinh lại rất tự tại, không biết nói sao. Tối thứ sau gác cổng không nghiêm, cả bọn tuy sợ nhưng vẫn trốn trót lọt. Bé ngoan từ nhỏ tới lớn như Trương Mông và Hạ Viên Viên cũng chưa từng ngồi nét cả đêm, có chút kích động, Hạ Viên Viên đi ở ven đường còn lo lắng mà hỏi Trì Đường, tụi mình còn chưa thành niên, thật sự có thể ngồi nét hả? Không có bị đuổi đó chứ. Trì Đường, chỉ cần không gặp ai đến kiểm tra là được. Tối đến cũng nhiều học sinh đến ngồi thâu đêm lắm, không sao đâu. Hạ Viên Viên nghe xong, càng thêm lo lắng, gì chứ, còn có vụ kiểm tra nữa hả? Ngụy Hành Hành níu cái người bạn cùng bàn nhát gan của mình lại, cậu nhìn Du Dư kìa. Hạ Viên Viên, Du Dư thì sao? Ngụy Hành Hành, nhìn người ta bình tĩnh không, đừng sợ nữa, Du Dư không lo thì tụi mình càng không cần lo. Câu này nói nghe quái quái, nhưng Hạ Viên Viên thế mà thật sự được trấn an, tìm thấy niềm an ủi từ Du Dư. Nhưng Mạnh Thanh Hoa thì rất không vừa lòng. Cậu ta muốn thấy Du Dư co rúng chó mà sợ hãi cơ, mấy đứa con ngoan trò giỏi khác không phải đều thế à, chuyện gì khác người chút là không dám làm, lo trước lo sau, nhắc như cái. Trì Đường ngựa quen đường cũ dẫn mọi người đến một tiệm nét, ngồi đại một ghế, khởi động máy tính. Chủ quán liếc các nàng một cái, không nói một câu mà đưa luôn mấy tấm cạc dành chỗ ngồi. Hạ Viên Viên run cả một đường, ngồi vào ghế rồi mới thư giãn nổi, bắt đầu vui vẻ chọn chỗ ngồi. Mọi người đến tiệm nét đều có việc muốn làm. Trì Đường đương nhiên là để chơi game, những người khác coi phim đọc truyện, chỉ có mỗi Du Dư, liên tục tra tư liệu, xong rồi lại lấy vở ra viết, rõ ràng là có chuẩn bị cả. Du Dư ngồi ở bên tay trái Trì Đường chỉ cần chớp mắt cũng có thể nhìn thấy màn hình của nàng, nhìn nàng lên website chính thức của các trường đại học và nhìn bản đồ, không chỉ nhìn mấy đại học hàng đầu mà còn tìm cả những trường nghệ thuật và tra tìm các ngành nổi bật của các trường. Trì Đường, cậu làm cái gì đấy? Du Dư, lần trước không phải Trương Mông hỏi sau này tụi mình muốn làm gì sao? Mình thấy chắc là cũng đến lúc suy xét trường nào và học ngành nào rồi. Trì Đường quyết đoán quay đi, tiếp tục chơi game của mình. Mạnh Thanh Hoa ngồi bên phải nàng nghe hai người trò chuyện, cười nhạo một tiếng rất khẽ, nói với Trì Đường, tụi mình chơi thêm một ván đi, mình dắt cậu đi ăn gà. Trì Đường không thèm nhìn, lạnh nhạt trả lời, kỹ thuật kém thế cũng đừng học theo người khác đòi gánh gái. Mạnh Thanh Hoa co được giãn được, cậu là chị mình, cậu dắt mình đi ăn gà. Đã rạng sáng, mọi người bắt đầu buồn ngủ. Trì Đường nhìn Du Dư kế bên, vẫn còn đang tra cứu các ngành học, cuốn vở nhỏ ghi đã vài trang, tên ngành rồi tên trường vẽ vòng vòng, còn có mấy dấu chấm hỏi. Cậu có đói không? Du Dư gỡ mắt kính xuống xoa xoa mắt, cũng không sao. Trì Đường đứng dậy, mình đi mua đồ ăn, mấy cậu ăn gì không? Những người khác đang nằm liệt trên ghế đều sống lại ngay, sôi nổi trả lời. Mạnh Thanh Hoa cũng đứng dậy, mình đi chung với cậu. Du Dư vừa chuẩn bị đứng lên nói muốn đi cùng Trì Đường, lại từ từ ngồi xuống, không mở miệng. Trì Đường và Mạnh Thanh Hoa ra khỏi ghế, đi ra ngoài mua đồ ăn vặt. Chỗ này vẫn còn rất náo nhiệt, dù gió đêm rất lạnh vẫn có một số người vui vẻ khí thế mà ăn bữa khuya. Trong lúc chờ đóng gói, Trì Đường đi mua đồ uống, Mạnh Thanh Hoa bám theo bên cạnh, nói, bạn cùng bàn của cậu đúng là không hổ danh học bá, đi nét cả đêm cũng không giống tụi mình, game cũng không chơi. Cậu có thấy cậu ta có chán ngắt không cơ chứ? Trì Đường đóng sầm cánh cửa tủ đồ uống, loảng xoảng một tiếng, mày đừng có mà lên cơn. Giọng điệu vừa lạnh lùng vừa dọa dẫm. Chủ tiệm bình tĩnh ngước lên từ máy tính đang chiếu phim truyền hình máu chó, nhãi con kia, đừng có đóng cửa mạnh bạo kiểu đó. Chương 59. Tật xấu. Dạ không được. Tiết thể dục, trời nắng chói chang, xua tan khí lạnh ngày xuân, xi măng trên sân thể dục bị ánh nắng chiếu vào sáng lóa, đường chạy cao su màu đỏ cũng bày ra một sắc thái tươi đẹp sáng ngời dưới ánh mặt trời. Mấy nữ sinh phòng 501 đánh xong một trận cầu lông, nóng không chịu được, ầm ĩ rủ nhau trốn dưới tán cây trong sân thể dục,
cả Ngụy Hành Hành cũng lười lên sân, mấy người tụ lại ngồi ở bồn hoa nhàn rỗi tám chuyện. Đề tài vô tình chuyển từ lần thi thử trước đó sang Mạnh Thanh Hoa và Trì Đường. Trì Đường, khi nãy tan học, mình thấy cậu và Mạnh Thanh Hoa cãi nhau. Thật ra mình thấy cậu ta cũng không tồi, sao cậu luôn mắng cậu ấy là thần kinh thế? Trương Mông khó hiểu bèn hỏi. Mạnh Thanh Hoa hào phóng với mọi người, nói chuyện cũng đàng hoàng, đặc biệt đối với Trì Đường đã ổn lại càng tốt hơn, nhưng Trì Đường khi bằng lòng mới nói vài câu, khi phiền thì chỉ có cãi nhau. Chuyện này không chỉ riêng Trương Mông, những người khác cũng cảm thấy kỳ quái, có người còn thầm đoán là trước đây Trì Đường và Mạnh Thanh Hoa từng bồ bịch, giờ Mạnh Thanh Hoa chuyển trường lại đây, là muốn cùng nàng nối lại tình xưa. Trì Đường nghe Trương Mông và Ngụy Hành Hành người tung kẻ hứng nói ra suy đoán của các bạn trong lớp, mặt lập tức tối sầm, nhìn Mạnh Thanh Hoa đang cùng những bạn nam khác chơi bóng rổ trên sân, đạp vào bồn hoa, mắng, lại nữa, cái thằng đó chính là thích làm mấy cái trò tiểu tiết như thế. Vài lần cảnh cáo cũng không xong, chẳng lẽ thật sự phải động thủ đánh nhau mới được sao? Sao lại như thế vậy? Hạ Viên Viên hỏi. Trì Đường kéo tai nghe trên lỗ tai xuống, có chút không biết mở miệng ra sao. Tên đó thực sự là bị điên. Trì Đường sốt ruột nghĩ lại thời cấp 2, mình với tên đấy quen nhau đã lâu rồi, chơi với nhau cũng rất lâu, nhưng cái thằng đó có một tật xấu. Mình cứ thân với ai một chút, quan hệ tốt một chút, tên đó sẽ đuổi theo người đó, hai người bạn gái cũ của nó đều là bạn cùng bàn với mình. Hạ Viên Viên kinh ngạc cảm thán, trời đất. Trương Mông nói ra một ý nghĩ mơ hồ, như vậy, nếu cậu chơi thân với một bạn nam khác, tên đấy cũng cưa cẩm cậu ta à? Trì Đường. Này thì không, nhưng mình cũng ít khi ở chung với bạn nam khác lắm. Ngụy Hành Hành nhìn về Du Dư, để ý đến một việc khác, lần nào cũng là bạn cùng bàn bị hại, vậy chẳng phải là đang Du Dư nguy hiểm sao? Du Dư lúc này mới hiểu ra, vì sao lần trước đi tiệm nét suốt đêm, Trì Đường lặng lẽ nói với nàng, đừng để ý tới Mạnh Thanh Hoa, cũng không cần nói chuyện với cậu ta. Lộ Chi. Thật ra, mình cảm thấy Mạnh Thanh Hoa hình như là thích Trì Đường, nhưng thích Trì Đường sao không trực tiếp theo đuổi Trì Đường, lại theo đuổi bạn cậu ấy làm gì? Ngụy Hành Hành, thế tụi mình tưởng tượng một chút, nếu Mạnh Thanh Hoa thẳng mặt theo đuổi Trì Đường, hậu quả gì sẽ xảy ra? Vài người ngồi tưởng tượng trong đầu, kết quả đưa ra là như nhau, nếu Mạnh Thanh Hoa theo đuổi Trì Đường, hắn sớm tèo rồi. Giống như lớp phó thể dục lớp họ là da đen, một tâm hồn thiếu nam đều bị Trì Đường đông lạnh, giờ đã bỏ tình cũ chạy theo tình mới, đang thả thính với bạn cùng bàn. Thiện cảm trong thời học sinh mông lung, sinh ra và biến mất thực dễ dàng, thích lâu dài mới là chuyện khó. Nếu vẫn không nhận được đáp lại, cũng sẽ như củi gỗ, lửa nóng bao nhiêu rồi cũng phải tắt. So sánh như thế, các nàng phát hiện Mạnh Thanh Hoa này thật là có chỗ là lạ. Hạ Viên Viên, trước nay mình chưa gặp ai như thế, rốt cuộc cậu ta nghĩ cái gì nhỉ? Ngụy Hành Hành chẹp lưỡi hai tiếng, người như vậy, nói xấu cũng không phải xấu, ít ra trước giờ cũng nhiều người trong lớp, kể cả chúng ta, không phải đều cảm thấy không tệ sao. Nhưng với Trì Đường, đó lại là người làm chuyện rất ghê tởm. Trương Mông chọc đúng chỗ hiểm, ý, giống lấy gậy chọc tức. Lộ Chi, đừng có nói vậy, tự nhiên thấy mùi. Trì Đường cau mày, trước kia tên đó là người như thế đấy, sẽ cố ý ái muội với người khác. Hừ, không nói nữa, dù sao bình thường mấy cậu đừng thân thiết với tên đấy quá là được. Nàng nói đến một nửa, lười nói tiếp, đã không còn hứng thú bàn luận gì nữa. Đối với nhóm Ngụy Hành Hành, nghe xong chỉ cảm thấy mê hoặc, nhưng đối với Trì Đường, tên Mạnh Thanh Hoa này thật sự mang đến cho nàng không ít phiền toái. Trước kia, các cậu là bạn rất thân sao? Lúc chỉ còn hai người ngồi lại ở đây, Du Du bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nàng không nói tên, nhưng Trì Đường biết nàng đang chỉ ai. Chuyện vừa rồi không muốn kể với người khác, nghe Du Du hỏi tới, Trì Đường vẫn là mở miệng kể rồi. Mình hồi đó, bạn bè rất ít, tính mình không tốt không thích để ý người khác, bạn bè nhận thức sau một thời gian đều xa cách dần, có một thời mình chỉ có một mình tên đó chơi chung. Sau đó tụi mình chơi thành nhóm 4 người, một nữ sinh là bạn cùng bàn với mình, còn một nam sinh khác là bạn trai của bạn nữ đó. Du Du kết hợp với những lời Trì Đường nói trước đó, suy đoán hợp lý nói, sau đó, Mạnh Thanh Hoa theo đuổi bạn nữ kia. Trì Đường mặt không cảm xúc gật gật đầu. Du Du, nhưng mà, bạn nữ kia không phải có bạn trai sao? Mà còn là người hai cậu chơi chung nữa. Trì Đường, khốn nhất chính là chỗ đó, cho nên cuối cùng hai đứa mình chiến tranh luôn. Khi đó mình thân với bạn cùng bàn nhất, bạn ấy khóc lóc với mình, nói bạn trai bỏ cậu ta yêu sang mình, cậu ta mới ở bên Mạnh Thanh Hoa, cảm thấy người có lỗi là mình với bạn trai của cậu ta. Ba người kia đều từng là bạn của nàng, nàng cũng không hiểu ba người đó rốt cuộc đang làm cái gì, thích tới thích lui, không thể thanh thản ổn định làm bạn bè chơi game với nhau hay sao. Cuối cùng nàng bị buộc tội,
Bạn nữ kia trách nàng dính vào Mạnh Thanh Hoa lại còn cố ý câu thêm bạn trai của mình, Trì Đường quả thật không còn lời nào để nói. Dù sao cũng vì những thứ lý do phá hoại đó, các nàng cãi nhau to, sau đó, nàng đã không còn bạn bè nữa, vẫn luôn một mình, tận cho đến lúc tới đây, gặp được Du Dư. Hiện giờ nhớ tới sự hỗn loạn khi ấy, Trì Đường vẫn là điên cả người, mình cái gì cũng chưa làm, cuối cùng cái gì cũng là mình sai. Du Dư thấy nàng xù hết cả lông, vội vàng vỗ vỗ vai trấn an nàng. Cấp 2 nàng lo học hành, vì nguyên nhân gia đình nên vừa sợ vừa mệt, trước giờ chưa trải qua vấn đề tình cảm phức tạp như thế, nàng còn nghĩ rằng yêu đương trên đời đều rất đơn giản, hoặc là hai đường thẳng song song, hoặc là hai đường thẳng giao nhau, ai ngờ đôi khi sẽ còn chéo nhau tán loạn. Đúng là cậu không sai, không cần để ý tới những gì họ nói. Du Dư lại vỗ vỗ Trì Đường, trong giọng nói có chút lo lắng, vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Lỡ đâu Mạnh Thanh Hoa lại làm chuyện như vậy? Nàng nói tới đây, thấy Trì Đường nhìn mình, lộ ra một chút đắc ý. Nàng hừ một tiếng, nhẹ giọng nói, có ngon thì tới đây, giờ bạn cùng bàn của mình là cậu, xem tên đó làm được cái gì. Nàng hoàn toàn chắc chắn Mạnh Thanh Hoa không thể cưa đổ được Du Dư không giống bạn cùng bàn kia của nàng, Du Dư không giống bất kỳ ai trên đời này cả. Trì Đường, cậu chắc chắn sẽ không bị tên đó gạ đó chứ. Du Dư nhìn nàng bật cười, ôm đầu gối ngồi dưới bóng cây mỉm cười, bộ dạng ôn nhu kiên định vô cùng, mình sẽ không thích cậu ta đâu. Sự tình quả nhiên đúng như Trì Đường dự đoán, tên nam nhân tệ hại Mạnh Thanh Hoa bước đầu quan sát xong, xác nhận quan hệ của Trì Đường và Du Dư rất thân thiết, lại bắt đầu ngựa quen đường cũ. Hắn mua đồ ăn vặt ở tiệm về, như thường lệ chia cho một số bạn bè quan hệ tốt với mình, còn có một vài bạn nữ khác, cuối cùng đến bên Trì Đường và Du Dư, cho Trì Đường một cây kẹo que, đưa một cây khác cho Du Dư, cười hì hì nói với nàng, tổng cộng 2 cây kẹo que, một cái cho Trì Đường, một cái cho lớp phó học tập thích loại này không? Du Dư ý thức được cậu ta cố ý nói thế bèn nhìn thoáng qua Trì Đường, sau đó mới trả lời, tôi không cần, cậu cho Trì Đường cả đi. Mạnh Thanh Hoa, làm gì mà không cần trời, lớp phó học tập à, cậu như vậy làm mình thương tâm quá đó. Trì Đường nhìn cậu ta diễn kịch, hơi xuống mắt. Nếu nói trước đây nàng không quan tâm, cũng vốn không nhìn ra tính toán của Mạnh Thanh Hoa ẩn giấu sau những động tác nhỏ này, vậy thì trải qua một lần bị dạy dỗ bi thảm kia, nàng sinh ra đủ thứ phản xạ có điều kiện, vô cùng cảnh giác với hành vi và ngôn ngữ của Mạnh Thanh Hoa. Nàng duỗi tay về phía hắn, cho tôi hết đi. Trì Đường cầm lấy 2 cái kẹo que, sang tay kia cho Du Dư một cái, qua tay nàng rồi, Du Dư mới nhận. Du Dư nhìn kẹo trong tay, rất là nghiêm túc hỏi lại, cái này là một cặp kẹo que sao? Trì Đường, đúng rồi, nhìn đóng gói thì là một đôi. Mạnh Thanh Hoa. Trì Đường thấy mặt cậu ta như thế, rắc một tiếng cắn kẹo trong miệng, sao vậy, không phải nói cho Du Dư ăn kẹo à, giờ người ta ăn rồi mặt sao lại như thế? Ngụy Hành Hành ngồi sau nhìn qua có vẻ đang nói chuyện phiếm với người khác, lại không nhịn được cười, phục một chút, lại quay đầu đi thật nhanh. Trì Đường nghĩ Mạnh Thanh Hoa bị mình mắng một trận gọn gàng dứt khoát ít nhiều cũng phải thu tay lại một chút, nhưng tên đó hiển nhiên không lùi bước theo ý nàng. Mới lơ là một chút, Mạnh Thanh Hoa đã thừa dịp nàng không ở đấy, mang sách bài tập ngồi vào chỗ nàng rồi. Trì Đường vừa vào cửa đã thấy ngay cảnh Mạnh Thanh Hoa dùng bút của nàng, chiếm vị trí của nàng, quấn lấy Du Dư hỏi bài. Danh nghĩa là hỏi bài, thực tế là tán tỉnh gạ gẫm. Cô Kha cũng nói rồi, bạn học phải hỗ trợ cho nhau, người giỏi thì giúp người kém, cậu xem tụi mình 2 người, một người giỏi nhất lớp, một người dở nhất lớp, có phải cậu có nghĩa vụ dạy mình hay không? Du Dư trả lời, hôm qua cậu nói đề thi không biết làm, tôi cảm thấy cậu làm không đủ nhiều, đã nói cho cô Kha rồi. Cô nói tối sẽ gọi cậu chuẩn bị bài làm sai, đi văn phòng một chuyến, cô sẽ một mình giúp cậu học bù. Nụ cười trên mặt Mạnh Thanh Hoa tắt ngay. Trì Đường vừa lúc nghe được một câu này của Du Dư, thật sự không giữ mặt lạnh nổi nữa, ngồi xổm trên mặt đất ngay tại chỗ, ôm chân mình cười run rẩy. Trước nay ai cũng bảo nàng gạ không được, bây giờ cái danh hiệu gạ không được này, nàng cảm thấy đưa cho Du Dư là hợp lý nhất. Chương 60. Nói chuyện. Cậu biết tôi tính nói gì với cậu không, Du Dư? Thời tiết nóng bức, một đám nam sinh chơi bóng ở trên sân, những người xung quanh nhìn họ không ngừng chạy rồi nhảy, ai cũng cảm thấy không khí xung quanh ngày càng nóng. Tiết tự học buổi tối sắp bắt đầu, chuông báo reo lên, các nam sinh mồ hôi nhễ nhại cuối cùng cũng ngừng lại, nghỉ ngơi uống nước. Mạnh Thanh Hoa cầm bóng, nhìn về Du Dư đang đi ngang qua, lớn tiếng hô to, lớp phó học tập ơi. Nói đoạn bèn ném trái bóng đập vào lưới sắt trước mặt Du Dư, phát ra một tiếng phanh. Du Dư nhìn sang cậu ta, Mạnh Thanh Hoa lượm bóng, vui vẻ hỏi han, cậu đi đâu đấy? Du Dư, đi phòng giáo viên nghe giảng, nếu cậu cũng muốn đi, tôi có thể nói cho cô Kha một tiếng.
Mạnh Thanh Hoa, thôi. Đến khi Du Dư đi rồi, đám nam sinh mới đè vai Mạnh Thanh Hoa, mặt trêu chọc, gì đấy ông thích lớp phó học tập à? Mấy nay thấy lượng lại chỗ lớp phó hơi nhiều đấy, cậu ấy cứ qua là phải gọi ngay. Gần đây, thái độ thân thiện của Mạnh Thanh Hoa dành cho Du Dư, tất cả mọi người trong lớp đều thấy rõ, những ai ban đầu còn nghĩ không biết cậu ta với Rì Đường có quan hệ thế nào, bây giờ đều cho rằng người cậu ta muốn theo đuổi là Du Dư. Thật ra Du Dư cũng xinh, chỉ là điểm số thành tích toàn trên trời, hơn nữa mỗi ngày của nàng chỉ có học và học, như một cái máy, tuy tính cách không lạnh lùng như Trì Đường, nhưng vì nàng chỉ chuyên tâm làm việc của bản thân, ai cũng thấy nàng xa cách. Trì Đường còn có người dám theo đuổi, nhắc đến Du Dư, mọi người đều chấp nhận nàng như thể giáo viên, vì vậy không một ai nghĩ đến chuyện cưa cẩm nàng. Thật sự muốn cưa lớp phó hả? Tôi thấy không được đâu ông, người ta một lòng học hành, rõ ràng không muốn yêu đương gì cả. Đúng đấy, anh cũng thấy chú không có cơ hội đâu, từ bỏ sớm bớt đau khổ, nhà chú thế sau đấy cưa ai mà không đổ. Ừm, nhưng mà cưa Trì Đường cũng không được đâu. Trì Đường với Du Dư 1910, không ai cưa được. Mạnh Thanh Hoa nghe những người khác khuyên nhủ, nhún nhún vai, gì cũng không nói. Nữ sinh mười mấy tuổi ai mà chả thế, làm gì có người không muốn yêu đương. Giả vờ cả. Trước đây cậu ta muốn theo đuổi ai, trừ Trì Đường ra, đều nói đổ là đổ. Du Dư cũng không đặc biệt như Trì Đường. Tiết tự học buổi tối, Du Dư không có mặt, Mạnh Thanh Hoa tót qua bên này ngay. Thấy Trì Đường vẫn hờ hững, Mạnh Thanh Hoa bắt đầu nói về Du Dư, lớp phó sinh tháng 5 phải không? Vậy cũng sắp tới rồi, cậu ấy ăn sinh nhật thế nào, mời mọi người đi ăn một bữa hả? Cậu ấy nếu không có tiền, mình có thể bao mọi người giúp cho. Trì Đường, tự lo bản thân cho tốt đi. Mạnh Thanh Hoa, mình chỉ là muốn giúp thôi, đâu có đòi báo đáp, không chừng cậu ấy chịu ngay đấy. Trì Đường, có cái cức. Mạnh Thanh Hoa không để bụng, tiếp tục nói, phải tặng quà gì cho cậu ấy đây? Quần áo, giày dép, vòng cổ hay đồng hồ hay nước hoa hay son môi, con gái ai cũng thích đúng không, mình thấy cậu ấy cũng không có mấy thứ đấy. Trì Đường, cậu định tặng gì này? Trì Đường không quan tâm tới cậu ta. Mạnh Thanh Hoa múa mồm không dứt, Trì Đường à, cậu tặng quà gì cho cậu ấy rồi? Trì Đường không nhịn được, dính dáng gì tới ông? Mạnh Thanh Hoa, mình tham khảo tí. Cậu tặng cậu ấy rất nhiều thứ sao, là gì thế? Không chừng mình cũng tặng lại được. Trì Đường cười lạnh, tôi đưa nàng ấy áo ngực, dám thì đưa đi, tôi báo công an ngay tội quấy rồi để người ta bắt ngay. Nữ sinh với nhau tặng áo ngực rất bình thường, nhưng nếu là một nam sinh không có quan hệ gì tặng, đó chính là quấy rối tình dục. Mạnh Thanh Hoa cứng họng, sao mà cậu lại còn tặng cái món đấy? Trì Đường không muốn tiếp tục tiếp lời cậu ta, gõ gõ lên bàn Ngụy Hành Hành, lớp trưởng, có người phá không cho mình học này, ồn ào quá, cậu ghi tên lại đi, đuổi về chỗ dùng với. Ngụy Hành Hành đang thảo luận đề bài với người phía sau, nghe thế rất quen tay mà ghi xuống, lại bảo, Mạnh Thanh Hoa, cậu về chỗ đi. Mạnh Thanh Hoa còn muốn ăn vạ, dài giọng nói, lớp trưởng à, những người khác cũng tự tiện đổi chỗ mà, sao cậu chỉ nói mình chứ? Ngụy Hành Hành, vì cậu nói lắm quá chứ sao, về chỗ nhanh đi. Cô nghiêm mặt lại gõ gõ bàn, rất không kiên nhẫn, Mạnh Thanh Hoa lúc này mới từ từ đứng lên chạy mất. Nhưng là tiết tự học tiếp theo, cậu ta lại mò lại đây, trong tay là một lá thư hồng nhạt, rêu gan Trì Đường, quang minh chính đại mà đặt xuống bên dưới sách vở của Du Dư. Trì Đường nhìn cái lá thư tình hư hư thực thực kia, hơi muốn rút ra quăng ngay vào thùng rác, nhưng cuối cùng nàng chỉ nhìn một chút, sau đấy không làm gì nữa. Đám Ngụy Hành Hành cũng thấy, cúi vào sau lưng Trì Đường nói thầm, thư tình hả? Mạnh Thanh Hoa gửi cho Du Dư. Không phải đâu, chẳng lẽ Trì Đường nói đúng rồi hả? Mạnh Thanh Hoa thật là muốn cưa Du Dư. Thần kinh, thật sự là thần kinh. Ngụy Hành Hành khuyến khích Trì Đường, lẹ, mau mở ra xem viết cái gì. Trì Đường, là gửi Du Dư, không phải gửi cho mình mở ra đọc làm gì. Ngụy Hành Hành, cậu vứt đi, Du Dư tuyệt đối sẽ không quan tâm. Trì Đường không nhúc nhích, đến tận khi Du Dư trở lại, nàng mới nói, lá thư kia, Mạnh Thanh Hoa tha lại đấy. Du Dư đặt sách vở xuống, cầm lá thư mở ra, đọc nhanh như gió, lại đưa cho Trì Đường. Lúc này Trì Đường mới vờ như không quan tâm mà lướt qua. Xem xong, nàng khinh thường nói, thư tình sến sa sến súa, có mà chép trên mạng xuống, cậu ta đúng là không biết xấu hổ là gì, bên dưới còn dám viết tên của bản thân. Nàng xem xong, Du Dư lại cầm lấy, gấp lại thành hình dạng ban đầu. Trì Đường, cái thứ này không ném thùng rác, cậu còn giữ lại à? Du Dư, không mà, mình để đưa cho cô. Trì Đường, độc thật. Du Dư nói được làm được,
hôm sau đã nộp phong thư Mạnh Thanh Hoa viết qua quyết này cho cô Kha rồi. Sau đó, Mạnh Thanh Hoa bị gọi lên phòng giáo viên, đi luôn cả hai tiết cũng chưa thấy bóng dáng, đến gần lúc nghỉ giữa tiết cậu ta mới quay về, nụ cười trên mặt thường thấy nay hoàn toàn biến mất. Cậu ta không để ý nam sinh xung quanh trêu ghẹo, đi một mạch đến trước mặt Du Dư, giọng điệu bất lương, lớp phó à, đâu cần đâu, chỉ là một lá thư tình thôi, chuyện giữa hai ta, cậu đi tìm thầy cô là có ý gì? Du Dư vô cùng bình tĩnh, chính là vì giữa chúng ta không có chuyện gì cả, tôi mới giao cho giáo viên xử lý. Đúng thế. Trương Mông ngồi sau nàng chen vào, nếu là Trì Đường viết cho nàng, chắc chắn nàng sẽ cất luôn, không nộp lên cho giáo viên, chủ yếu là tại ông thôi. Được lắm, Mạnh Thanh Hoa chỉ vào mặt Du Dư, cậu được lắm. Thấy cậu ta nổi giận đùng đùng mà bỏ đi, Trương Mông suýt xoa một tiếng, đúng là dai như đĩa. Trì Đường đã dứt khoát nói rõ với cậu ta rồi, còn tới cắn hai cậu ta tính làm gì cơ chứ? Du Dư không hé răng, lấy sách tâm lý mình mượn được ra, tiếp tục đọc. Phong ba bão táp quanh lá thư tình này chưa trôi qua quá hai ngày, Mạnh Thanh Hoa hình như cũng thấy lừa diễn cảnh ái muội, cuối cùng thì cũng có làm được gì đâu. Buổi tối tự học, Du Dư chuẩn bị quanh lại phòng học, bị một cánh tay từ trong góc tối kéo sộc vào. Mạnh Thanh Hoa chờ ở đây, là muốn nói chuyện với Du Dư một chút, đột nhiên túm tay nàng, cũng là có ác ý, muốn thấy nàng hoảng hốt kinh hoàng. Thế nhưng đối phương như thể không hề bị dọa, cứ để cậu ta lôi mình đi, yên tĩnh mà đi theo đến phía sau khu rừng nhỏ. Cậu biết tôi tính nói gì với cậu không, Du Dư? Mạnh Thanh Hoa khoanh tay hỏi. Du Dư đứng cách xa cậu ta một mét, giọng nói có chút lạnh lùng như Trì Đường, cậu muốn nói cái gì? Mạnh Thanh Hoa cũng không vòng vo, nói thẳng, tôi biết cậu rất nghèo, bình thường cũng không có tiền tiêu vặt. Cậu làm bạn gái tôi, mỗi tuần tôi cho tiền, còn mua quần áo cho, thế nào? Kể cả không thích tôi, có bạn trai cũng không tệ đúng không? Du Dư không phản ứng gì với đề nghị của cậu ta, chỉ nhìn hắn, người như cậu, đúng như Trì Đường nói, thật là có bệnh, bệnh tâm lý. Cậu muốn tôi làm bạn gái cậu, là vì Trì Đường. Cậu cảm thấy tôi làm bạn gái cậu rồi, tôi và Trì Đường sẽ cãi nhau, sau này không còn làm bạn bè được nữa. Mọi hành vi của cậu đều nhắm vào Trì Đường. Giọng của Du Dư bình tĩnh đến mức như thể nàng đang trả lời trong lớp, trước đây cậu đã từng làm trò này, đuổi hết bạn bè xung quanh Trì Đường, để nàng chỉ có thể tiếp nhận tình cảm của cậu. Cậu thật ra chỉ muốn cô lập nàng, rồi khống chế nàng. Bệnh tâm lý này của cậu sẽ tổn thương người khác, vì sao lại không đi khám bác sĩ chứ? Mạnh Thanh Hóa giận quá chỉ có thể cười, mẹ kiếp, mày vừa nói cái gì? Du Dư, tôi nói, hành động của cậu làm tôi ghê tởm. Ghê tởm, và phẫn nộ. Chính là người trước mặt này, hắn đã dùng thứ mưu hèn kế bẩn như thế để cướp đi bạn bè của Trì Đường, càng quá đáng hơn, chính là hắn cố ý hủy hoại đi sự tự tin và khả năng kết bạn với người khác của Trì Đường. Trước đây Trì Đường kể cho nàng chuyện xảy ra với mình và bạn bè thời cấp 2, tuy nàng nói mình không sai, nhưng trong tiềm thức, nàng ấy vẫn hoài nghi bản thân, hoài nghi rằng tính tình mình không tốt, cảm thấy với tính cách như thế thì dù có bạn, rồi họ cũng sẽ nhanh chóng rời đi. Chính là loại nghi hoặc đó, làm nàng cố tình lạnh lùng với người khác, cố giữ khoảng cách với những người xung quanh để bảo vệ chính mình. Hẳn chính Trì Đường cũng không nhận ra, nàng kỳ thật là một đứa trẻ rất nhát gan. Mạnh Thanh Hoa nghe Du Dư nói rắn ra, thẹn quá thành giận, tiến lên hai bước, nhìn xuống từ trên cao, dí mặt lại Du Dư, mày là cái thá gì, đâu ra tư cách mà nói với tao như thế. Du Dư xoay xoay cuốn sách thật dày trong tay, tôi muốn nói gì cũng nói xong rồi, thế nên. Nàng giơ cuốn sách trên tay lên, không chút do dự mà ném vào mặt Mạnh Thanh Hoa. Lời tác giả. Đánh nó. Chương 61. Động thủ. Ngày hôm qua mày đánh Du Dư. Nói xem, hai em sao lại đánh nhau? Cô Kha nhìn hai người học sinh trước mặt mình, giọng điệu lẫn ánh mắt đều có chút kỳ quái. Cô Kha thân chinh chiến trường bao năm nay, ở trong trường học có dạng học trò nào chưa thấy. Cô làm chủ nhiệm nhiều năm, thấy những em đánh nhau kéo đến trước mặt mình như thế này, không 100k cũng phải 80. Những em học sinh dậy thì tính tình chính trực mâu thuẫn với bạn bè xong không khống chế được bản thân mình mà đánh nhau, đây là chuyện bình thường vô cùng. Nhưng đứa học sinh này, đứa học trò Du Dư làm cô đắc ý nhất này, nói em ấy đánh nhau với người khác, cô chắc chắn không tin. Kể cả khi em ấy đứng cũng đứng trước mặt mình rồi, cô Kha vẫn không tin nổi. Đứa nhỏ này nhiệt tình học tập, cũng có thể gọi là hiếm thấy trong đời cô Kha. Càng khó có được hơn là tính cách của Du Dư tốt đẹp lại trầm ổn, rất rộng lượng, vì lý do gia đình mà tuổi còn nhỏ đã phải chịu cảnh tịch mịch. Cô Kha nghe không thiếu những lời nói ngầm khó nghe do đám học sinh khác đồn đãi, nhưng Du Dư đều không chấp nhặt, nghe xong cũng xem như chưa nghe qua. Cô Kha thật là còn không biết chuyện gì mới có thể khiến Du Dư đánh nhau với người khác.
chắc chắn là chuyện rất nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, gương mặt của cô Kha cũng nghiêm túc hơn. Không đứa nào muốn nói sao? Du Dư, em nói xem, Mạnh Thanh Hoa làm gì mà em lại đánh nhau với bạn? Tuy cố gắng công bằng, nhưng nơi đáy lòng của cô Kha vẫn là có một chút chênh lệch, xét theo cả tính cách ngày thường của học trò. Nhìn thấy mắt kính của Du Dư bị đánh đến vỡ ra, nữ sinh và nam sinh đánh nhau, ai cũng nghĩ rằng bạn nữ chịu thiệt thòi, khó tránh khỏi nghiêng về bên nữ hơn lúc nói chuyện. Nếu thật là có người gây sự trước, vậy chắc chắn đó là Mạnh Thanh Hoa. Nhưng người học trò ngày thường hỏi gì đáp nấy tên Du Dư, lại đứng đấy lắc lắc đầu không muốn nhiều lời. Cô Kha không có cách nào khác, đành càng phải nghiêm mặt hơn nhìn Mạnh Thanh Hoa, vậy Mạnh Thanh Hoa, em nói đi. Khóe môi Mạnh Thanh Hoa giật giật, cảm giác từ cằm đến miệng chỗ nào cũng đau, khiến nụ cười cũng biến dạng, cậu ta vừa thoải mái mà trả lời, trước đó em viết thư tình gửi lớp phó học tập để trêu chọc, cậu ta bèn nổi giận với em. Mặc kệ chuyện ra sao, Mạnh Thanh Hoa sẽ không kể chuyện đã xảy ra nói cho thầy cô, không muốn bị bôi nhọ mình có bệnh tâm lý. Du Dư hẳn cũng không muốn kéo trì đường vào chuyện này, tám phần sẽ xuôi theo cớ của mình. Cô Kha nhìn hắn nghi ngờ, thật sao? Cô vẫn là tương đối tin lời của Du Dư hơn, thấy Du Dư cũng gật đầu, lúc này mới thôi, được, nếu hai em đều nói như thế, vậy mỗi người viết một bản kiểm điểm 1.000 chữ nộp lên, lần sau chú ý, có mâu thuẫn thì tìm cô giúp hai đứa hòa giải, không được đánh nhau, biết không? Mạnh Thanh Hoa được thả ra, Du Dư bị giữ lại, trong phòng giáo viên chỉ còn lại hai người, lúc này cô Kha mới hỏi nàng một lần nữa, Du Dư, bây giờ không có ai, cô có thể giữ bí mật, em nói cho cô nghe, Mạnh Thanh Hoa có phải đã làm trò gì, không hay, em mới đánh người à? Cái trò không hay kia, Du Dư nhìn biểu cảm của cô Kha mới vỡ ra là cô đang lo lắng chuyện gì, trong lòng lập tức dở khóc dở cười, cô Kha, thật là không có ạ, chỉ là cậu ta muốn em làm bạn gái, em tức giận mới xúc động một chút. Cô Kha nghe thế cũng thở vào một hơi, tốt nhất là không có gì, cô lại dặn dò thêm vài câu mới cho nàng đi. Du Dư rời khỏi văn phòng, lại thấy Mạnh Thanh Hoa còn đang chờ nàng bên ngoài, hai người liếc nhau, mặt không cảm xúc. Du Dư cúi đầu, cẩn thận xoa xoa cặp kính bị nứt ra của mình, không quan tâm tới Mạnh Thanh Hoa đang nhìn chăm chú kể bên. Không thể tưởng tượng ra, tính khí của mày còn nóng như thế. Mạnh Thanh Hoa tiến đến gần bên tai Du Dư, giọng hăm dọa, dám đánh tao, mày cứ chờ đấy. Cậu ta chưa bao giờ phải chịu cái cảnh như thế, một đứa con gái như Du Dư, lại mạnh như vậy, không chỉ có mặt mà những nơi khác trên người cũng bị đánh, áo thì vốn mỏng. Ai mà tin được nàng lại đánh nặng tay như thế, sách trong tay vừa dày vừa nặng, còn dùng mỗi gáy sách mà đập xuống. Nếu không phải quan tâm hình tượng của mình, giờ cậu ta cũng không thể nào đi thẳng lưng. Nhìn lại thử coi. Lúc ấy cũng chỉ mới đánh trả lại một chút, vỡ mắt kính đã bị quát bắt ngừng tay, mặt nó cũng chỉ mới đỏ lên một chút. Thế mà giờ nhìn cứ như hai người đều bị xem. Ăn một trận như thế, chắc chắn không thể cứ vậy mà xong. Chuyện này đúng là không thể cứ vậy mà xong, trì đường không thể cho qua. Sau khi hai người quay lại, trì đường thấy mặt Du Dư đỏ ửng, mắt kính thì nứt ra, lập tức nổi giận đùng đùng. Trong trường có gì xảy ra đều truyền đi nhanh như gió, đã thế càng đi xa càng biến tướng, dù chỉ mới tự học một chút, nhóm bạn phòng 501 đều đã biết chuyện gì đã xảy ra. Trước kia mắt mù, mình xin lỗi, ban đầu mình thế mà còn thấy Mạnh Thanh Hoa tính nết không tệ, giờ nhìn thấy chỉ rặt một đống rác rưởi. Đúng đúng, dám đánh Du Dư của tụi mình, chưa từng có ai. Không thể để thằng đó đánh thế là xong chứ. Còn mắt kính của Du Dư nữa. Lòng người căm phẫn, chỉ duy nhất trì đường là trầm mặt xuống không nói gì. Ai cũng đoán ra, Du Dư là vì sao mà đánh nhau với Mạnh Thanh Hoa, chắc chắn là vì chuyện của trì đường. Tính cách của Du Dư, muốn nàng đánh người cũng không dễ. Nếu không để ý đến bạn mình là trì đường, nàng ấy chắc chắn không làm chuyện này. Cơ mà, Du Dư vậy mà cũng đánh nhau. Kích động qua đi, lại có vài người bắt đầu cảm thán kinh ngạc. Đúng thế, Du Dư, trên người cậu còn có chỗ nào bị thương không? Chỉ bị ở mặt thôi hả? Du Dư chỉ nói không có gì, lại cười, trấn an mọi người vài câu. Chỉ có mỗi trì đường, nhìn nàng ấy ngồi đó, Du Dư cũng không biết nên nói gì mới làm nàng ấy đừng giận. Nàng ấy chắc chắn giận mình, còn giận Mạnh Thanh Hoa. Du Dư thà để nàng ấy giận mình, như thế vài ngày trôi qua là xong, như một khi trì đường tự giận bản thân, vậy không biết sẽ còn giận bao lâu. Du Dư đi qua, nhẹ nhàng đặt tay lên vai trì đường, giờ tối rồi, cửa ký túc xá sắp đóng đó. Trì đường khoanh tay, mặt không cảm xúc, mình không có nửa đêm nhảy cửa sổ ra ngoài tìm Mạnh Thanh Hoa đánh nhau, cậu yên tâm. Cái người nói câu đó, vào tiết thể dục ngày hôm sau, nhân lúc Du Dư xin nghỉ đi sửa mắt kính, lại tìm Mạnh Thanh Hoa. Ngày hôm qua mày đánh Du Dư. Vừa mở miệng ra, thuốc súng đã bay nồng nặc.
Hôm qua Mạnh Thanh Hoa mới ăn đập một trận, hiện tại da thịt còn đau, thấy Trì Đường nổi giận đùng đùng đi qua kiếm chuyện, miệng chẹp chẹp, mình chỉ đánh có một chút, cậu không nhìn thấy cậu ta đánh mình nặng bao nhiêu à, đánh còn nặng tay, nhìn bụng mình này, bầm hết. Nói xong còn vén áo thun lên, lộ bụng mình ra. Trì Đường không thèm nháy mắt, giơ tay đấm vào bụng cậu ta, nện ngay trên vết bầm xanh xanh tím tím. Mạnh Thanh Hoa lại một lần nữa trở tay không kịp, không thể không rú lên như bị thọc tiết. Mẹ nó! Trì Đường cậu làm gì thế? Trì Đường thấy cậu ta lùi ra sau, đuổi theo muốn đánh tiếp. Mạnh Thanh Hoa luống cuống đỡ vài cái, thấy nàng không ngừng cũng phát bực, nàng là vì cái đứa cùng bàn kia mà tới kiếm chuyện với mình. Trì Đường, cậu không ngừng tay mình đánh lại đấy. Trì Đường cũng không thèm trả lời, động thủ chính là đánh, đâu ra rảnh rỗi mà tính. Kinh nghiệm đánh nhau của nàng nhiều hơn Du Dư, tuy không khỏe bằng nàng ấy, nhưng đánh người khác cũng là đau. Mạnh Thanh Hoa dù gì cũng là con trai, nghiêm túc xốc lấy nàng, nhóm Ngụy Hành Hành nghe thấy tiếng động, xách cầu lông chạy lại vừa lúc thấy ngay cảnh tượng đấy. Má, thằng nhãi kia đang đánh Trì Đường của chúng ta. Mẹ nó, kéo nó ra. Ngay cả Hạ Viên Viên gan như thỏ đế cũng múa may cây vợt trong tay mà vọt lên, ngoài đám Ngụy Hành Hành còn có cả những bạn nữ khác đang đánh cầu lông chung, thấy Ngụy Hành Hành vùng lên, không rõ chuyện gì cũng lao vào. Các cô ở gần, dùng vợt quật bụp bụp lên người Mạnh Thanh Hoa, Trì Đường thế là không còn chỗ nào mà ra tay, bị loại luôn ra ngoài vòng chiến. Đến khi thật vất vả mà bình ổn mọi chuyện, một đám nhóc con lại bị lãnh đến phòng giáo viên gặp cô Kha. Cô Kha nhìn một đám học trò, sốt cả ruột, biết rõ mọi chuyện xong lại hỏi, Trì Đường, em là vì chuyện gì mà lại đánh nhau với Mạnh Thanh Hoa chứ? Trì Đường, em nhìn cậu ta thấy xuống mắt, những người khác nghĩ là Mạnh Thanh Hoa đang khi dễ em nên lao đến hỗ trợ, không có liên can gì tới họ cả. Cô Kha, không liên can tới người khác, em thấy mình nghĩa khí lắm à? Trong lòng cô thật ra cũng đoán được, Trì Đường và Du Dư thân thiết như vậy, không chừng là vì sự việc tối qua nên em ấy mới đánh nhau với Mạnh Thanh Hoa, vì vậy nghĩ thầm muốn biến chuyện to thành chuyện nhỏ, nhìn thấy tuy Mạnh Thanh Hoa có hơi chật vật nhưng cũng không gặp vấn đề gì lớn, cuối cùng chỉ bắt học trò viết bản kiểm điểm mà thôi. Mạnh Thanh Hoa đen cả mặt rời đi, khó mà có một lần không để ý gì đến Trì Đường. Trước đây vốn biết Trì Đường đánh nhau rất hung hăng, cậu ta còn rất thích bộ dạng dữ tợn đấy, nhưng lần đầu tiên ăn nắm đấm của vị bằng hữu này lên người, cậu ta mới phát hiện, cũng không đáng yêu như tưởng tượng. Mấy nữ sinh tụ lại một nhóm bên nhau, mọi người đều phải viết bản kiểm điểm 500 từ, nhưng Ngụy Hành Hành hứa hẹn sẽ cho mọi người bài mẫu mà chép lại, cũng chỉ chép có một lần, mọi người cũng không cảm thấy gì, bèn tụ lại bên nhau đi về, thảo luận bộ mặt thật của Mạnh Thanh Hoa. Đánh cả con gái thì cũng rác rưởi quá đi. Thật không tưởng tượng nổi, trước đây còn cho mình đồ ăn. Nghe bảo hôm qua cậu ta còn đánh nhau với Du Dư. Trì Đường chắc vì vậy mà mới đánh nhau với cậu ta chứ gì. Hình như vậy. Cơ mà làm Du Dư cũng phải động thủ đánh nhau, rốt cuộc Mạnh Thanh Hoa đã làm gì nhỉ? Trì Đường lặng yên dẫn các nàng đến căng tin, mua một đống kem que bánh sữa và đồ ăn vặt, xem như cảm tạ mọi người hôm nay, rút đao tương trợ. Du Dư cầm mắt kính sữa xong về, vừa về đã nghe chuyện này, rất là bất đắc dĩ mà nhìn Trì Đường. Du Dư, mình cãi nhau với cậu ta sẽ không tính sang cậu. Giờ cậu lại cãi cọ với cậu ta, lỡ cậu ta bày trò tính toán cậu thì làm sao bây giờ? Trì Đường khinh khỉnh cười lạnh, mình sợ cậu ta à, cậu ta vốn là một thằng hèn, làm được trò trống gì thì đã không xài ba cái trò kỹ xảo. Trước kia mình bị làm phiền cũng không đánh, chỉ vì lười động thủ mà thôi. Hiện tại mình không muốn nhịn nữa. Tốt xấu gì cũng từng là bằng hữu, nàng cũng không muốn động tay động chân với bạn bè, cho nên cũng có nhường nhịn ít nhiều. Nhưng cậu ta đánh Du Dư, chuyện này tuyệt đối không thể nhịn được. Du Dư nghe hiểu được ý của Trì Đường, cười cười với nàng. Nàng cảm thấy Trì Đường kỳ thật là người rất tình cảm, tự cho là mình lạnh nhạt, thực ra trong lòng lại mềm như bông. Vậy sau này cậu đi đâu cũng đi theo nhóm Hành Hành đi, đừng đi một mình sợ cậu ta trả thù cậu. Du Dư dặn dò. Trì Đường, cậu mới là người gặp nguy hiểm thì có. Du Dư, nên hai đứa mình đều phải cẩn thận thôi. Chương 62. Kinh hồn. Có trộm. Mạnh Thanh Hoa gia cảnh giàu có, lại được người trong nhà cưng chiều, chưa từng mất mặt như thế bao giờ, hiện tại bị người khác vừa đánh vừa mắng, trong lòng thế nào cũng nuốt không trôi, cứ nghĩ bụng phải dạy cho Du Dư một bài học mãi. Nhưng mà, mọi chuyện không đơn giản như cậu ta nghĩ. Ban đầu, cậu ta muốn lôi kéo cả lớp cô lập Du Dư, dù sao trò ngoan nhà nghèo lại được thầy cô thiên vị, không hòa hợp với những người có tính cách khác, trong tưởng tượng và theo kinh nghiệm của hắn, chỉ cần vẽ đường cho hưu chạy một chút, làm những người trong lớp ác cảm với nàng vẫn là chuyện thực dễ dàng.
Vấn đề là cậu ta hoạt động mấy ngày rồi vẫn không thấy có hiệu quả. Những người trong lớp miệng ăn đồ ăn vặt cậu ta mua, đến lúc cần bọn họ ra sức lại hoàn toàn không phối hợp. Lớp 3 cũng là kỳ quái, rõ ràng ngày thường trừ Trì Đường và mấy đứa chung phòng ngủ cũng không thấy ai nói chuyện với Du Dư, thái độ với cô ta cũng xa cách, nhưng lúc muốn bịa chuyện nói xấu về cô ta, cái lớp này cũng không được mấy người hưởng ứng, tính ra chỉ có mấy đứa lớp 2 và lớp 4 bên cạnh là hồ theo. Cậu ta dở tí thủ đoạn tụ tập được một lũ bè phái theo đuôi, cũng như ở ngôi trường trước đấy, cả đám tập hợp lại thành một nhóm nhỏ cách biệt, nói xấu người khác. Những nữ sinh thông thường nghe những lời khó nghe đấy, ít nhất cũng phải giận bật khóc, nhưng mà Du Dư này thì sao, hoàn toàn không thèm để ý. Có ngày kia cô ta lướt qua người bọn họ, nghe được những lời họ cố ý đàm tiếu, lại chỉ liếc mắt nhìn đầy trào phúng, như thể cảm thấy hành vi của họ rất lố bịch ấu trĩ, việc này làm Mạnh Thanh Hoa bực bội cực kỳ. Không chỉ không thể chèn ép được Du Dư, Mạnh Thanh Hoa lại khiếp đảm nhận ra, hình như mình lại là đứa bị lớp 3 xa lánh. Cậu ta đã làm gì không phải giấu được tất cả mọi người, hơn nữa có lớp trưởng Ngụy Hành Hành dẫn đầu nhóm nữ sinh, thêm một cái lớp phó da đen cầm đầu lũ con trai, nhìn Mạnh Thanh Hoa đối địch với Trì Đường và Du Dư, trong tâm vẫn là thiên hướng Du Dư và Trì Đường hơn. Cứ thế mấy ngày trôi qua, Mạnh Thanh Hoa phát hiện đồ ăn vặt mình mua cho ăn thì vẫn ăn, nhưng mọi người chỉ nghĩ là mình vung tiền như rác, ngày thường không ai chủ động nói chuyện với cậu ta, mấy đứa con trai kề vai sát cánh trong lớp cũng không rủ cậu ta đi chơi bóng rổ, đi về đúc xe chung tụ nữa. Lại còn bị nói bậy sau lưng. Lúc trước là không biết gương mặt thật của nó, ai mà biết nó còn đánh cả con gái. Tao đây khinh nhất là thằng nào dám đánh con gái, như thế sao vỗ ngực xưng là nam nhân được. Đúng là, hồi trước tao cũng thấy nó cười giả giả kiểu gì, rõ đó là khinh thường tụi mình rồi. Bên nam sinh đã thế, bên nhóm con gái còn ghê hơn. Lớp 3 có một nhóm chat của nữ sinh trong lớp, Ngụy Hành Hành đã gửi lên không biết bao nhiêu tin vạch trần bộ mặt thật của Mạnh Thanh Hoa. Kể hết mọi thứ mà Trì Đường biết về Mạnh Thanh Hoa rõ ràng rành mạch, để chị em tỉ muội trong lớp không bị gương mặt thư sinh trắng trẻo kia của Mạnh Thanh Hoa mê hoặc. Hiệu quả thấy rõ. Tóm lại, Mạnh Thanh Hoa tưởng có thể thực thi những trò tà đạo cũ đùa dẫn nhân tâm, lại không ngờ đã tự vác đá nện chân mình. Thấy càng ngày càng không được mọi người trong lớp chào đón, cậu ta dứt khoát không thèm diễn nữa, lộ luôn gương mặt thật của mình. Mấy đứa này không thích mình. Tao đây vốn khinh bỉ tụi mày cơ. Cậu ta vốn khinh thường lũ học sinh quê mùa đấy, khinh thường những đứa chung lớp còn phải tranh nhau vài món ăn vặt giá rẻ, khinh thường những đứa con gái thấy mình có tí tiền mua quà tặng đã đỏ mặt, cả mấy thằng con trai ghen ghét cậu ta lớn lên vừa đẹp vừa giàu nữa. Cả cô Kha cũng biết tình hình của Mạnh Thanh Hoa trong lớp ra sao, cô vốn không thích lớp học có loại không khí xa cách nhau này, nhưng nói tới nói lui việc này Mạnh Thanh Hoa tự làm tự chịu, ban đầu vốn cũng hòa nhập rất tốt với lớp, lại một hai phải làm những việc đấy. Bây giờ cả lớp đều ghét như thế. Làm sao có thể an tâm học hành? Làm cô giáo, cô Kha để ý nhất chính là học trò mình học hành ra sao. Dù chính Mạnh Thanh Hoa nhìn qua có vẻ không quan tâm, cô Kha vẫn là bớt chút thời gian khuyên thử Mạnh Thanh Hoa đổi lớp, đổi gió đổi hoàn cảnh thử xem. Những lời này rơi vào tai Mạnh Thanh Hoa, cậu ta tin chắc rằng cái bà giáo viên chủ nhiệm này bất công, ưu tiên trò giỏi trong lớp, muốn đá hết mấy đứa học dốt, con sâu làm rầu nồi canh đi. Không phiền cô lo, tôi ở lớp này thấy tốt. Mạnh Thanh Hoa từ chối ngay. Mình làm sao đụng chuyện chỉ có thể đơn giản chạy trối chết như vậy được. Sao rồi bay? Mạnh Thanh Hoa chịu chuyển lớp không? Không mày ơi, nó không chịu đi. À, sao lại vậy? Đến phòng giáo viên ngó nghiêng xong, chỉ mang về một tin tức đầy thất vọng, mọi người trong lớp lập tức thở dài. Hai mồi lửa của sự kiện này là Trì Đường và Du Dư lại không quan tâm đến chuyện của Mạnh Thanh Hoa. Hiện tại tình huống là những người khác trong lớp đồng lòng muốn đẩy Mạnh Thanh Hoa đi, vốn mọi người vui vẻ, không khí hòa hợp, chợt Mạnh Thanh Hoa tới làm đủ trò xấu xa, ai cũng không thoải mái, sao vui nổi nữa. Trì Đường không chú ý đến vụ việc của Mạnh Thanh Hoa, nàng đang trầm ngâm vì sinh nhật của Du Dư. Sinh nhật sắp tới rồi, nhóm Ngụy Hành Hành bảo lúc đó mọi người cùng nhau đi ăn uống một trận, nhưng ai tặng quà gì thì còn suy xét. Trì Đường tính tới tính lui, cuối cùng đi mua một cặp mắt kính. Trước đó mắt kính của Du Dư bị Mạnh Thanh Hoa đập vỡ, tuy rằng sửa thì sửa rồi, nhưng Trì Đường nhìn vẫn thấy không chịu được. Trước sinh nhật Du Dư một ngày, vốn tâm trạng phơi phới, nhưng khi Trì Đường về nhà lấy đồ, mới ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều đồ trẻ em trong nhà, người mẹ kế kia thế mà đã sinh. Tính một chút, cái đứa trẻ kia, hẳn là vào khoảng kỳ nghỉ hè năm trước thì đậu thai, lúc đó ba nàng không ở nhà, có khi đúng là con của ba nàng thật. Ba nàng có được đứa con trai ngày đêm mong mỏi như thế. Hiển nhiên đã vứt đứa con gái không biết làm mình vui ra khỏi đầu từ lâu. Đương nhiên nàng cũng vốn không quan tâm, nên giờ mới biết được chuyện này. Mấy tháng trôi qua,
nàng cũng không còn để tâm như trước nữa. Mẹ kế bây giờ ôm một đứa nhỏ trong ngực, nhìn qua đúng là dịu dàng hơn trước một chút, thấy nàng đột ngột về nhà, thế mà còn nhẹ nhàng cười tươi, về rồi à, lại xem em trai con này. Trì Đường. Nàng không có chút hứng thú nào với sự hiền lành này của bà mẹ kế, nhưng đúng là có tò mò thằng em kia, nhìn nhìn một chút. Không biết có phải ảo giác hay không, cứ cảm thấy trong nhà có thêm một đứa trẻ, trong không khí cũng quyện hương sữa mẹ. Trì Đường càng ngày càng thấy không quen, lấy đồ xong vọt về trường ngay. Nàng nghĩ, đến khi được nghỉ cũng không cần về nhà, ba nàng bây giờ hẳn không có thời gian quan tâm nàng, có lẽ kỳ nghỉ hè này mình cũng nên kiếm chỗ làm thêm xem sao. Được thì có thể làm chung với Du Dư nữa. Tưởng tượng đến đó, nàng không nhịn được mà nghĩ xem nên kiếm chỗ nào để làm thêm hè này đây. Về trường rồi, Trì Đường cũng không kể cho mọi người nghe rằng mình mới có thêm một đứa em trai, mà chỉ nói với Du Dư về việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Du Dư nghe thế, tay nắm chặt bút hơn mà cười, vất vả lắm, cậu có thể không? Trì Đường khó chịu nhất là khi người khác nói nàng không thể, cậu khinh thường mình đó à? Không, không, lúc đó hai đứa mình cùng nhau. Du Dư thuần thục trấn an liên tục, hai người ngồi cạnh nhau nhanh chóng thảo luận xem khi đó làm việc gì mới thích hợp. Hôm sinh nhật, Du Dư nhận được quà của bạn bè tặng mình. Mười mấy năm trước trong đời nàng đều không biết quà sinh nhật là gì, sau đấy món quà đầu tiên được tặng lại là từ Trì Đường. Năm nay, Trì Đường không như những người khác tặng quà trước mặt mọi người, mà đến lúc cả nhóm về phòng rồi, Du Dư mới rút ra được một chiếc hộp giấu ngay dưới gối mình. Mở hộp ra, là một cặp kính mới, khung bạc tinh tế, giống như cặp kính trước đó của nàng, nhưng tinh xảo xinh đẹp hơn. Hôm sau nàng dùng chiếc mắt kính mới. Đối với nàng, cuộc sống vẫn cứ bình lặng. Dưới sự bình lặng này, là mạch nước ngầm không thể chôn giấu. Vào tháng 5, Mạnh Thanh Hoa vẫn còn nhằm vào Du Dư. Hắn thuê vài thằng du côn du đảng bên ngoài, lượn lờ bên ngoài trường học, chỉ trực chờ Du Dư ra ngoài là làm nàng đẹp mặt ngay. Đối với học sinh cấp 3, những kẻ này chính là những người gan to nhất hắn có thể gặp, bắt nạt một đứa con gái còn sống là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc chính là, đợi mòn mỏi mấy ngày, dù là trong giờ học hay sau khi tan học cũng chưa từng thấy Du Dư ló ra ngoài trường dù chỉ một bước chân. Vất vả nhất là đến lúc bước ra rồi, lại là ngồi xe buýt cùng cô giáo đi thi. Nếu nó không ra, mấy người không biết chui vào trong trường tìm à. Mạnh Thanh Hoa rất là không vừa lòng với diễn tiến này, nhưng vấn đề ở chỗ mấy người này là lưu manh, bản chất cũng không tốt đẹp gì, cũng không nói chữ tính với học sinh cấp 3, việc làm không xong lại còn đòi thêm tiền, Mạnh Thanh Hoa đành phải chi thêm, lúc này lũ đấy mới đồng ý sẽ thừa dịp nghỉ hè ít người ra vào mà đột nhập vào trường tìm người. Bọn họ gan cũng to, nghe Mạnh Thanh Hoa nói vào kỳ nghỉ hè, ký túc xá nữ cũng chỉ có vài người ở lại, cũng không canh cửa nghiêm ngặt, lập tức tính toán mang dây thừng leo vào, tổng cộng 4 người, nhân nửa đêm mà trèo tường vào trường học. Trong trường vốn có camera, lại bị học trò trèo ra ngoài đi nét làm hỏng mất hai cái, được Mạnh Thanh Hoa báo đường đi cụ thể cho, 4 người rất thuận lợi đến được dưới lầu tòa nhà ký túc xá nữ. Lúc này không còn sớm, nhưng còn có 2 phòng chưa tắt đèn. Đó chắc là phòng 501 hả? Đúng là như thằng nhóc kia nói, con nhỏ kia ngủ trễ thật. Nó nói trong có 2 đứa, có một đứa tên Trì Đường không được đụng vô. Ha ha, còn bảo không thể đụng vô, tụi anh cứ động vào đấy, nó còn làm được gì, đã ra tay, thì phải làm cho tới một chút. Tụi lưu manh bắt đầu bò lên lưới sắt, dẫm lên những chỗ nhô ra trên bờ tường, đến cửa sổ phòng VWC, từ cửa sổ đang mở mà chui vào, đi thẳng một đường đến lầu 5. Cộc cộc. Bỗng nhiên có người gõ cửa, Du Dư đang ôm chậu giặt giày bên trong cũng giật mình, Trì Đường cũng kéo tai nghe ra, bắt chéo chân ngồi trên giường nhìn về cửa phòng. Ai đó? Du Dư khóa vòi nước lại hỏi. Bên ngoài không nghe ai trả lời, mấy bóng đen dán sát cửa phòng cố gắng không gây ra tiếng động. Vì trong ký túc xá sớm đã đóng cửa, cả tòa nhà cũng chỉ có vài nữ sinh, Trì Đường và Du Dư đều nghĩ rằng bên ngoài là những bạn phòng khác, tuy có chút không hiểu sao lại đến gõ cửa vào cái giờ này, nhưng vẫn là định đứng lên mở cửa ra. Trì Đường xuống giường, đến bên cạnh cửa lại thuận miệng hỏi một câu, ai đó? Bên ngoài vẫn không một lời đáp lại. Có vài bạn thích đùa, cố ý đứng ngoài không nói tiếng nào, chờ mở cửa sẽ nhảy vọt ra hù người khác, Trì Đường không để ý lắm, tay đặt lên tay nắm cửa nhẹ nhàng vặn. Đúng lúc này, nàng nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng thở ồ ồ, hình như là tiếng đàn ông kích động thở ra. Lỗ tai nàng vô cùng nhanh nhạy, đặc biệt mẫn cảm với các loại thanh âm. Trong nháy mắt ấy, nàng chợt nhớ tới cái đêm nhiều năm trước, cái đêm có một tên đàn ông định cậy khóa phòng nàng, cũng là loại thanh âm này. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nàng nhanh chóng khóa cửa lại, lớn tiếng hỏi, cuối cùng là ai, không nói ra tiếng nào tôi hét lên gọi người đấy. Nàng đột nhiên hét lên,
Không chỉ là Du Dư mà lũ đàn ông dí sát ngoài cửa cũng sợ đến mức hít vào một tiếng, có người thấp giọng chửi thề. Lúc này Trì Đường nghe rõ ràng, bên ngoài có hai giọng nam, nhưng giờ này sao trong ký túc xá lại có đàn ông? Bên ngoài có hai người đàn ông. Nàng theo bản năng chắn lại cửa, Du Dư hai tay toàn là nước, nghe nói thế, không chút do dự ấn chuông báo nguy. Thứ này là quà sinh nhật mà Ngụy Hành Hành cho nàng, có thể phát ra tiếng động báo nguy rất lớn. Lúc ấy cô còn nói đùa Du Dư luôn ở một mình trong ký túc xá, phải chú ý an toàn, không chừng ngày nào gặp ăn trộm thì cái chuông này sẽ có tác dụng. Chỉ là không nghĩ nhanh như thế mà đã phải dùng tới rồi. Tiếng hú lên chói tai trong đêm tối tựa như một tiếng sấm. Lũ lưu manh bên ngoài hoảng hồn, không nghĩ hai đứa con gái này lại cảnh giác như thế, biết hôm nay không thể làm nên chuyện gì, xoay người chạy mất, tiếng bước chân trên hành lang vô cùng rõ ràng. Du Dư vừa gọi được điện thoại báo nguy đã thấy ngay cảnh Trì Đường nhìn loanh quanh trong phòng ngủ, nhấc cái đồ hốt rác tông cửa đuổi ra. Du Dư không bị mấy người ngoài cửa dọa, nhưng thấy cảnh Trì Đường lớn mật như vậy thì bị dọa thật rồi, ngăn không được, đành phải cầm điện thoại, xách thêm cây lau nhà đuổi theo sau. Keng 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 keng, trong tiếng hú báo nguy, Trì Đường vừa đuổi theo vừa quơ quào đánh vào song sắt trong ký túc xá, phát ra thanh âm lớn hơn nữa, nàng hét ầm lên, có trộm, có trộm. Tiếng động to như thế, các bạn nữ khác trong ký túc xá cũng mở cửa, ló đầu ra mặt chả hiểu sao. Có một người ở cuối hành lang, mở cửa ra thấy ngay mấy người đàn ông vọt qua, sợ quá thét lên rồi đóng sầm cửa lại. Vì bảo vệ hạ cửa sắt xuống, giơ gậy kích điện chạy lên lầu, bảo vệ bên ngoài cửa lớn cũng bị kinh động chạy tới, cả tòa nhà giáo viên bên cạnh cũng ngay lập tức thấy mười mấy ngọn đèn bật lên. Lũ lưu manh kia cũng là luống cuống tay chân, nghe thấy Trì Đường ở đằng sau vừa đuổi vừa hét, càng nóng vội rối ren, mất một lúc lâu mới thoát khỏi ký túc xá nữ, trong đó có một người trong nhóm té thẳng từ lầu 3 xuống, chưa chạy được bao nhiêu đã gặp bảo vệ đứng đấy, theo bản năng quay ngược lại chạy vào rừng cây bên cạnh. Lúc này các thầy cô ở lại trường học cũng xách đủ loại vũ khí tới, cả nhóm người đuổi tới rừng cây, không bao lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát cũng vang lên. Bên này, khu ký túc xá nữ tạm thời yên ắng, Du Dư đè Trì Đường lại, giọng nói nghiêm khắc hiếm thấy, cậu vừa rồi đuổi theo họ như thế, lỡ bọn họ bí quá hóa liều, động thủ với cậu thì làm sao bây giờ, cậu đâu có biết bọn họ có mang đao hay không? Bạn đang nghe truyện từ TL Radio, Thiên Đường Bách Hợp Tiểu Thuyết, chương 63, kết thúc. Mạnh Thanh Hoa đi rồi, ông Cân phẫn nộ đầy phức tạp mà rời đi. Bốn kẻ lưu manh leo trộm vào ký túc xá nữ kia cuối cùng đều bị tóm cổ, không sót một tên nào. Ngày hôm sau, Mạnh Thanh Hoa cũng bị lãnh đi, vì bốn người kia khai báo chuyện này có liên quan tới hắn. Ngày đầu tuần, trong lớp 3, không một ai chú tâm học hành gì được, những lớp khác cũng thế, gần như là tất cả mọi người đều nhỏ to bàn luận chuyện động trời xảy ra vào tối thứ 7 tuần trước, cái gì cũng nói, tam sao thất bản truyền càng ngày càng xa. Tối thứ 7, không nhiều người ở lại ký túc xá, đa số cũng không dám chui ra, những người thấy được tận mắt sự việc càng không có mấy mống, nhưng khi kể lại thì ai cũng như người chứng kiến tại chỗ. Trì Đường và Du Dư lại không nhiều lời, chỉ nói cho nhóm Ngụy Hành Hành hôm đó ra sao. Bạn bè trong lớp cũng xem như là cùng chung kẻ địch, nghe nói việc này có thể là do Mạnh Thanh Hoa bày ra lại càng ngày càng ghét hắn. Nghe nói là thằng đó mướn mấy người kia đột nhập vào trường, nó muốn làm gì chứ? Sợ thật đấy. Đây là phạm tội rồi, chắc phải ngồi tù chứ. Không phải là chưa đủ 18 tuổi à? Hình như vậy đâu có tống vô tù được. Mọi người bàn cả lên, đến cả cô Kha cũng không có tinh thần dạy học. Cô làm chủ nhiệm, cũng sát cánh điều tra, đã biết một chút chuyện bên trong. Thực ra việc này cũng dễ dàng điều tra, học sinh Mạnh Thanh Hoa có xung đột với nữ sinh Du Dư cùng lớp, thuê vài người ăn không ngồi rồi hòng dạy dỗ bạn nữ này một bài học. Kết quả là bốn người này lại tự thay đổi ý kiến muốn chụp thuốc mê rồi cưỡng hiếp, những thứ còn lại trên người bị lục soát ra có thể chứng minh điều này, vốn còn chuẩn bị rất đầy đủ. Cháu thật sự không muốn để họ đánh mê hiếp dâm gì cả, cháu chỉ muốn họ dạy dỗ Du Dư một chút, dọa sợ, hay đánh nó một trận thôi, làm sao cháu biết mấy người đó gan to như vậy chứ? Mạnh Thanh Hoa kiên trì nói như thế, cuối cùng phối hợp điều tra xong, vẫn là được thả ra. Rốt cuộc cũng không có bất kỳ chứng cứ gì cho thấy hắn xúi dục bốn người đó làm chuyện như vậy, ý đồ chụp thuốc mê rồi cưỡng hiếp là của bốn tên này, vẫn chưa sinh ra hậu quả nghiêm trọng, không có người bị thương, quan trọng nhất là Mạnh Thanh Hoa vẫn chỉ là trẻ vị thành niên. Cuối cùng hắn chỉ bị phạt tiền một chút, bị răn đe một trận, rồi được ba hắn lãnh về nhà. Mà bốn tên côn đồ kia, trong đó hai người có tiền sử trộm cắp, cuối cùng lãnh án tù từ 1,5 năm đến 3 năm. Kết quả này không ai vừa lòng. Lăn lộn một hồi, cuối cùng cái kẻ đầu têu Mạnh Thanh Hoa này lại không bị phạt gì cả, ai mà chịu được. Cô Kha là chủ nhiệm, thương thuyết với ban giám hiệu 2 ngày,
cuối cùng Mạnh Thanh Hoa bị cho thôi học. Tên nam sinh này không được tiếp tục học ở trường Nam Lâm, bên trong hồ sơ cũng lưu lại việc bị đuổi học, có vẻ như đối với một đứa bé thì xử phạt vậy cũng đã đủ nặng nề rồi. Cái ngày Mạnh Thanh Hoa quay lại trường dọn dẹp đồ đạc, cả lớp nhìn hắn lạnh lùng, bên ngoài hành lang cũng có rất nhiều học sinh lớp khác rộn dòng nó. Không biết ai làm đầu tiên, một người ném vào người Mạnh Thanh Hoa một chai nước, tiếp theo như thu được tín hiệu, không ít người ném đồ vào người hắn, bầm tím cả người, cuối cùng là cô Kha đến nơi nhìn thấy, mới quát học sinh mau ngừng lại, mang hắn rời đi. Trì Đường đi theo ra bên ngoài, đến gần cổng trường mới gọi giật lại Mạnh Thanh Hoa. Mặt Mạnh Thanh Hoa đầy âm u, cuối cùng cả cười cũng không được, nhìn nàng ánh mắt lập lòe. Trì Đường lạnh lùng nhìn hắn, cô Kha bảo, mày chỉ là muốn mấy tên kia dạy dỗ Du Dư một chút, không nghĩ rằng họ sẽ nảy sinh ý tưởng khác, đúng không? Mạnh Thanh Hoa nhếch nhếch mép, đương nhiên, tao không nghĩ rằng họ sẽ làm loại chuyện đó. Trì Đường, tao không tin. Mày thật sự hoàn toàn không nghĩ rằng loại người đó chuồn vào ký túc xá nữ ban đêm sẽ làm chuyện gì khác ư? Đáy lòng của mày chắc chắn là nghĩ muốn hoàn toàn hủy hoại Du Dư, hoặc là muốn hủy hoại tao, nhìn xem lúc đó tao có còn cao ngạo được nữa hay không chứ gì. Trì Đường gằn từng chữ. Mạnh Thanh Hoa cứng đờ mặt, vẫn còn mạnh miệng, mày có chứng cứ gì chứng minh tao nghĩ vậy sao? Trì Đường, ngày đầu học kỳ 2, tao nghe mày nói với bạn, Trì Đường cao ngạo như vậy, ngày nào không thể cao ngạo được nữa sẽ rất thú vị, tao còn nhớ rõ. Mạnh Thanh Hoa buồn bực xấu hổ, theo bản năng để lộ biểu tình khinh khỉnh, thế mà mày vẫn tiếp tục chơi với tao, tao cứ tưởng mày coi tao là bạn tốt, không nghĩ hóa ra mày biết rồi, cố ý lấy tao làm trò đùa đúng không? Trì Đường đương nhiên không coi hắn là trò đùa. Nàng không phải loại người vờ việc làm bạn để chơi người mình thích như ai kia, chỉ là khi ấy nàng không có mấy bạn bè, rất quý trọng họ, không muốn vì chút câu nói sau lưng như vậy mà cãi cọ nghỉ chơi, vì thế xem như không nghe thấy, chỉ nghĩ rằng hắn nhất thời muốn khoác lác với các bạn nam khác mà thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn có ác ý, sớm đã ẩn giấu trong những lời này rồi. Trước là bạn bè, lúc chuyển trường còn khó chịu trong lòng, giờ thì thấy, xem ra quả thực đã hoàn toàn thay đổi rồi. Lần đầu tiên Trì Đường để lộ ánh mắt chán ghét, tao vẫn không rõ mày là thích tao hay là ghét tao. Nhưng giờ thì tao cũng không quan tâm nữa. Tao chỉ biết, bây giờ tao thực sự rất ghê tởm mày. Dường như bị biểu tình và lời nói của nàng chọc giận, Mạnh Thanh Hoa dậm bước về phía nàng hai bước, chú bảo vệ vốn vẫn nhìn chòng chọc bên này như hổ rình mồi lập tức hô to, làm gì đấy? Mạnh Thanh Hoa đành phải buông nắm đấm, đứng lại tại chỗ, hung hăng nhìn Trì Đường. Trì Đường đón nhận ánh mắt đấy không chút sợ hãi, Mạnh Thanh Hoa, hiện tại đúng là tao không làm gì được mày, để mày làm xong cái chuyện như thế này mà vẫn có thể bình an rời đi, nhưng tao nói đấy, liệu hồn đừng có đụng lại tao. Mạnh Thanh Hoa đi rồi, ông cơn phẫn nộ đầy phức tạp mà rời đi. Không khí trong lớp lại hài hòa như trước, thậm chí còn hợp ý nhau hơn sau sự kiện Mạnh Thanh Hoa này. Sau sự vụ này, rất nhiều vấn đề tai họa ngầm trong trường bị lôi ra, nhóm lãnh đạo trường học chợt rất để bụng quan tâm. Không bao giờ có thể dối gian nhờ vào camera bị hư nữa, do toàn bộ bị thay mới hết, còn bổ sung thêm vài máy khác, không còn chuyện học sinh nửa đêm trèo tường lẻn ra ngoài đi nét được nữa. Còn ở ký túc xá, ban đầu chỉ có vài cái lưới sắt xung quanh, bây giờ phòng VWC từ tầng 3 trở lên đều gắn lưới bắt trộm, ký túc xá nam cũng thế, đường mòn để chuồng êm ra ngoài đều bị phong tỏa kín, đám nam sinh chỉ có thể thở ngắn than dài mà tìm đường khác. Trì Đường không vui rất lâu, đối với chuyện này, Du Dư trộn nói cùng mọi người trong phòng, đừng bàn gì chuyện Mạnh Thanh Hoa với nàng ấy, nhắc tới nàng ấy sẽ lại nhớ đến trước đây làm bạn với hắn, càng nghĩ lại càng giận đó. Dùng lời của Trì Đường mà nói thì là, trước kia sao mình có thể chơi với cái thằng như thế, hồi đấy mắt mù hay gì? Việc này nhớ một lần sẽ gớm một lần. Nhóm Ngụy Hành Hành tỏ ra mình hiểu rõ, không ai nhắc tới, rất nhanh Mạnh Thanh Hoa đã bị quên lãng. Sau đấy đúng là không có việc gì xui xẻo xảy ra nữa, cuộc sống của các nàng trở về bình thường. Mỗi ngày đi học tan học đọc sách làm bài, một ngày của học sinh chính là như thế, phần nhiều thời gian đều buồn tẻ nhàm chán. Tháng 6 vừa kết thúc, tháng 7 đã thấy sắp nghỉ hè rồi. Kỳ nghỉ hè này vừa xong, có nghĩa là năm lớp 11 của các nàng sẽ kết thúc, rất nhanh sẽ lên lớp 12. Học sinh lớp 10, 11 và học sinh lớp 12, nói ra như thể hai loài khác nhau. Khối 12 có một tòa nhà riêng lẻ loi, ngày thường tan học rồi cũng không thấy ai đi đi lại lại gì bên ngoài. Ăn cơm hay đi vệ sinh đều trong cảnh vội vội vàng vàng, nghỉ cũng nghỉ ít nhất, đi học thì nhiều nhất, tiết tự học buổi tối kết thúc từ lâu mà đèn lầu 3 vẫn sáng trưng, bên trong học sinh vùi đầu khổ luyện, thậm chí giờ thể dục còn không có, đừng bàn tới hoạt động gì khác. Đối với những đãi ngộ sắp rớt xuống đầu mình này, khối 11 ai cũng hãi, vì thế lớp trưởng Ngụy Hành Hành chỉ có một thái độ, giờ còn chưa lên lớp,
tận dụng tối đa, dẫn dắt mọi người chơi bời cho thỏa, tổ chức đủ loại hoạt động, xin xỏ các thầy cô thêm vài tiết thể dục. Gặp thầy cô nào hiền chút, không chịu thấy cảnh học trò năn nỉ xin xỏ, cũng lơi ra cho các nàng tự do, cuối cùng cô Kha không thể không đứng ra ngăn cản các nàng, thôi thôi, đừng làm như các em chỉ còn dịp này để chơi trước khi tận thế như vậy, lớp 12 cũng chỉ một năm thôi mà, cố gắng một năm, đến đại học rồi các em lại chơi, chơi cho đã, được không? Trì Đường nói dối rõ ràng, chỉ có kẻ ngốc mới tin. Cô Kha nhìn mặt mũi mấy nhóc ngồi bên dưới, cười tủm tỉm, Trì Đường, mặt em như vậy, là có ý kiến gì à? Trì Đường: Không ạ. Cô Kha vừa quay lưng, Trì Đường xoay qua hỏi Ngụy Hành Hành ngay, cô Kha hình như đang nhắm mình phải không, sao cô cứ gọi ngay mình nhỉ? Ngụy Hành Hành: Đâu có ta, không phải cô rất thích cậu hả, lần nào thi tốt cũng được khen, nói cậu không ngừng cố gắng. Cơ mà. Nàng thấp giọng: Nếu mà cô Kha có vấn đề gì với cậu, vậy chỉ có thể là do cậu đi học toàn nói chuyện với Du Dư. Hừ, cũng đúng, sợ mình làm trò cưng trễ nải học hành thôi. Trì Đường quay sang chọc Du Dư, nghe không, đi học đừng có nói chuyện với mình nữa đấy, mình có nói với cậu thì cậu cũng không cần quan tâm. Du Dư: Được. Cố được vài ngày, trong tiết học, Trì Đường lại quên bén. Chợt nghĩ ra một việc, nàng đá đá giày Du Dư, nhẹ giọng kể lại, Du Dư cũng thỏ thẻ trả lời hai câu. Trì Đường: Ơ không đúng, không phải nói đi học cậu đừng quan tâm mình nói gì à? Du Dư: Mình quên. Hai người nhìn nhau không hiểu nổi mà cười khúc khích, không kiểm soát nổi. Cô Kha đang đè phấn lên bảng viết chữ, cạch 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 bảng kêu lên thảm thiết, bèn quay đầu thấp giọng hỏi, Du Dư, Trì Đường, hai em nói chuyện gì thú vị vậy mà cười như thế? Mặt Trì Đường lập tức buồn hẳn, nàng biểu biểu môi, dựng sách lên làm bộ đang học bài nghiêm túc, mong cô Kha tha cho hai nàng. Cô Kha: Cô thấy hai em có vẻ đều làm được, thế Trì Đường lên bảng làm bài này xem. Du Dư đứng lên đi theo, cô Kha bỏ nhỏ một câu, lần này Du Dư không cần phải lên, em đã nhiều lần giảng bài cho bạn rồi, để bạn tự làm xem nào. Chương 64: Thu âm bài hát. Trì Đường mềm lòng cực. Hạ Viên Viên ôm di động, tay khoanh lại như mèo chiêu tài, không ngừng vẫy vẫy với Trì Đường, xin cậu đó. Trì Đường à, mình xin cậu. Hát thử một bài thôi. Trì Đường lại một lần nữa lạnh lùng từ chối, không được. Hạ Viên Viên thấy diễn khổ nhục kế cũng vô ích, bèn nhìn về Ngụy Hành Hành đang ở kế bên, ánh mắt ám chỉ cô nói đỡ cho mình vài câu. Ngụy Hành Hành hận không thể rèn sắt thành thép, Hạ Viên Viên nhờ nhầm người rồi, những lúc này tìm mình được ích gì đâu, tìm phải tìm Du Dư chứ, nguyên một Du Dư to đùng ngồi đó lại để làm gì không biết. Rốt cuộc thì cũng đã ở chung với nhau lâu như thế, Hạ Viên Viên cũng hiểu ý Ngụy Hành Hành, quay sang xin Du Dư giúp đỡ. Dưới ánh nhìn chăm chú của Trì Đường, Du Dư chỉ có thể thầm xin lỗi Hạ Viên Viên, khuyên nhủ cô, Trì Đường đã không muốn, vậy thì thôi đi, Trương Mông và chị Ngụy đây cũng hát khá nè, chi bằng nhờ họ thử xem. Hạ Viên Viên từ chối ngay tấp lự, không được, hai người họ hát làm sao hay bằng Trì Đường, chắc chắn không lọt nổi top 3. Ngụy Hành Hành thấy bị chê bèn vờ giận dỗi, hay lắm, khổ công tôi còn tính giúp đỡ bạn, cuối cùng bạn tôi lại chê tôi như thế. Bạn tôi chưa từng nghe câu cưới vợ lúc nghèo hèn thì khi giàu có cũng không thể bỏ sao, cái đồ đàn ông tồi. Nói qua nói lại, tự nhiên biến thành sàn đấu võ mồm vui tươi dí dỏm. Dạo gần đây Hạ Viên Viên mê đuối một bộ phim hoạt hình trong nước, vừa hay lại có phong trào hát bài hát chủ đề, tải lên mạng đoạn phim ngắn quay cảnh mình ca hát, đoạt top 3 sẽ nhận được figure nhân vật trong phim làm thủ công, số lượng có hạn. Hạ Viên Viên mê chết được, nhưng bản thân hát lại không hay, bèn chuyển hướng nhờ Trì Đường. Dù gì nàng cũng là giọng ca được cả lớp 3 ủng hộ, ở bữa tiệc nguyên đáng một khúc thành danh, không chỉ ở trong lớp mà các lớp khác cũng nghe tiếng tăm, biết lớp 3 có bạn nữ kia hát rất êm tai. Nếu Trì Đường đồng ý, kết hợp kỹ thuật và giọng ca của mình, Hạ Viên Viên cảm thấy hạng 3 là trong tầm tay. Nhưng mà, bất chấp mình hứa sau khi thành công sẽ đãi mọi người ăn uống thế nào, còn bao luôn đồ ăn vặt của Trì Đường, nàng ấy vẫn không chịu là không chịu. Hạ Viên Viên sắp thất vọng cùng cực rồi. Vô tình đi VWC lại thấy Du Dư tự mình tìm đến. Người này vừa rồi trước mặt Trì Đường, cầm cờ tiên phong phe Trì Đường, lại chạy tới hiến kế cho nàng mấy câu. Chủ yếu Trì Đường không chịu chính là thẹn thùng, không muốn lộ mặt, không còn nguyên nhân nào khác. Cậu cứ nói với nàng sẽ không quay mặt, chỉ quay phần tay thôi, nàng ấy sẽ đồng ý. Nghe Du Dư nói thế, Hạ Viên Viên nửa tin nửa ngờ, chỉ vậy thôi hả? Du Dư gật đầu, chỉ vậy thôi đó. Nói cho cùng, Trì Đường là một người đơn giản. Cũng như một bài toán, dù có đủ thứ bẫy dăng ra che mắt, chỉ cần không mất bình tĩnh, lời giải tự nhiên sẽ xuất hiện ngay. Hạ Viên Viên quyết định tin tưởng Du Dư, lập tức làm theo. Du Dư lại dặn dò, nàng ấy nếu không đồng ý ngay,
chỉ là vì trước đó từ chối quá nhiều lần, giờ lại đồng ý liền thì thấy hơi xấu hổ. Cậu cứ nói đi nói lại vài lần, nàng ấy sẽ chịu liền, Trì Đường mềm lòng cực. Đặc biệt mềm lòng với bạn bè. Hạ Viên Viên nhận được kế sách như thế, lập tức thử nghiệm liền, đúng là không ngoài dự đoán của Du Dư, cuối cùng Trì Đường cũng đồng ý, Hạ Viên Viên mừng hết lớn, như thể giải thưởng đã ngay trước mắt rồi. Trì Đường không thể không nhắc nhở cô, lỡ đâu lúc đó lại không vào được top 3. Hạ Viên Viên xua xua tay, không được thì đó là mình và bảo bối của mình có duyên không phận, chắc chắn sẽ không trách cậu đâu, yên tâm yên tâm. Trì Đường là chị em máu mủ ruột thịt, chịu giúp mình lúc này không thắng cũng phải biết cảm kích. Không biết diễn tả ra sao, nước mắt chỉ trực tuôn trào. Trì Đường giơ tay ngăn cô đọc văn diễn cảm, rồi, muốn hát bài gì, đưa cho mình xem. Nàng là người rất nghiêm túc, nếu đã đồng ý làm chuyện gì, vậy nhất định phải làm tốt hết mức có thể, nên không chỉ nghe bài gốc, nàng còn nghe cả cover, còn lôi fan girl Hạ Viên Viên ra khỏi vỏ. Cũng chỉ có lúc nói đến thứ mình thích thế này, vị nữ sinh hiền lành yên tĩnh thẹn thùng nội tâm Hạ Viên Viên mới biến thành một người khác. Ai, khó quá đi mất, rất nhiều người hát đoạn này không được, Trì Đường cậu hát được không? Qua cơn kích động, Hạ Viên Viên lại bắt đầu thấp thỏm. Ngồi xem bài hát chủ đề với Trì Đường, niềm tin chiến thắng của cô liên tục xói mòn. Trì Đường, a, mình hát không được à? Du Dư ngồi bên cạnh vừa viết vừa cười, cái tính cách không chịu thua ai này của Trì Đường thật là quá sức thú vị. Đôi khi nàng ấy muốn làm nhưng lại ngượng ngùng nói ra, cần phải có người thúc đẩy mới chịu, lúc làm rồi thì lại phải làm tốt 100%, được người khác tin tưởng thấy áp lực vô cùng, nhưng khi người khác không tin nàng thì lại có động lực cực lớn, dốc hết sức một hai phải làm tốt nhất có thể. Hạ Viên Viên lo lắng mất mấy ngày, còn mua kẹo ngậm giữ họng cho Trì Đường. Trì Đường thấy bạn quán quéo tới mức này, cũng không muốn kéo dài thời gian nữa, cảm thấy mình luyện tập đủ rồi, tuyên bố luôn, đêm nay quay clip. Hạ Viên Viên, hay cậu muốn luyện tập thêm vài ngày nữa không? Trì Đường, không. Hạ Viên Viên, vậy mình quay ở phòng ngủ hả? Hay là đi phòng học? Mình nghe bảo hát trong phòng VWC có tiếng vọng sẽ làm nghe hay hơn, hay mình thu âm trong phòng VWC đi? Trì Đường, cậu nói thiệt đó hả? Vừa lúc là thứ sáu, chiều hôm đó vừa tan học, Hạ Viên Viên đã chuồn mất, 2 giờ sau lại thần thần bí bí quay về, ôm theo một cái túi. Trì Đường, cái gì đấy? Hạ Viên Viên, là quần áo giày dép mình chuẩn bị trước. Trì Đường vừa mở ra, đã thấy ngay một bộ quần áo giống y như nữ chính trong phim hay mặc. Bộ phim kia cũng là kể về chuyện học trò, nữ chính cũng là học sinh cấp 3, mặc đồng phục váy ô vuông kết hợp với dài màu đen, Hạ Viên Viên không biết đào đâu ra bộ đồ y hệt. Dưới ánh mắt cúng con của Hạ Viên Viên, Trì Đường thay quần áo, ôm guitar đi đến phòng học quay clip. Quyết định đến phòng học thu âm là của Trì Đường, nàng cảm thấy chỗ này là phù hợp với cảnh tượng trong bài hát nhất. Vì vậy, nhóm chị em chung phòng cũng có hỗ trợ quét dọn sau tan học. Hạ Viên Viên định dùng điện thoại để quay, nhưng Ngụy Hành Hành chủ động ôm máy quay trong nhà đến, còn rất thuần thục đùa một chút, lãnh nhiệm vụ quay phim. Chị đây tuy hát không hay, nhưng giúp đỡ chị em những mảng khác vẫn được nhé. Ngụy Hành Hành khoanh tay ngồi trên bàn, bộ dạng rất là kiêu ngạo. Trương Mông cầm cây chổi, chị em nào cũng có giúp đỡ. Hạ Viên Viên cảm động nước mắt sắp rơi tới nơi, ông mọi người hô to, oa oa chị em ơi yêu quá đi. Mọi người thật là tốt. Du Dư cất dễ lau bảng vào ngăn tủ, mắt cười nhìn các nàng ầm ĩ, lại nhìn về phía Trì Đường. Trì Đường ôm đàn ukulele, đang chọn góc quay, vô cùng nghiêm túc. Đến lúc chính thức quay, trời cũng không còn sớm, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển màu đỏ cam, chiếu vào trong lớp, phủ thêm một tầng ánh sáng vàng nhạt mông lung. Trì Đường đắm chìm trong ánh sáng ấy, đàn ca nhẹ nhàng, kể hết những mê mang ưu sầu lẫn tình cảm nhiệt huyết của một thời thanh xuân, đượm chút ngây ngô, không giống như cách diễn dịch của bản gốc, cảm giác gợi nhớ tuổi học trò hơn. Nhóm chị em phòng ngủ nghe hát thở cũng không dám thở mạnh, sợ thanh âm hoàn mỹ này sẽ bị phá hư mất. Trì Đường hát xong một lần, đến lúc gần kết thúc, vừa lúc chuông tan học vang lên, tiếng chuông nhiều năm không đổi, lập tức thêm vào bài ca rất nhiều ý nhị, đúng là một sự trùng hợp thú vị. Quay một lần đã xong, mọi người đều rất vừa lòng. Tiếp theo chính là màn chế tác của Ngụy Hành Hành. Các nàng còn lập cho Trì Đường riêng một tài khoản riêng. Nói cho cùng thì hoạt động này là phải tự tải lên clip của mình, Hạ Viên Viên cũng không muốn tải lên bằng tài khoản của mình, cô chỉ muốn figure số lượng có hạn kia thôi. Trì Đường không ý kiến, Ngụy Hành Hành cùng Hạ Viên Viên hỏi nàng muốn lấy tên tài khoản là gì, Trì Đường nghĩ mãi không ra, nàng sợ nhất là đặt tên, phiền giả mang. Nghĩ hết nửa ngày, Trì Đường mới trả lời, vậy đặt là Ánh Trăng Bên Hồ Sen đi. Ngụy Hành Hành, mẹ mình và các bạn đi tập nhảy cũng không dùng bài hát đấy.
Hạ Viên Viên, theo mình ấy, dùng luôn là ánh trăng đi nghe vừa có cảnh vừa có tình luôn. Trì Đường, rồi rồi, mấy cậu tự xử. Trương Mông, mình nghĩ là muốn cái clip này lan tỏa thì phải có nội hàm, tên đặc biệt quan trọng, phải làm người ta muốn click vào cơ. Hạ Viên Viên mặt rất là ngây thơ, vậy để Du Dư nghĩ đi. Trương Mông, cậu nói gì đấy, Du Dư là học bá, nàng ấy làm sao biết đặt tên gì cho ho. Cuối cùng tiêu đề là sản phẩm của Trương Mông và Ngụy Hành Hành, nữ sinh cấp 3 17 tuổi hát bài hát chủ đề ít tại trường học, thầy cô và bạn bè đều bất ngờ. Đến lúc Trì Đường nhìn thấy, ca khúc tải lên cũng tải xong rồi, không thể thay đổi gì nữa, chỉ có thể cạn lời hỏi bạn chung phòng, rồi nội hàm gì đó nằm ở đâu. Ngụy Hành Hành, nội dung có nội hàm là được, tiêu đề mà nội hàm cái gì? Trì Đường quay xong, tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng không ngờ, đấy chỉ mới là bắt đầu. Từ lúc video kia được tải lên, nàng chỉ nghe lại một lần, cảm thấy không tệ, sau đó cũng không xem nữa, mà Hạ Viên Viên lại mỗi ngày mở chục lần, cách vài tiếng lại báo số liệu cho các nàng một lần. Có người share về lại còn like. Mình đã bảo Trì Đường giỏi thật mà, lượt share hơn 5.000 rồi. Lên trang đầu đề cử luôn này, cậu xem mình phải chụp màn hình kỷ niệm. Quà số lượng có hạn chắc là của mình rồi. Chắc luôn. Không ngờ là thực sự được luôn á. Không chỉ có Hạ Viên Viên, những người còn lại trong phòng ngủ cũng rảnh rỗi là mở di động xem, đọc bình luận, thấy được khen nhất định phải đọc cho Trì Đường nghe, như thể cùng chung danh dự. Người mới ai cũng là quái vật, ha ha ha, không sai, Trì Đường hát bài này quá đỉnh. Muốn nhìn mặt, cảm giác là một chị rất đẹp, đoán không sai, má ơi đúng rồi, tiếc là mấy người không ai được thấy. Chân thế này tôi yêu luôn, buồn cười thiệt, hát hay như thế lại chỉ một lòng ngó chân người ta. Nhưng công nhận chân Trì Đường mang vớ đen thế này đẹp thật. Thật sự làm lem, góc độ này quay vừa đẹp lại vừa ăn ảnh. Trì Đường mặt không cảm xúc, nhìn về phía các nàng, tôi báo công an. Chương 65. Sự cố kinh người. Cảnh báo, có tình tiết nhân vật chính bị tra tấn, có nhắc đến sát hại phụ nữ và trẻ em. Cả đàn ông không ngừng lảm nhảm lời vô nghĩa. Trước khi nghỉ hè, đêm trước kỳ thi, video của Trì Đường đã có hơn 1 triệu lượt xem, lượt share lượt like đều rất cao, tiến thẳng lên trang đầu. Cuối cùng đúng là đạt hạng nhì, hạng nhất là một ca sĩ lâu đời, có sẵn triệu fan, Trì Đường vốn là người mới lại có thể đánh bại những người có trăm ngàn fan hâm mộ, đoạt được hạng 2 đã có thể nói là kỳ tích. Nửa đường tự nhiên có ngựa ô như thế, tác giả sáng tác bài hát này còn like share ủng hộ, hơn nữa vốn phim cũng rất nổi tiếng, nên cứ thế lan tỏa rầm rộ. Mỗi ngày Hạ Viên Viên đều mở lên trong phòng, Ngụy Hành Hành còn lén lút để loa ngoài cho mọi người nghe trong giờ tự học buổi tối. Cái này là công khai xử tội. Trì Đường cố nhịn mấy ngày, cảm thấy da mặt mình đã dày thêm mấy lớp. Bộ cần phải làm vậy hả? Ngày nào cũng mở, ngày nào cũng nghe, Trương Mông còn cài làm nhạc chuông di động, mỗi ngày họ đều nghe không thấy mệt sao? Trì Đường không nhịn được, ai oán than thở với bạn cùng bàn của mình là Du Dư. Mặc kệ những người khác điên cuồng ra sao, Du Dư vẫn chỉ dốc lòng học tập, không màng hơn thua, không giống như họ. Du Dư an ủi nàng, chịu một thời gian là xong rồi, bây giờ mọi người còn đang hơi kích động quá thôi. Trì Đường, nhưng mà đi đâu mình cũng nghe. Vui thì cũng không thể nói là vui, cái kiểu giống trống khua chiên như vậy nàng thật sự không thích, đến nỗi một vài bạn trong lớp rồi thầy cô cũng ghẹo nàng, xấu hổ kinh khủng. Bỗng nhiên có tiếng nhạc vang lên, lại là bài hát Trì Đường vô cùng quen thuộc kia, bài hát chính nàng hát đó. Trong nháy mắt, Trì Đường theo phản xạ liếc khắp nơi, lại thấy Du Dư yên ắng rút di động ra nghe điện thoại, alo, ai đấy ạ? Dạ không cần, dạ, chào. Nàng cúp điện thoại, thấy ngay Trì Đường mang vẻ mặt vô cùng phức tạp mà nhìn mình. Trì Đường, vì sao, đến cả cậu mà cũng để nhạc chung như vậy chứ? Vì thường ít ai gọi cho Du Dư, thế nên nàng mới chưa từng phát hiện. Du Dư hơi xấu hổ cười, vì thực sự là hay lắm mà. Ban tổ chức liên hệ Trì Đường gửi địa chỉ của Hạ Viên Viên, sau đó chờ phần thưởng tới nơi. Tâm nguyện của Hạ Viên Viên đã hoàn thành, trước khi rời trường bèn mời tất cả mọi người đi ăn. Lần này cả Lộ Chi cũng có mặt, tuy cô không thường xuyên tham gia hoạt động nhóm, nhưng chơi trong nhóm cũng không tệ. Trong bữa tiệc này, mọi người lại bàn tán nghỉ hè sẽ làm gì đây? Kỳ nghỉ hè này mọi người tính làm gì ấy? Làm gì nữa trời, ở nhà chứ sao? Nửa năm còn lại là lên lớp 12 rồi, không tính thừa dịp này đi chơi hả? Đi là đi đâu ấy chứ, trời nóng thế này, mình thấy hè tới là Nam Lâm nóng gấp bội. Du Dư, nghỉ hè cậu vẫn tính đi làm thêm hả? Đúng rồi. Mình cũng muốn. Cậu tính làm việc gì đó? Du Dư nhìn sang Trì Đường một chút, rồi trả lời, mình chưa biết nữa,
mình còn phải đi với cô Kha sang thành phố Gia Sơn tham gia một cuộc thi. Về rồi mình mới tính. Trước đó, nàng định cũng như hè năm ngoái, lại đi làm công ở tiệm trà sữa để trả nợ, dù gì cũng là chỗ quen, nhưng nếu Trì Đường cũng muốn đi làm chung thì nàng phải tìm việc khác. Hai người cùng làm với nhau, lỡ Trì Đường không quen, nàng còn có thể đỡ cho một tay. Hơn nữa, hai người đi làm chung thì nghỉ hè vẫn có thể gặp nhau, như vậy cũng rất tốt. Trì Đường hẹn trước với nàng rồi, khi nào mình trở lại, hai người lại cùng nhau tìm việc làm hè này. Cơ mà mấy ngày này, Trì Đường không thể không về nhà ở một thời gian. Như thường lệ, đến kỳ nghỉ hè là trường học sẽ đóng kín cửa, không cho học sinh ở lại, Du Dư ở tạm nhà cô Kha. Mình đi đây năm sau gặp. Nghỉ hè vẫn liên lạc thường xuyên nha, ở gần nhau thì nghỉ hè cũng có thể tụ họp gặp gỡ nè, có gì cùng làm bài tập hè nữa. Chơi chung thì được, làm chung thì thôi. Muốn tránh nóng thì cứ đến nhà trọ nhà mình này, nhà trọ Nịnh, hè tới mát mẻ lắm. Du Dư, cậu tìm được việc rồi nhớ nhắn mọi người một tiếng nhé. Bạn bè chào nhau rồi ai về nhà nấy, Hạ Viên Viên lại mở bài hát kia lên. Học kỳ 2 của lớp 11, Hạ màng bằng một bài hát thanh xuân tươi trẻ như vậy cũng trọn vẹn rồi. Trì Đường là người cuối cùng rời đi, vẫy vẫy tay chào Du Dư, mình đi đấy. Du Dư cũng vẫy lại, vài ngày nữa mình trở lại sẽ gặp cậu. Trì Đường đã rất lâu không về nhà. Lần trước quay trở lại, nàng còn thấy cảnh mẹ kế ôm em trai cười đắc ý, lần này về nhà, chắc lại phải nhìn cảnh một nhà ba người yêu thương nhau, nghĩ mà phát chán. Nàng không muốn về nhà sớm như thế, dạo vòng vòng bên ngoài hồi lâu, còn tính ăn cơm tối luôn, nàng không muốn ăn cùng một bàn với gia đình ba người ấy. Trời nhá nhem tối, nàng mới đứng trước cửa nhà. Những ngôi nhà bên cạnh đều đã mở đèn, nhưng nhà nàng vẫn tối om, như thể không có ai ở bên trong vậy. Chẳng lẽ ba nàng lại tìm được việc mới, đi công trình xem nhân tiện mang luôn vợ con đi rồi. Cũng có thể, không nói cho nàng cũng là chuyện thường tình, rốt cuộc có con trai rồi thì sao còn quan tâm đứa con gái này nữa. Trì Đường biểu môi rồi chìa khóa mở cửa, đi vào cởi giày ra. Đèn đặt trên tủ giày sáng lên, nàng rút đôi dép đi trong nhà của mình ra, bỗng nhiên khịt khịt mũi. Trong nhà có mùi gì là lạ. Tiếng dép lê trên sàn vang lên bẹp bẹp bẹp. Trì Đường xách đồ đi tới phòng khách, nhìn lướt qua cửa nhà bếp đang mở rộng. Máu. Máu đỏ tươi lên láng trên nền gạch trắng, từng vũng, còn có dấu vết ai đó bị túm lấy kéo đi, sau bàn ăn còn lộ rõ ra một bàn tay. Cái tay vừa trắng vừa gầy kia, là tay một người phụ nữ, nằm yên đấy không nhúc nhích. Trì Đường giật cả mình, chợt nhận ra mình vừa thấy cái gì. Da đầu nàng tê hết cả lên, kinh hoàng nhìn quanh quất trong nhà, như thể mỗi một cái bóng đều ẩn giấu nguy hiểm vô chừng. Nàng lui ra sau hai bước. Phản ứng đầu tiên là chạy nhanh đi, chạy ra bên ngoài. Đúng rồi, còn phải gọi cảnh sát, nơi này hình như có người chết. Máu nhiều như thế, cái tay kia là ai? Là bà mẹ kế sao? Ngay lúc nàng muốn quay đầu chạy trốn bỗng thấy một bóng người từ nhà bếp bước ra. Là ba nàng, Trì Chương. Nhưng trong thời khắc đó, Trì Đường cũng không nhận ra ba mình. Gương mặt ấy dữ tợn, tay lăm lăm con dao, áo sơ mi trên người toàn máu là máu, y như một tên sát nhân chỉ có thể xuất hiện trong màn ảnh. Cuối cùng Trì Đường vẫn nhịn không được, bị nỗi sợ bao trùm, vô tình bật ra một trên đầy sợ hãi. Bao đồ trong tay rơi xuống mặt đất, nàng quay đầu muốn trốn đi. Gã đàn ông có vẻ mặt đáng sợ kia nhào tới, động tác gã nhanh nhẹn lại mạnh mẽ. Trì Đường còn chưa kịp chạy đến cửa, đang nghiêng ngã lảo đảo, tay mới dựa vào tủ giày đã bị người phía sau ghì lại. Một bàn tay bịt kín miệng nàng, bàn tay đấy còn lưu lại vết máu đã khô, Trì Đường như nếm được vị rỉ sắt làm người ta buồn nôn. Theo bản năng, nàng giãy dụa kịch liệt. Đừng có làm ầm lên. Đừng có như thế. Giọng Trì Chương hung ác lại trầm thấp, gã tức giận mắng, mẹ kiếp. Đã bảo đừng có làm ồn mày không nghe à. Gã như thể đang chìm trong phẫn nộ, Trì Đường cảm thấy nguy hiểm, cũng không dám động đậy nữa. Nàng đang sợ hãi, sợ chính ba mình. Từ khi nàng còn nhỏ, ba nàng vốn luôn cao lớn như thế, chỉ cần dùng một tay cũng có thể nhấc bổng nàng lên, cũng bàn tay đấy khi hạ xuống đánh nàng có thể khiến nàng váng hết cả đầu. Nàng lớn lên trong sự ghét bỏ lẫn đánh chửi của người đàn ông này. Dù giờ đây trước mặt ông ta, nàng chỉ đáp lại bằng sự kiêu ngạo và chống đối, nhưng nơi đáy lòng, nàng vẫn sợ hãi. Giờ đây, sự sợ hãi này hoàn toàn bị hiện trường giết người này khơi dậy. Cả người nàng run rẩy, không dám nhúc nhích, nước mắt tuôn không ngừng. Miệng nàng bị bịt kín, hai bàn tay bị bắt chéo sau lưng cột vào chân bàn bằng đá cẩm thạch, hai chân cũng bị trói chặt. Trì Đường bị trói ở đấy, cuối cùng cũng thấy rõ người đang nằm ở sau bàn kia. Đúng là mẹ kế của nàng, là Từ Hiểu Huyên. Bà ta đúng thật là đã chết rồi.
trước ngực là một vết thương rất lớn, đầu cũng có. Càng làm Trì Đường sợ hãi và ghê tởm hơn nữa chính là bên cạnh thi thể của người phụ nữ kia, còn có một cái xác trẻ em. Đứa bé lần trước nàng gặp, mặt tròn tròn mập mập, giờ đây thảm tới mức nàng không nỡ nhìn. Trì Đường chỉ lướt thoáng qua rồi quay đi không dám nhìn lại nữa. Trì Chương như điên dại, sốt ruột đi tới đi lui. Gã xách theo con dao và một cái túi đi vào nhà bếp, hình như muốn dọn dẹp xác chết. Trì Đường nghe tiếng dao chặt xuống xương, nhắm nghiền mắt, mồ hôi lạnh vã ra từng đợt, run lẩy bẩy. Mẹ kiếp! Chết mẹ mày đi, con điếm chết tiệt. Ba nàng dường như đã phát điên, quẳng con dao xuống đất, lầm bầm trong miệng vô cùng hùng hổ hung hăng. Một tiếng động trầm đục vang lên, gã lại đá thứ gì đó đi. Thứ đó là gì, Trì Đường không cần nhìn cũng biết. Không biết vì sao gã lại tức giận như thế, điên cuồng xả giận, xong lại nhặt dao lên tiếp tục làm chuyện đang làm. Mùi máu tươi sộc vào mũi làm Trì Đường buồn nôn, nàng cố hết sức co gối lại, vùi mặt vào đầu gối. Thật là đáng sợ. Những tiếng động này, từng tiếng một như thể bị phóng đại lên trong tai nàng. Nàng vốn nhạy cảm với âm thanh, dù hiện tại đã nhắm mắt lại rồi nhưng vẫn có thể thấy mọi thứ rõ mồn một trong đầu. Không biết đã bao lâu, trời cũng đã tối. Chỉ có ngọn đèn trong bếp kia là còn sáng. Gã đàn ông đi ra đi vào, thu dọn xác chết, nhét xác trong mấy lớp bao, cuối cùng cũng xong. Gã bò ra chà lau vết máu trên mặt đất, tay run rẩy, vẻ mặt ngược lại với sự phẫn nộ trước đó, chỉ còn trống rỗng và sợ hãi. Trì Đường đã chết lặng. Nàng trộm mở mắt ra nhìn gã, thấy gã đang lau vết máu trên mặt đất. Máu càng lau càng loang ra. Đã vài lần gã như nổi điên vứt dẻ đi, rồi lại nhặt lên lau tiếp. Điên rồi. Đúng vậy, giờ gã đã điên rồi. Giống hệt giấc mơ bí mật nhất của nàng, nàng đã từng mơ thấy người này dùng dao giết mình, rồi bị cảnh sát bắt đi. Trì Chương lau sàn vài lần, cuối cùng cũng có thời gian chú ý đến con gái mình. Gã ngồi xổm xuống trước Trì Đường, bóp mặt nàng, vừa rồi mày không thấy gì hết. Ba mày không giết ai cả. Miệng Trì Đường bị bịt kín, không thể phát ra âm thanh gì, nhưng nàng sợ hãi lại ghét bỏ mà nhìn ba mình, ánh nhìn này một lần nữa chọc giận gã. Gã lại cho nàng một cú trời giáng, ghi đầu nàng vào chân bàn bằng đá kia, vừa ấn vừa nói, mày thì biết cái gì? Đều là tại con điếm đó. Đều là lỗi của nó cắm sừng tao, lại còn muốn tao nuôi đứa con hoang kia nữa. Đó đâu phải con trai tao. Thế mà không phải là con trai tao cơ đấy. Nếu không phải tao đi kiểm tra thử, mẹ kiếp, thì đã bị con tiện nhân đấy lừa rồi. Là nó gạt tao, tao mới giết nó. Mày là con tao. Mày không được nói chuyện này ra có hiểu hay không? Nếu không tao giết luôn cả mày. Cả đàn ông không ngừng lảm nhảm lời vô nghĩa. Cuồng nộ. Sợ hãi. Bế tắc. Hung ác. Bàn tay đang bóp cổ Trì Đường siết lại càng lúc càng chặt. Chương 66. Không có việc gì. Cô Kha, em về với cô, bây giờ về ngay đi. Du Dư đến thành phố khác, trời đang mưa. Vì nơi này gần với thành phố Nam Lâm nên khí hậu không khác biệt nhiều, cảnh vật cũng tương tự, chỉ khác là nơi đây không nhiều cây cối như Nam Lâm, nhà cao tầng càng làm khung cảnh đơn điệu hơn. Trời mưa xuống, hơi đất cũng không giống như ở Nam Lâm. Ở nơi này không quen biết ai, cuộc thi chưa bắt đầu, nàng chỉ có thể ở lại khách sạn. Nàng là người vững tâm nhất khi quyết làm điều gì, dù bên ngoài hành lang các bạn trường khác trò chuyện đi lại ra sao, nàng cũng chỉ ở trong phòng đọc sách. Chỉ là bên ngoài lại đột ngột đổ mưa. Mưa bụi mênh mông, nàng chợt nghĩ về Trì Đường, bèn rút di động ra gửi đi một tin nhắn. Nàng chụp cảnh những tòa nhà cao tầng chìm trong mưa gió mịt mù gửi qua, nhưng bên kia mãi không ai đáp lại. Du Dư nhìn giờ giấc, nghĩ thầm trong lòng, hay là nàng ấy chưa rời giường nữa. Nếu giờ này còn chưa dậy, vậy chắc chắn là hôm nay lại bỏ bữa sáng rồi. Cũng có thể nàng ấy dậy rồi nhưng vùi đầu chơi game. Một khi đã chơi, đôi khi nàng ấy cũng không nhớ mà xem tin nhắn. Hoặc là hôm qua vừa về nhà nên tâm trạng không vui, không muốn trả lời người khác. Thật ra, nàng lo rằng Trì Đường về nhà rồi lại cãi nhau với ba mình. Lần nào Trì Đường về nhà, nàng cũng lo lắng cả. Đặt điện thoại kế bên sách ôn tập, Du Dư vừa giải đề vừa chờ tin nhắn. Rất nhanh trời đã tối rồi, bên kia vẫn không một lời đáp lại. Du Dư lại gửi thêm một tin nữa, cậu ăn tối chưa? Vẫn không ai trả lời. Xem ra đúng là Trì Đường không vui lắm. Phòng khách tối om. Chiếc di động đang ở chế độ im lặng bị vứt một bên đột ngột sáng đèn, báo rằng có tin nhắn mới, nhưng không một ai để ý. Trì Đường bị trói ở chân bàn ăn, sắp ngất tới nơi, đầu đau tới muốn ói ra. Nàng đã bị trói một ngày một đêm, họng vừa đau lại vừa khàn, đầu đau kinh khủng. Nhúc nhích một chút cũng muốn nôn ra,
là vì hôm qua bị ba nàng nện vào chân bàn trong cơn tức tối. So với chuyện ấy, tính ra việc một ngày một đêm không ăn không uống cũng chưa là gì. Trong phòng toàn mùi thuốc lá, làm người ta muốn sặc, trộn lẫn với mùi máu mãi không thể tan đi. Ba nàng Trì Chương cũng đã không ngủ một đêm. Gã một mình thu dọn rất lâu, lau sạch vết máu rồi chỉ ngồi đấy hút thuốc liên tục. Hút thì nhiều, cửa sổ trong nhà lại đóng kín mít, màn cũng không kéo lên. Khói không có đường thoát ra, mịt mù trong phòng thật lâu cũng không tản đi nổi. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp thật! Vốn đâu muốn giết nó, ai biết được vậy thôi mà đã chết rồi. Con điếm đó! Nó đáng chết, mình có làm gì sai đâu. Gã đàn ông lại chửi, như thể chỉ có lâu lâu chửi ra như thế, gã mới có thể giải phóng nỗi sợ hãi hoảng loạn trong lòng. Thi thể kia bị nhét vào tủ lạnh. Không thể nhét hết, thi thể còn lộ ra ngoài một phần nên cửa tủ lạnh cũng không thể khép lại, còn bị hở ra. Khí lạnh tràn ra từ khe cửa ấy, quanh quẩn quấn lấy Trì Đường. Rõ ràng đang là mùa hè nóng bức, nàng lại cảm thấy lạnh đến mức mất đi tất thảy cảm giác. Nàng sẽ chết sao? Trì Đường không nhịn được mà nghĩ như thế. Nghĩ đến mình có thể bị gã đàn ông điên rồ này giết chết, hoặc là bị trói lại đến chết đói ở nơi này, trong lòng Trì Đường ngoài sợ hãi, còn lờ mờ cảm thấy như sắp được giải thoát. Sau đó, nàng lại nhớ đến Du Dư. Còn có nhóm Ngụy Hành Hành, Trương Mông nữa. Trì Chương ngồi đằng đấy, không biết quyết định cái gì, cuối cùng cũng đứng lên. Gã hở góc màn, nhìn ra bên ngoài. Ánh sáng hoàng hôn từ khe hở chui vào trong phòng, dừng lại dưới chân Trì Đường. Ánh hoàng hôn này rất giống ánh sáng hôm nàng quay clip trong phòng học. Nàng lại nhớ đến bài hát ấy thì nghe được tiếng ca. Là tiếng chuông của nàng. Tuy rằng rất xấu hổ vì bạn bè mình đem khoe khắp nơi, nhưng nàng thật sự thích bài hát này. Sau khi phát hiện Du Dư cũng để bài này làm nhạc chuông, nàng như thể cũng bớt đi chút ngượng ngùng, lặng lẽ đặt nó làm nhạc chuông điện thoại. Trì Chương đang chuẩn bị kéo cái túi đen trong tủ lạnh kia ra thì bị tiếng động đột ngột vang lên này hù dọa. Gã giật thót, chửi đổng một tiếng, nhanh chóng tìm thấy di động của Trì Đường trong phòng khách rồi đạp cho vỡ nát. Tiếng ca cuối cùng cũng chấm dứt. Đầu dây bên kia mãi không thấy ai nghe điện thoại, cuối cùng cuộc gọi bị kết thúc đầy dứt khoát, Du Dư không nhịn được mà nghĩ, hay là mình làm phiền người ta quá nhiều. Không chừng là làm Trì Đường không vui nên không muốn nói chuyện. Vậy thì ngày mai thi xong lại gửi tin nhắn vậy. Nàng đặt di động xuống. Di động bị đạp vỡ nát rồi, Trì Chư ngồi thở hổn hển trên ghế sofa lại chợt nghe thấy ai gõ cửa. Cộc cộc cộc, có ai không? Là tiếng một người đàn ông lạ. Tiếng gọi bên ngoài lại vang lên, nhà có ai không? Lại có tiếng phụ nữ nói, sao lạ thế nhỉ, không ai trả lời cả. Lúc này cô Từ và con chắc vẫn ở nhà, vừa rồi còn nghe tiếng gì mà. Lúc này Trì Đường nghe ra rồi. Đây là hàng xóm kế bên nhà mình. Trước đây nàng thường xuyên thấy người ba dắt theo con đi chơi cầu tuột, đi dạo, lái xe. Trì Chương hoảng hốt, vò đầu bứt tóc, vô cùng căng thẳng nhìn ra cửa. Tim Trì Đường đập rất nhanh. Nàng nhìn bóng dáng Trì Chương đang run rẩy, chợt cố sức đẩy cả người va ra phía sau. Bàn cẩm thạch nặng nề di động, một tiếng két bén nhọn vang lên. A, à, đã bảo trong nhà có người mà. Đôi vợ chồng ngoài cửa nghe thấy tiếng động, người vợ bèn nói. Bên trong nhà, Trì Chương giận điên cả người. Cả hùng hổ gào lên, cút đi, đừng có đứng trước cửa nhà tao làm trò. Bên ngoài im bặt. Đôi vợ chồng kia chắc cũng nghe ra thái độ hung hãn của chủ nhà, không nói gì nữa, vội vàng đi xa, còn nghe thấy tiếng oán giận mơ hồ vọng lại. Thấy họ rời đi, Trì Chương chợt quay đầu. Sắc mặt gã tăm tối đầy hung ác, gã nhìn chòng chọc vào Trì Đường, mày có ý gì, mày tính làm gì? Mày muốn hại tao phải không? Ở Gia Sơn, trời mưa rất lớn. Rõ ràng mới có 9 giờ sáng, trời lại u ám vô cùng. Lúc Du Dư bung dù từ khách sạn leo lên xe, người cũng bị ướt một chút, giày đang mang cũng bị nước mưa làm cho ướt sũng trong chớp mắt. Du Dư ngồi trên xe chờ di chuyển đến trường thi, cô Kha mới tới cửa khách sạn. Hình như là điện thoại đột ngột vang lên, cô dừng lại ở bậc thang nghe điện thoại. Mưa to tầm tã, âm thanh bị át đi rất nhiều. Du Dư nhìn xuyên qua màn mưa, thấy gương mặt cô Kha lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy không nghe rõ, nhưng Du Dư lại cảm thấy hình như mình nghe được tên Trì Đường. Du Dư đang ngồi trên xe lại bung dù chạy ngược về khách sạn. Nàng còn chưa kịp hỏi cô Kha có chuyện gì vậy, cô Kha đã tắt điện thoại, mặt nghiêm túc mà nói với nàng, cô cần phải ngồi xe về Nam Lâm. Du Dư, em đi thi một mình được không? Du Dư lập tức lo lắng, không phải rối lòng vì chuyện thi cử mà là vì cái tên mình nghe được loáng thoáng kia. Nàng lại nghĩ tới cảnh không một tin nhắn trả lời, không một cú điện thoại nào được tiếp, trong lòng đầy dự cảm không lành. Nàng bật hỏi, cô Kha, Trì Đường có chuyện gì phải không?
Cô Kha kinh ngạc, rồi lại cười khổ, đầy bất đắc dĩ mà bóp tráng, biết chuyện này không thể lừa gạt cho qua được. Du Dư và Trì Đường thân thiết như thế, nghe tin xong chắc hẳn cũng không thể tập trung thi cử gì nữa. Là Trì Đường. Nhà em ấy có chút chuyện, khá phức tạp, bây giờ em ấy đang ở bệnh viện. Du Dư, cô hy vọng em có thể an tâm ở đây thi cử, những chuyện khác cô sẽ xử lý. Du Dư, cô Kha, em về với cô, bây giờ về ngay đi. Cuối cùng vẫn là bỏ thi, cô Kha cảm thấy rất tiếc nuối. Rốt cuộc thì Du Dư đã chuẩn bị nghiêm túc lâu như thế, chỉ còn một bước nữa thì lại từ bỏ, thật sự đáng tiếc. Nhưng hình như chính Du Dư lại không thấy thế. Mặt nàng đầy lo lắng, vô cùng nóng vội, không còn tâm trạng thi cử gì nữa. Trở lại Nam Lâm, cô Kha không kịp về nhà, cùng Du Dư đi thẳng tới bệnh viện. Cô là một người giáo viên có trách nhiệm. Tuy chuyện gia đình này không liên hệ quá nhiều tới cô, nhưng cảnh sát gọi cho cô và nói về học sinh của cô không hỏi nhiều mà chạy thẳng đến đây. So sánh với cô, mẹ đẻ Trì Đường, người đàn bà họ Đường kia, gọi điện cả một đêm cũng không ai tiếp. Trong phòng bệnh, ngoại trừ một nữ cảnh sát thì không còn ai khác. Bệnh nhân yên lặng nằm trên giường, trán được băng lại, gương mặt sưng lên, tay truyền dịch cũng toàn là vết thương, hơi rợn người. Du Dư vào phòng bệnh, theo bản năng mà nín thở. Nàng đi đến bên mép giường, cô Kha cùng vị cảnh sát kia cùng nhau ra ngoài cửa nói chuyện. Du Dư vừa nhìn Trì Đường nằm trên giường bệnh vừa nghe ngóng câu chuyện bên ngoài. Ba con bé giết người. Hàng xóm báo cảnh sát, vừa lúc ngăn, ra tay. Bây giờ bị bắt lại rồi. Con bé không ai lo, gọi cho mẹ không được. Du Dư gỡ mắt kiến xuống, quẹt quẹt mắt một chút rồi ngồi lại bên mép giường, cẩn thận đặt tay lên cổ tay gầy yếu của Trì Đường. Mạch của nàng nảy lên từng nhịp chậm rãi, Du Dư ấp lấy bằng cả hai tay. Con bé chưa tỉnh thì lại tốt. Lúc nó tỉnh lại rồi sẽ choáng váng lắm do bị chấn động não, đau đầu gây ói mửa. Bác sĩ cũng đến. Cô Kha bận tối tăm mặt mũi, Du Dư cũng nghe, những gì cần chú ý đều ghi nhớ trong lòng. Tối hôm ấy Trì Đường rốt cuộc cũng tỉnh, nhìn thấy Du Dư đang ngồi bên cạnh còn hơi hoảng hốt. Mới 2-3 ngày không gặp, thế mà lại cảm thấy như đã rất rất lâu. Khỏe. Những ký ức tồi tệ cùng với cảm giác không khỏe ập đến cùng một lúc. Chỉ cử động một chút thôi mà Trì Đường cũng đã thấy muốn nôn ra rồi. Nhưng vì đã lâu không ăn gì, nàng chỉ ói ra chút dịch chua. Khó chịu thì đừng nói nữa, nằm đi đừng nhúc nhích, mình đi tìm bác sĩ, không sao đâu. Du Dư lau cho nàng, giúp nàng chỉnh trang một chút, vội vàng chạy đi ngay. Chương 67. Phòng bệnh. Mình đã sợ hắn. Trì Đường lại ngủ. Du Dư cảm thấy thật ra nàng ấy vẫn chưa tỉnh hẳn, còn đang lơ mơ mất định hướng, một câu cũng chưa nói. Nhà Trì Đường xảy ra việc gì, cô Kha nghe cảnh sát kể lại xong, Du Dư cũng nhờ đó mà biết. Ba Trì Đường kích động rồi giết người, nạn nhân là người tình của mình và cả đứa bé mới sinh. Chắc hẳn là lúc Trì Đường về đến nhà thấy cảnh ấy mới bị ba mình khống chế. May mắn là ban đầu hắn còn chưa muốn sát hại em ấy, sau đó khi muốn ra tay thì bị hàng xóm phát hiện ngay, may mắn là chỉ bị dọa một chút chứ chưa xảy ra chuyện gì. Đứa nhỏ này, thật là khó cho con bé. Hy vọng em ấy có thể ổn định được về mặt tâm lý. Du Dư ngồi đối diện với giường bệnh của Trì Đường, mãi không ngủ được. Đêm đã khuya, bệnh viện ban đêm cũng không yên tĩnh lắm, có tiếng bước chân và trò chuyện vẳng lại từ hành lang. Một chiếc đèn ở chân giường tỏa ra ánh sáng mông lung yếu ớt, rọi vào khung cảnh lạnh lẽo xung quanh. Nàng xin cô Kha ở lại đây chăm sóc Trì Đường, nên trong phòng cũng chỉ có hai đứa. Ban ngày nghe cô Kha nói chuyện với vị cảnh sát kia xong, lúc này Du Dư hơi trằn trọc. Trì Đường vẫn đang say giấc. Nàng ấy vẫn luôn ngủ, ngủ rất yên, tóc đen xõa ra trên gối, mặt tái nhợt không một chút máu. Chỉ thấy vết bầm tím và băng gạc che phủ. Lúc ấy Trì Đường đã gặp phải chuyện gì? Nghe nói trong hai ngày liên tục, nàng ấy phải ở cùng ba mình và hai người chết, nàng ấy sợ hãi đến mức nào chứ? Du Dư chỉ cần nghĩ một chút thôi đã không rét mà run. Giết người. Đa số mọi người chỉ biết đến loại chuyện này qua báo đài tin tức, chưa một ai nghĩ rằng nó sẽ diễn ra bên cạnh mình. Thế nhưng sự việc ngoài ý muốn này đã thực sự xảy ra trước mắt Trì Đường. Tuy đang trong kỳ nghỉ, nhưng nhóm Ngụy Hành Hành cũng đã nghe tin nên chạy đến bệnh viện thăm. Tiếc là thời gian Trì Đường tỉnh táo cũng không nhiều, đa phần chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Hơn nữa khi bị nhiều người vây quanh nói chuyện, nàng ấy sẽ cảm thấy thật sự khó chịu. Nhóm Ngụy Hành Hành ở xa, tới xong rồi lại đi, sau đấy chỉ liên hệ với Du Dư qua di động, hỏi thăm tình trạng của Trì Đường. Cả Trương Mông và dì Nịnh cũng không ngại đường xa mà đến thăm, dì Nịnh còn có bình giữ ấm, mang chút cháo đến cho hai nàng. Một hai ngày sau, tình trạng của Trì Đường dần chuyển biến tốt đẹp, thời gian tỉnh táo cũng nhiều lên.
Ban đầu nàng chỉ thấy Du Dư thì mới gọi tên nàng ấy, sau đó lâu lâu nghe bác sĩ và cô Kha hỏi thăm cũng trả lời ngắn gọn, không chủ động nói chuyện gì cả. Trừ việc có vẻ trầm lặng hơn trước, về phương diện tâm lý có vẻ nàng không có vấn đề gì quá lớn. Chắc hẳn là việc này quá khó chấp nhận với cậu ấy nên mới không muốn nói chuyện. Còn bị chấn động não nữa, đầu sẽ choáng váng lắm. Đọc tin nhắn của Trương Mông, Du Dư vẫn không thể an tâm. Nàng cứ có cảm giác hiện tại Trì Đường rất khó chịu, nhưng lại không biết làm gì để nàng ấy dễ chịu một chút. Là đây à? Một người phụ nữ mang giày cao gót bỗng đứng trước cửa nhìn xung quanh. Bà ta thấy Trì Đường nằm trên giường, lộc cộc đi đến, sự yên lặng của căn phòng lập tức bị tiếng giày cao gót phá tan. Người phụ nữ này rất đẹp, cũng rất chải chuốt. Bà ta đứng lại gần giường bệnh nói với Trì Đường, mẹ xin nghỉ phép mấy ngày, tắt điện thoại không biết tin, nên bây giờ mới tới, con không sao chứ? Đấy là mẹ của Trì Đường. Trì Đường rất ít khi nói về việc trong nhà, cũng không nhắc tới mẹ mình bao giờ. Du Dư từng gặp ba Trì Đường một lần, không chút thiện cảm, bây giờ gặp mẹ của nàng ấy cũng không biết quan hệ giữa hai người thế nào. Nàng đứng lên rót nước, nghe thấy mẹ Trì Đường oán thán, quá đáng sợ. Mẹ mới nghe đã sợ rồi, cái tên Trì Chương kia thật là xấu xa, mẹ đã biết trước sẽ có ngày hắn giết người mà. Quý bà Đường Duyệt này gần trưa mới đến. Con gái bị thương nằm viện, là mẹ hẳn là nên ở lại chăm sóc nhưng bà ta không có ý định này, chỉ nhìn Trì Đường một chút rồi lại rủa xả ba nàng, cuối cùng nói gọn lõn, mẹ bận lắm, không chăm con được đâu, mẹ kiếm một gì chăm nuôi cho con rồi đấy. Tùy bà. Từ lúc bà ta tiến vào đến nay, Trì Đường cũng chỉ đáp lại bằng hai chữ này. Sau đó hai mẹ con này hình như không còn gì để nói với nhau nữa. Đường Duyệt không thể mới đến đã đi, người được thuê còn chưa thấy mặt mũi nên cũng chưa thể đi được. Bà ta bèn tìm một chỗ ngồi xuống. Du Dư đặt ly nước bên cạnh, lúc này bà ta mới phát hiện ra, vẻ mặt kỳ quái hỏi, ai đây? Du Dư, cháu là bạn học của Trì Đường. Đường Duyệt, à, con tới thăm bạn à, con ngồi đi, con cứ nói chuyện thoải mái với Trì Đường. Nói xong bà ta gục đầu coi điện thoại. Trì Đường dường như đã quen với người mẹ thế này, không thèm nhìn bà ta thêm một phút nào nữa. Du Dư ngồi lại chỗ cũ. Thật ra hai hôm nay nàng cũng rất ít khi nói chuyện với Trì Đường, do Trì Đường hình như không muốn nói chuyện lắm. Giữa trưa, Du Dư chuẩn bị đến căng tin bệnh viện mua cháo cho Trì Đường thì Đường Duyệt lại rất nhiệt tình xua tay, cô gọi đồ ăn mang đến là được rồi. Đây là mẹ của Trì Đường nên việc chăm sóc cho Trì Đường còn danh chính ngôn thuận hơn nàng. Du Dư yên lặng đặt hộp xuống chờ đợi Đường Duyệt gọi đồ ăn. Thức ăn rất nhanh đã được giao đến. Đường Duyệt là người thích hưởng thụ, gọi đồ phải có chay có mặn, một hộp đồ ăn rất lớn được giao, mở ra thấy mùi bay khắp phòng. Bệnh thì ăn đồ nhiều dinh dưỡng một chút, canh thịt này phải uống. Đường Duyệt nói chưa dứt câu, Trì Đường vốn vẫn nằm yên trên giường bỗng dãy dụa ngồi dậy, vịn vào thành giường ói ra. Lúc bệnh nhân nôn mửa, có thế nào cũng không đẹp được. Theo bản năng Đường Duyệt nhíu nhíu mày, hơi chùng tay thả đồ ăn xuống, cảm thấy không còn thèm ăn gì nữa. Du Dư phản ứng nhanh, cầm thùng rác xông thẳng đến còn lấy thêm nước để nàng súc miệng. Hai ngày nay nàng chăm cho Trì Đường cũng chưa thấy cảnh tượng như thế này. Nàng ấy tựa vào thành giường, không ói ra được gì mà chỉ nôn khan không ngừng, nôn hết cả ruột gan, nhìn vô cùng chật vật. Du Dư thấy nàng sắp ngã xuống giường rồi bèn vội vàng ôm lấy, để phân nửa thân trên của nàng dựa vào người mình, không để nàng ấy kiệt sức mà ngã khỏi giường. Đường Duyệt hãy còn đứng đấy, làm sao thế, tự nhiên ói như vậy, không thấy thoải mái thì gọi bác sĩ chứ. Du Dư trong cơn rối ren ngẩng đầu lên nhìn bà ta một cái, chắc là không chịu nổi mùi thịt. Dì ơi dì cất cái đó đi đi. Hai hôm nay nàng chỉ cho Trì Đường ăn cháo rắn chính là vì sợ nàng ấy không chịu nổi mùi dầu mỡ. Kết quả phản ứng của nàng ấy còn tệ hơn những gì mình nghĩ nhiều. Thịt kho tàu đặt trên bàn, nước thịt kho đậm màu như máu bao lấy miếng thịt. Đường Duyệt thu dọn qua loa, xách túi ra ngoài. Du Dư cảm thấy Trì Đường không nôn nữa bèn mau chóng dùng khăn lông lau mặt, lau miệng cho nàng. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra có gì không ổn. Trì Đường nằm bên mép giường, dựa vào nàng, cả người run lẩy bẩy. Ban đầu chỉ là tiếng nức nở vụn vặt, sau đó tiếng khóc càng ngày càng lớn, như áp lực cuối cùng cũng đã vỡ đê, Trì Đường đột ngột khóc lớn. Không biết nàng khóc vì cái gì? Có thể là vì sợ hãi những gì phải trải qua trước đấy, hay là vì bóng ma tâm lý ba nàng mang đến kia hoặc vì người mẹ không chút thân cận này, cũng có thể là vì thân thể không cảm thấy thoải mái. Nhưng mà, tất cả những điều này, đều làm người ta khổ sở quá đi thôi. Du Dư ngồi ở mép giường ôm Trì Đường. Thân thể mảnh khảnh của người con gái ấy vì thống khổ mà run rẩy. Đôi mắt nàng cũng thấy đau xót, thiếu chút nữa là cùng khóc với nàng ấy rồi. Nàng biết Trì Đường không thể chấp nhận chuyện này,
khó chịu đến vậy cũng không biết phải làm sao để trút ra. Trì Đường thật sự kiêu ngạo. Muốn thấy nàng ấy khóc khó biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ thì sao? Trì Đường túm chặt quần áo của nàng, kích động vô cùng vừa khóc lóc vừa siết chặt chính tay mình. Du Dư chụp lấy tay của nàng ấy, giấu trong lồng ngực mình, tay còn lại không ngừng xoa lưng vỗ về an ủi. Rồi rồi. Không có việc gì, rồi. Cơn hỗn loạn này vừa dứt, Đường Duyệt đứng ở cửa nói phải đi, mất tâm trong chớp mắt. Người được bà ta thuê chăm sóc là một người phụ nữ trung niên thì vẫn còn đứng đấy. Thật ra chăm Trì Đường cũng không khó gì, lâu lâu lau mặt, múc cơm đút cháo đều một tay Du Dư lo. Bà ta chỉ việc lười biếng trong sung sướng, lâu lâu quét rác, những lúc khác chẳng thấy đâu. Trì Đường đã khóc một lần, sau đó có vẻ đỡ hơn một chút, nói nhiều hơn trước. Nàng chủ động nói với Du Dư, cậu về đi. Du Dư không đồng ý, hỏi lại nàng, mình về đâu? Trì Đường trầm mặt, môi hơi giật giật, đôi mắt chợt đỏ bừng, cậu ở đây chỉ tổ mất thời gian của cậu. Du Dư, cậu không thoải mái, mình ở lại chăm sóc cậu. Khi khó chịu mà lại ở chung với người lạ, Trì Đường là người thà chịu đựng chứ nhất định không chịu nói ra. Du Dư không yên tâm. Nàng đã từng chăm người bệnh, lúc nàng còn nhỏ đã chăm người mẹ ốm liệt giường của mình. Bệnh nhân lúc nào cũng rất khổ, đau khổ về tinh thần còn nhiều hơn khó chịu thân thể. Trì Đường không đẩy nàng đi nữa, chỉ sa thải người kia thôi. Mẹ nàng cũng chẳng quan tâm, dù sao cũng đã tới nhìn một lần, hoàn thành nghĩa vụ rồi. Đa số thời gian chỉ có hai nàng trong phòng bệnh. Cậu muốn nghe nhạc không? Du Dư chủ động hỏi nàng. Trì Đường. Nghe nhức đầu lắm. Dù là tiết tấu nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, mở loa ngoài hay là qua tai nghe, nàng đều thấy choáng váng. Đấy là di chứng của chấn động não. Lúc thuốc hết tác dụng, thậm chí nàng còn bị mất ngủ. Trận khóc lớn lần ấy hình như làm cảm giác của nàng khôi phục lại, nhưng đi kèm theo là đủ loại cảm xúc. Quá nhiều thứ trong đầu, chỉ cần nằm xuống là như sa vào vũng bùn, ác mộng không lối thoát. Nàng giật mình tỉnh giấc từ giấc mộng ngắn ngủi. Trong mơ nàng không bị ba mình giết chết, bản thân lại là người cầm dao giết ba mình. Nhưng người chết rồi thế mà lại quay về, bất kể nàng đi đâu cũng quấn lấy bám theo. Du Dư đã dậy ngay khi nàng tỉnh. Nàng nằm bên cạnh, ngủ không sâu nên nghe tiếng là tỉnh ngay. Thấy Trì Đường ngồi dậy, ôm mặt mà thở, nàng quỳ gối trên giường, ôm lấy Trì Đường như trước đấy. Ác mộng sao? Trì Đường không trả lời. Sau một lúc nàng ngẩng đầu, lại nằm xuống. Du Dư không đi đâu, vẫn cứ ngồi bên cạnh. Trì Đường nhìn bức tường trắng đối diện, nói, ông ấy nhất định sẽ bị bắn chết. Nàng ấy đang nói về ba mình. Mình hận ông ta. Vừa lên cấp 2 đã hận không thể làm ông ta chết đi. Lúc ấy nàng nghĩ, ba nàng không chết, vậy thì nàng chết. Rất kỳ lạ, một đứa bé 13, 14 tuổi vừa lên cấp 2, bạn bè đồng trang lứa đều vui vẻ sung sướng mà sống, chỉ có nàng là có ý nghĩ như vậy trong đầu. Mình đã sợ ông ta. Tại một nơi xa xôi trong ký ức, khi nàng vẫn chỉ là một đứa bé nho nhỏ, nàng đã từng ngồi trong lòng của ba mình. Khi đó nàng ngẩng đầu còn không quá cái bàn, vươn hai tay mới có thể sờ đến cạnh bàn, ngồi trong lòng ba mình, chiếm một phần cái ghế. Ba nàng đang đánh bài, tay quơ tới quơ lui trên mặt bàn, nàng chỉ ngửa đầu nhìn. Trong miệng người đàn ông còn ngậm một điếu thuốc lá, tàn thuốc không cẩn thận rơi lên đầu nàng, gã chỉ dùng tay phẩy phẩy lau đi. Nhớ nhiều nhất là những hồi ức không tốt. Mày trừng tao. Mày lại trừng tao à? Sau câu này sẽ là một cái bạt tai. Là vô số cái tát và cú đấm. Cuối cùng là dao. Hôm ấy ông ta đi về phía mình đã rất sợ. Du Dư nâng tay, bàn tay ấm áp che đi đôi mắt nàng. Nàng chậm rãi nằm xuống, dựa vào sau lưng Trì Đường. Nàng thật sự mong, cả đời này của Trì Đường không bao giờ có lúc phải khóc thút thít như vậy. Chương 68. Tháng 7. Du Dư chỉ mỉm cười, hơi hơi vui vẻ. Mùa hè nóng bức. Dù trong phòng có máy lạnh nhưng cứ nằm một chỗ cũng sẽ thấy khó chịu, lại khó tránh được cảnh đổ mồ hôi. Trì Đường nằm mấy ngày rồi, thật sự chịu không nổi nữa, muốn lau người một chút. Tình trạng nhúc nhích một chút cũng buồn nôn nay đã đỡ hơn nhiều nhưng nàng vẫn còn choáng váng, không thể tự lau mình. Người chăm sóc đã bị sa thải, nàng muốn lau người chỉ có thể nhờ vào Du Dư. Đều là con gái, lại thân nhau như vậy, nhờ bạn lau mình một chút những tưởng không có vấn đề gì, chưa kể mấy ngày nay đều là Du Dư giúp nàng lau mặt, nhưng mà lúc thật sự cởi áo ra chờ Du Dư lau lưng giúp, không hiểu sao Trì Đường lại thấy hơi ngượng ngùng. Chắc là vì trên người có vết thương, nàng nghĩ thế. Khi đó tuy ba nàng chưa kịp dùng dao, nhưng ông ta đã đánh vào đầu nàng rồi. Mặt bầm, đương nhiên trên người cũng có, là do bị đạp cả vào bụng vào chân.
Du Dư lần đầu tiên nhìn thấy tất cả những vết thương ấy. Một chút xấu hổ ban đầu đã hoàn toàn biến mất, nàng còn không dám lau quá mạnh. Cửa đã đóng lại, màn cũng đã kéo, bên ngoài còn loáng thoáng tiếng người. Trì Đường ôm đầu gối ngồi trên giường, Du Dư xắn tay áo lên lau lưng cho nàng. Lưng nàng có một vết bầm rất lớn, trên nền da trắng nõn trông rất đáng sợ. Nàng cẩn thận dùng khăn ướt lau nhẹ nhàng. Trên lưng cũng là bị ông ấy đánh sao? Trì Đường rầu rĩ trả lời, không phải, là mình tự làm. Lúc ấy để gây tiếng động, nàng tự đẩy người vào bàn đá cẩm thạch sau lưng. Nghe Trì Đường giải thích, Du Dư lại hỏi, vậy lưng cậu như thế, buổi tối có đau không? Có phải vì đau nên mới không ngủ được đúng không? Trì Đường, hơi hơi thôi à, không phải rất đau. Du Dư nghiêm túc đề nghị, hay cậu thử nằm sấp ngủ xem. Trì Đường cạn lời quay sang nhìn nàng một cái, nàng cũng không thèm ôm gối che chắn gì nữa, quay hẳn sang một bên để lộ bụng ra. Du Dư cau mày, sao cả chỗ này cũng bị thương. Trì Đường cầm lấy khăn, rồi rồi, phía trước để mình tự lau. Du Dư không bỏ qua, cậu lộn xộn lại đau đầu cho coi. Trì Đường, cậu không thấy xấu hổ hả? Du Dư, đều là con gái cả. Trì Đường, thế làm gì mà mặt cậu hồng thế kia? Làm nàng cũng không nhịn được mà đỏ mặt. Du Dư, cậu quay qua đi, mình lau tay cho cậu thôi. Trì Đường quay đầu, lại thấy choáng váng ngay, nhịn không được mà đỡ trán, ôm đầu nằm xuống gối. Nàng nghĩ thầm, nếu đằng nào cũng xấu hổ rồi vậy thôi không cần ép buộc bản thân làm gì. Thật ra để từ từ, mình tự lau một lần cũng được. Ngẫm lại thật là kỳ quái, lúc trước các nàng còn cùng nhau tắm suối nước nóng, nhưng bây giờ chỉ có hai người ngồi đây lau mình, không hiểu sao lại thấy luống cuống. Cuối cùng vẫn là Trì Đường tự lau một vài chỗ còn lại. Du Dư đi thay nước, nhìn vào gương trong phòng vệ sinh rồi tự cốc đầu ảo não, tự chất vấn trong lòng, đỏ mặt cái gì hả tôi ơi? Gõ tới mức kính cũng bị lệch, nàng nâng tay sửa lại một chút. Lau mình xong đúng là thoải mái một chút, Trì Đường cũng thấy đỡ hơn. Du Dư mở cửa phòng, kéo màn ra, ngồi xuống bên cạnh nàng, hai người nhìn nhau trong chốc lát. Trì Đường mở miệng phá vỡ bầu không khí gượng gạo không hiểu ra sao này, mấy ngày nay mình không thấy cậu làm bài. Du Dư thoáng kinh ngạc, cậu muốn nhìn mình làm bài hả? Tư duy kiểu gì thế này, Trì Đường cạn lời. Nàng mong bạn cùng bàn đừng có chăm chú vào mình thêm nữa, nàng đã khỏe hơn rồi, không cần chăm chút sát sao như thế. Trì Đường, mình là sợ cậu không học mấy ngày bị tụt hậu. Thế mà Du Dư còn nghiêm túc giải thích, thế này nè, để nắm được kiến thức khá là mất công, nhưng không học vài ngày cũng không thể làm thành tích giảm sút được đâu. Trì Đường, cảm giác không phải nàng bị chấn động não, người bị là Du Dư mới đúng, sao còn chậm tiêu hơn trước thế này. Nàng kéo chăn trùm qua đầu, không muốn nói gì thêm, Du Dư muốn nhìn cứ việc nhìn đi. Kết quả mới đắp lên một lớp chăn mỏng đã nghe thấy tiếng cười của Du Dư. Nàng nhanh chóng dở chăn ra, nhìn Du Dư, nãy giờ cậu chọc mình đó hả? Du Dư chỉ mỉm cười, hơi hơi vui vẻ. Nàng cảm thấy hình như Trì Đường đang từ từ hồi phục rồi, sẽ đùa giỡn với nàng, điều này làm nàng rất vui. Thật ra giữa khuya, lâu lâu Trì Đường vẫn sẽ giật mình thức giấc, hoặc sẽ mất ngủ luôn. Du Dư ngủ khá ít, chỉ nằm tâm sự với nàng. Đề tài nói chuyện không đâu vào đâu, y như khi còn trong phòng ký túc xá vậy. Bây giờ Trì Đường xem di động vẫn còn bị ván đầu, nên Du Dư phụ trách đọc tin nhắn an ủi cũng như những lời hỏi thăm động viên trong group chat cho nàng nghe. Có một số câu chữ nhắn qua di động thì không có vấn đề gì, nhưng khi Du Dư đọc lên, nói rằng Trì Đường mình không thể không có cậu, cậu mau khỏe lên, nhất định phải mau khỏe lên, yêu cậu cục cưng ơi, thật sự là làm người khác ngượng kinh khủng. Trì Đường căng tai nghe, nghe Du Dư tự động chuyển sang giọng đọc văn diễn cảm để đọc tin nhắn thành tiếng. Rốt cuộc nàng nhịn không được, cầm di động đánh vài chữ đã đau đầu, mới được một nửa bèn chuyển sang tin nhắn thoại, nhắm mắt lại mà nói, không cần phải gửi mấy lời buồn nôn này tới nữa, mấy cậu tém tém lại một chút hộ mình. Nhưng mà, cái sinh vật gọi là bạn bè này chính là loại sinh vật gợi đòn như thế. Vừa nghe Trì Đường nói xong, những ai trong group quan tâm đến nàng lập tức như bị tiêm thuốc kích thích. Họ gửi tới tấp những câu buồn nôn gấp bội, hiển nhiên là tìm trên mạng. Trì Đường cảm thấy nhìn thôi cũng đủ đau mắt. Rồi rồi, bạn bè quan tâm mình đã nhận được rồi, không cần phải đọc tin nhắn của họ nữa đâu, thật sự đó, thà đọc bài học còn hơn. Trì Đường nói. Du Dư đồng tình, đọc bài học còn hơn. Nàng ấy không phải cầm sách đọc, mà là thuộc lòng đọc ra. Đầu tiên là đọc bài Tỳ Bà Hành. Trì Đường, bài đấy mình cũng đọc được. Du Dư, à, đúng, nhưng cậu cũng chỉ đọc được mỗi bài này. Trì Đường. Người này ăn nói kiểu gì đấy? Du Dư lại cười thành tiếng, mình phát hiện ra nha, nếu để bình thường thì cậu học bài không vô,
nhưng nếu xem bài học thành lời bài hát, cậu lại học rất nhanh. Chi bằng cậu xem bài học thành lời bài hát cả đi. Trì Đường, hả? Tuy rằng mặt nàng chỉ thấy thờ ơ, học bá này đang nói nhảm nhí gì vậy, nhưng dù không nhận ra, nàng đang ướm thử bài học vào ca khúc yêu thích của mình rồi, hơn nữa còn ngâm nga thử trong đầu. Du Dư nhìn mặt nàng không cảm xúc còn tưởng rằng người ta không thích ý kiến này, thế mà lúc đi mua cơm về, nàng đứng ngoài cửa lại nghe thấy tiếng đọc bài ngâm nga của Trì Đường. Nàng đứng ngoài cửa che miệng. Không được cười, không được cười. Ít ra là cũng không được cười thành tiếng. Nàng nhẹ nhàng lui ra sau vài bước, mới cố ý dậm chân thật mạnh, y như rằng âm thanh trong phòng im bặt. Là cái con bé trong phòng kia à, trước đấy không phải cảnh sát còn ra ra vào vào sao? Nghe nói là ba nó giết người, giết một người phụ nữ còn giết cả trẻ em. Điên hay gì? Đúng thế, lúc họ đón con bé đấy tôi cũng thấy. Nó còn bảo đã tận mắt thấy hiện trường vụ án mạng. Qua, vậy chắc sẽ bị bóng ma tâm lý đúng không? Trì Đường đứng trên hàng lang nghe được những lời bàn tán đấy, trong một khoảnh khắc nàng không biết có nên bước lên phía trước nữa hay không. Du Dư đang đứng sau lưng bèn nhẹ nhàng đẩy nàng một cái. Trì Đường tiến lên, tay được Du Dư nắm chặt. Du Dư đỡ nàng, lặng lẽ bước qua những điều dưỡng kia. Ra ngoài không được bao lâu, lại nghe thấy tiếng rên xấu hổ buồn bã của những điều dưỡng vang lên, trời ạ, chết rồi, bị con bé nghe được. Xấu hổ quá đi mất. Du Dư kéo tay Trì Đường, đỡ nàng đi về phía trước, hai người bước vào thang máy. Trong thang máy chỉ có hai người, một người mặc áo bệnh nhân sọc xanh, một người mặc áo thun bình thường. Hình bóng của hai người phản chiếu trên vách thang máy bóng loáng. Đây là lần đầu tiên Trì Đường đứng lên rời khỏi phòng bệnh. Do đã khỏe hơn rất nhiều, Du Dư lại thấy nàng nằm lâu khó chịu mới đỡ nàng xuống lầu đi dạo một chút. Tay Trì Đường lúc nào cũng lạnh, mùa hè vẫn thế. Du Dư nắm tay nàng không buông, hai người cứ thế đi chậm rì. Bên dưới khu bệnh nhân nội trú có một vườn hoa nhỏ, có vài bệnh nhân cũng đang dạo tới dạo lui, bên người đều có người thân hay điều dưỡng. Những người trẻ tuổi như Trì Đường hay Du Dư hiếm khi xuất hiện. Dưới những tầng lầu là một khóm hoa hồng, hoa đang nở. Trì Đường đi một chút thấy mệt rồi bèn ngồi xuống bồn hoa, Du Dư ngồi bên cạnh nàng, lúc này mới buông tay ra. Du Dư, cậu choáng hả? Trì Đường, cũng còn ổn. Du Dư đứng dậy đi lấy nước, quay về lại không thấy Trì Đường đâu. Vườn hoa này khá nhỏ, Trì Đường đi đâu được chứ? Nàng đứng đấy nhìn quanh quất khắp nơi. Một bà lão đứng đối diện nàng thấy thế cười phá lên, nhìn nàng rồi chỉ ra sau bụi hoa. Lúc này Du Dư mới thấy một góc áo lộ ra từ nơi đó. Nàng cúi người, vạch những đóa hoa hồng ra một bên, nhìn thấy Trì Đường đang ngồi đối diện. Cậu trốn ở đây làm gì đó? Không có trốn, tại trời nắng quá. Bên kia chỉ có một khoảng trống nhỏ, bị vách tường và bụi hoa che chắn tạo ra một khoảng không gian xem như là kín đáo. Du Dư cũng chui vào ngồi, thấy Trì Đường đang cầm một đóa hoa. Nàng ấy vờ như không có việc gì, thả hoa về lại bụi. Du Dư làm bộ như không thấy, đưa nước cho nàng, uống nước này. Chỗ này là một nơi khá tốt. Không khí có hương hoa, không giống mùi hương đặc trưng của bệnh viện, ngẩng đầu lại có thể thấy bầu trời tháng 7. Cảnh vật sáng sủa hiếm thấy, rất ít khi bắt gặp được bầu trời xanh thẳm như vậy ở chốn thị thành. Hai người ngồi đó thật lâu, tận cho đến khi cô Kha đến thăm như thường lệ, không thấy cả hai bèn gọi điện thoại tìm. Cô Kha mang theo trái cây đến thăm, còn mang cả bài tập cho Du Dư. Trì Đường bị thương, cần được nghỉ ngơi thật nhiều, cô đặt cách cho em không làm bài tập hè, chịu không? Nghe cô Kha nói thế xong, dù Trì Đường có buồn bực đến mức nào cũng thấy vui sướng theo bản năng của học sinh. Cô Kha vừa đi, nàng đã rút di động ra, nhắn tin nhắn thoại vào group, cô Kha nói là mình không cần làm bài tập hè này. Du Dư, không cần làm bài tập hè thôi mà vui như vậy luôn. Chị điều dưỡng buôn chuyện trước đó bị các nàng nghe thấy đến kiểm tra phòng. Một nụ cười ngượng ngùng lộ ra trên gương mặt tròn tròn, chị đặt lên chiếc bàn nhỏ của hai nàng sữa chua, bánh sô-cô-la và hai quả táo. Chương 69. Đứng ven đường. Có biết hát không? Hát một bài đi. Một nửa kỳ nghỉ hè đã trôi qua, Trì Đường cũng cứ thế mà xuất viện. Vì nhà nàng là hiện trường án mạng, đến tận bây giờ vẫn đang bị niêm phong nên tạm thời không thể quay lại. Tất cả mọi người đều nghĩ hẳn là nàng cũng không muốn trở về nơi đó nên trước khi xuất viện, cô Kha đến thăm đã trao đổi với hai người xem nàng và Du Dư có muốn về nhà cô ở một thời gian không. Không chỉ có cô Kha, dì Nịnh cũng đến, nói với nàng, con tới nhà dì ở đi. Không phải hồi Tết con thấy cũng được sao, nghỉ hè càng vui, nhiều người đến du lịch lắm. Trì Đường không trả lời, chỉ nói còn đang suy nghĩ, khi nào xuất viện rồi tính tiếp. Trừ những ngày đầu di chứng còn nặng, sau đó Trì Đường từ từ hồi phục, đến cả Du Dư cũng cảm thấy nàng đã ổn rồi,
đã thoát khỏi cơn ác mộng kia. Thế mà ngay đêm trước khi xuất viện, Trì Đường lại một mình bỏ đi. Tự nàng làm giấy tờ xuất viện, gửi tin nhắn cho bạn bè và cô giáo, nói mình đi nhà mẹ ở, mình ở nhà mẹ, qua đó một thời gian, khi nào khai giảng lại về. Du Dư chỉ ghé nhà cô Kha một chuyến để lấy đồ, không ngờ khi mình quay lại đã không thấy Trì Đường đâu nữa. Thật ra nàng không tin Trì Đường sẽ tìm về mẹ đẻ của mình. Hai người ấy đối với nhau ra sao nàng đã tận mắt chứng kiến. Bầu không khí xa cách thế kia, làm sao mà Trì Đường lại đột nhiên tìm đến mẹ mình cơ chứ? Nhưng cô Kha lại hiểu, dù gì cũng là mẹ con. Bây giờ ba em ấy trong tù, em ấy lại chưa đủ tuổi thành niên, nên chắc chắn là ở với mẹ vẫn sẽ tốt hơn. Trì Đường không trả lời tin nhắn, Du Dư lại không biết cách liên lạc với Đường Duyệt, cuối cùng do nàng quá cương quyết nên cô Kha đành gọi điện thoại cho mẹ Trì Đường. Câu trả lời của Đường Duyệt là, đúng là Trì Đường tới chỗ tôi. Thực ra cũng không phải là nói dối. Trì Đường lặng lẽ tự xuất viện xong bèn đi tìm Đường Duyệt, ở khách sạn gần nhà bà ta 2 ngày, cũng gặp mặt mẹ mình. Chờ đến khi tất cả những ai tìm nàng đều biết nàng ở với mẹ mình xong, Trì Đường mới trả phòng rời đi. Đối với đứa con gái đến và đi nhanh như cơn gió này, Đường Duyệt cũng không quan tâm lắm. Trong mắt bà ta, bây giờ Trì Đường cũng khá rồi, tuy chưa trưởng thành nhưng cũng đã 17 tuổi, hơn nữa có tiền trong túi với cả chứng minh nhân dân, từ nhỏ đã biết tự lo thân, bản thân mình chả việc gì phải bận tâm. Trì Đường ôm đồ một thân một mình đến thành phố khác. Thật ra nàng cũng không biết mình muốn đi đâu, cuối sân ga là nơi nào cũng không quan trọng. Chỉ là nàng muốn ở một mình, không muốn phải cố ý giả vờ như không có việc gì, không muốn miễn cưỡng cười đùa để chứng minh mình đang ổn với những người bên cạnh quan tâm nàng. Rời khỏi Nam Lâm, đấy là ý tưởng đột ngột xuất hiện lúc nàng còn nằm trên giường bệnh. Ý tưởng ấy thôi thúc nàng càng ngày càng mạnh mẽ, thế là nàng đi. Nàng kéo theo một vali hành lý nhỏ, đeo ba lô, lên tàu cao tốc. Ngồi dựa vào cửa sổ, hành khách xung quanh là những người trẻ tuổi như nàng nhân dịp rảnh rỗi đi chơi. Đa số mọi người ngồi thành nhóm, rất hiếm ai đi một mình như nàng, mà nàng cũng không vui vẻ như họ. Mua vé, lên xe, đặt phòng khách sạn. Trì Đường cầm thẻ phòng, giữ chìa khóa cửa, sau đó ôm mặt khóc lớn trong căn phòng xa lạ đó một mình. Ra vẻ như mình không cảm thấy gì, thật sự chuyện ấy quá khó, nàng không giả vờ nổi nữa. Nàng đến thành phố này, không quen biết ai. Đi trên đường cũng không có người nhìn nàng, cảm giác không bị chú ý này làm nàng thả lỏng. Nàng có thể trơ ra chẳng nói chẳng rằng thật lâu, có thể ngồi cả ngày ở quảng trường hay ghế công viên, nhìn người xung quanh đi đi lại lại. Phố đi bộ ở đây có rất nhiều người, cũng rất đông du khách, đa phần là những người trẻ tuổi. Trì Đường đi trên con đường náo nhiệt này, đôi lúc lại nhìn thấy một bạn nữ đeo mắt kính. Trong nháy mắt đó, Trì Đường còn ngỡ mình thấy được Du Dư, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện chỉ là người giống người mà thôi. Nàng nhớ đến Du Dư. Chăm nàng lâu như thế, nàng lại đột ngột rời đi, Du Dư chắc chắn là lo lắng khổ sở lắm, chỉ là... Trì Đường không biết mình muốn thế nào nữa. Việc ba nàng giết người ảnh hưởng đến nàng nhiều thế nào, người khác hẳn không thể hiểu nổi. Bây giờ nghĩ tới, nàng vẫn không khống chế được bản thân mà run rẩy, đáy lòng lạnh căm, còn ngờ vực rằng có ánh mắt của Trì Chương đang ẩn nấp bốn phương tám hướng. Dù biết rằng người đàn ông ấy đã bị bắt, nhưng nàng vẫn sợ hãi không sao kìm lại được. Đã lâu đến thế rồi, nàng vẫn không dám ăn thịt, nhìn thấy thịt là buồn nôn. Vào lúc nàng khó khăn nhất, Du Dư đã ở bên nàng. Hình như dù không nhận ra, mỗi lần nàng đau khổ, luôn là Du Dư ở bên nàng. Trước đấy không lâu, một tối nọ nàng bừng tỉnh từ cơn ác mộng, cả người khó chịu. Du Dư kéo lấy tay nàng, canh cho nàng ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng cảm thấy hình như Du Dư đã hôn lên trán mình. Hành động ấy đong đầy sự trấn an, nhưng mà, hình như bạn bè thì không nên như thế. Hoặc nói đúng hơn, người bạn tên Du Dư này không giống với những người bạn khác như Ngụy Hành Hành. Thậm chí Trì Đường còn hoài nghi, phải chăng chỉ là mình mơ ngủ hồ đồ. Lúc ấy tâm lý của nàng không ổn lắm, mơ rất nhiều giấc mơ hỗn độn, rất mệt mỏi. Gia đình, bạn bè, rồi tương lai. Trong lòng nàng có rất nhiều thứ mông lung không rõ ràng, nàng không chắc chắn được bản thân muốn cái gì, muốn làm gì. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng mỏi mệt và bực bội. Nàng lại bị ba mình đánh bại một lần nữa. Từ sự việc khủng bố kia, nàng cảm thấy mình dường như đã yếu đuối đi rất nhiều thứ không hiểu sao lại làm nàng khóc thút thít, cần Du Dư an ủi vỗ về không ngừng. Trì Đường thật sự rất ghét loại cảm giác yếu ớt này. Nàng ghét chính bản thân mình. Trời đã tối. Quảng trường cũng đã sáng đèn. Cách đấy không xa có người bày nhạc cụ và loa ra để chuẩn bị biểu diễn. Trên phố đi bộ bao giờ cũng có những người chơi nhạc như thế. Phần lớn người đi qua sẽ không ngừng lại, nhưng cũng sẽ có một vài người dừng chân nghe một chút.
Trì Đường ngồi ở đấy thật lâu, nhìn một người cùng lắm hơn nàng vài tuổi nghịch nhạc cụ, sau đó hát hết bài này đến bài khác. Anh ta hát xong mấy bài bèn tạm thời nghỉ ngơi, ngồi xuống bên cạnh Trì Đường. Em gái, thấy em ngồi đây cũng lâu rồi. Sao thế, cãi nhau với gia đình hả? Người trẻ tuổi ấy hỏi nàng. Nếu là trước đây, bị người không quen không biết lại gần, Trì Đường lười để ý sẽ lập tức đứng lên đi thẳng. Nhưng bây giờ nàng thật sự không còn sức mà rời đi, chỉ ngồi đấy liếc một cái, không nói tiếng nào. Người đó lại cười cười, nhìn mặt buồn quá đi, có biết hát không, hát một bài đi. Nói đoạn anh ta là chỉ vào đống thiết bị của mình, không biết hát cũng không sao đâu, cứ hát đại đi, xem như đi karaoke thôi. Trì Đường không biết tại sao người này lại đột ngột qua đây mời mình hát, giọng rất cảnh giác, tôi không có quen anh. Anh chàng trẻ tuổi ấy nhìn mặt nàng, cười bảo, thấy em gái mặt mờ mịt khổ sở quá mới lại tâm sự thôi. Tuy nhìn thoáng qua thì anh đây hơi giống mấy thằng biến thái chọc gái nhưng mà thật sự anh không có ý xấu đâu. Cơ mà em gái nhỏ tuổi như vậy, biết cảnh giác là rất tốt. Chính em gái này có lẽ cũng không biết, trên mặt nàng còn dấu vết thương tích chưa lành, lại một mình thui thủi ngồi đấy nhìn người ta đi qua đi lại, trông quá là đáng thương. Người ấy nghĩ, không biết vì đâu, có lẽ là do đã lâu rồi không hát, Trì Đường lại thật sự đứng lên đi qua, cầm lấy micro trên giá đỡ. Anh chàng kia đệm cho nàng vài nốt rồi hỏi nàng muốn hát bài gì. Nghe mấy nốt nhạc đệm kia, Trì Đường qua quyết chọn lấy một ca khúc quen thuộc, bài Bên Bờ Hồ Bai Cang. Lúc nhạc dạo vang lên, vài người có hứng thú liếc nhìn bên này một cái. Đến khi nàng hát xong câu đầu tiên, một thanh niên lại thốt lên một tiếng wow, vỗ vỗ tay, hơi kinh ngạc, hát hay thật ta ơi. Dần dần, những người xung quanh dừng chân lắng nghe càng ngày càng nhiều, vây lại thành một nhóm. Trước đây Trì Đường không thích hát giữa đường như thế này, cảm thấy xấu hổ lắm không thả lỏng nổi. Nhưng giờ đây, nàng chỉ muốn trút hết ra cho thỏa những cảm xúc không tên ngập tràn trong lòng, nên nàng cũng không để tâm nữa, cứ đứng đấy mặc kệ mọi thứ hát hết cả bài. Có người vỗ tay vì nàng, có người hét lên thêm một bài nữa đi. Thứ nhất đúng là nàng hát rất hay, thứ hai đúng là nữ sinh trẻ tuổi này trông rất đẹp. Hát xong rồi, Trì Đường chuẩn bị buông micro, lại nghe thấy nhạc đệm vang lên một lần nữa. Thanh niên ban đầu đứng một bên làm khán giả hỏi nàng, cô hát được bài Giấc Mộng Ban Đầu không? Trì Đường lại cầm lấy micro, gieo giọt nước mắt vào trong lòng. Sẽ nở ra nụ hoa dũng cảm. Rồi lắm lúc mỏi mệt, nhắm mắt lại sẽ ngửi được thấy mùi hương thơm ngát. Nàng hát xong hai bài, thả micro xuống, ôm bao đồ chuẩn bị rời đi. Anh chàng kia vẫy vẫy tay với theo nàng, em gái ơi, chuyện gì đều sẽ qua. Trì Đường rời đi, lại đến một thành phố khác. Tuy rằng nàng vẫn đang lang thang không mục tiêu không phương hướng, nhưng có một lần thấy có người đứng ven đường ca hát, nàng cũng dừng chân lại mà nghe. Đến khi người ấy tạm nghỉ, nàng do dự một chút rồi lại hỏi, có thể cho tôi hát một lát được không? Người nọ hơi bất ngờ, rồi gật gật đầu. Ở nơi phố xá xa lạ, nhận lấy micro của người mình không quen, hát cho những người mình không biết, đấy là một trải nghiệm rất mới lạ. Nhưng nàng cảm thấy mình đã đỡ thêm một chút. Ôm túi đồ đi về, trên đường đi nàng lại nhận được tin nhắn của Du Dư, có cả tin hỏi thăm của Ngụy Hành Hành. Ai cũng hỏi mấy nay nàng có ổn không? Họ tưởng rằng nàng vẫn đang ở chỗ mẹ mình. Nàng đánh vài chữ, nghĩ nghĩ một lúc lại xóa mất, tức di động đi. Đa phần những ai đứng hát ven đường đều là nam, đôi khi mới thấy có nữ. Hai người nữ sinh ngồi bên nhau, một tóc dài một tóc ngắn. Chị Đại nhìn qua rất là ngầu, hai người hát chung một bản tình ca. Trì Đường đứng cách đó không xa nhìn hai người ca hát. Trên đường người đi đi lại lại, chỉ có nàng là đứng một chỗ nên hai người kia cũng để ý đến nàng. Một chị đi mua trà sữa, mua cho hai người mỗi người một ly, còn thêm một ly khác, lại vẫy vẫy tay gọi Trì Đường. Em uống trà sữa không? Trì Đường lắc đầu, nàng sẽ không ăn uống đồ người lạ đưa cho. Thấy nàng từ chối, chị gái nhún vai không sao cả, đặt ly một bên, nói chuyện với nàng, em đứng đây nghe cũng lâu rồi, sao á, tụi chị hát hay không? Trì Đường yên lặng gật đầu. Sau đấy hai người cũng không nói gì khác. Hai chị gái nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi, hai người nắm tay nhau, vừa đi vừa đùa giỡn trò chuyện, một trong hai còn thân mật dựa đầu vào vai người kia. Chương 70. Phương xa. Chậm chậm thích em. Ban đêm, Du Du lại nhắn tin cho Trì Đường, không kể gì cả, chỉ hỏi một câu, hôm nay cậu có vui không? Vẫn không có tin trả lời, nhưng Du Du biết Trì Đường đã đọc hết tất cả tin nhắn. Trên giao diện thường xuyên xuất hiện IST tin, nhưng tới lui một lúc lại biến mất, trong khung chat vẫn chỉ có tin nhắn của nàng gửi qua. Trì Đường rời khỏi bệnh viện đã gần nửa tháng. Hiện tại Du Du ở tạm nhà cô Kha, ban ngày dạy học cho mấy đứa nhóc hàng xóm, ban đêm ngồi trong phòng học bài.
Tuy chưa vào lớp 12, nhưng nàng đã học gần hết nội dung chương trình giảng dạy cuối cấp. Chồng và con cô Kha đều rất khách sáo với nàng. Du Dư cũng cố gắng hết sức để không gây thêm phiền toái cho gia đình họ. Nàng ngoan ngoãn lễ phép, ít nói lại chăm phụ việc nhà. Tuy cô Kha luôn bảo nàng không phải làm gì cả nhưng Du Dư vẫn rửa chén quét rác, lâu lâu còn giảng bài cho con của cô. Nàng ở nhà cô rất thoải mái dễ chịu, cô Kha cũng đối xử với nàng rất tốt, chỉ là Du Dư vẫn thấy thích phòng ngủ ở ký túc xá hơn. Tuy ở nơi đó chỉ có một cái đệm là của nàng, nhưng đó thực sự là của nàng. Nàng càng ngày càng mong mỏi có một nơi để trở về vĩnh viễn, một nơi có thể làm nàng an tâm. Mỗi khi nghĩ đến đấy, nàng lại nhớ đến Trì Đường. Trì Đường cũng không có trốn về. Trước đây tuy án mạng chưa xảy ra, nhưng từ khi đó Du Dư đã cảm thấy Trì Đường và mình giống nhau rồi, đều không có nhà để về. Tuy bây giờ nàng ấy bảo đang ở chung với mẹ, nhưng Du Dư vẫn lo lắng. Với tính cách của Trì Đường, chắc chắn nàng ấy không coi mẹ đẻ là nhà. Hai nàng giống nhau, đều không muốn gây phiền phức cho ai, làm sao có thể tự do tự tại ở trong nhà người khác. Ở xa nhau, người kia không một lời đáp lại, Du Dư không rõ bây giờ nàng ấy thế nào. Có đỡ hơn không? Ăn có nuốt được không? Nằm có ngủ được không? Phòng dành riêng cho khách của nhà cô Kha không lớn, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn học kê trước cửa sổ và một cái tủ quần áo. Ánh đèn đường hắt vào trong, bên ngoài phòng con cô Kha đang xem TV trong lúc hai vợ chồng cô nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Du Dư ngồi trên bàn học, vừa buông di động ra lại chợt cảm thấy điện thoại liên tục rung lên. Theo bản năng nàng cứ ngỡ Trì Đường trả lời tin nhắn, nhưng cầm lên mới biết tin nhắn không phải của Trì Đường mà là của Hạ Viên Viên. Trong kỳ nghỉ hè này, nhóm chị em phòng ngủ thường xuyên liên hệ với nhau, phần lớn là nhờ vào group chat, đôi khi Du Dư cũng có một hai câu góp chuyện, riêng Trì Đường hoàn toàn không xuất hiện. Lần này là tin nhắn riêng của Hạ Viên Viên. Cô vô cùng kích động gửi qua rất nhiều dấu chấm than, Du Dư mau vào xem tin nhắn trong nhóm đi. Mình mới gửi vào một cái video. Mau lên vào xem đi. Đầu tiên Du Dư nhắn trả lời cô một tin gừa, sau đó mới ấn vào trong nhóm xem thử. Những bạn khác đã gửi lên rất nhiều tin, Du Dư nhìn các nàng spam không ngừng mới lờ mờ nhận ra là việc liên quan đến Trì Đường. Nàng không đọc tin nhắn, chỉ kéo lên trên liên tục, cuối cùng mới tìm được chiếc video mà Hạ Viên Viên gửi vào trong nhóm. Không biết đấy là phố nào, ở một cái quảng trường nho nhỏ hình tam giác, đèn đường trang trí có hình hoa tươi, mọi người chung quanh nghỉ chân, lại thấy Trì Đường ôm một chiếc guitar đứng hát. Chính là bài Đóa Hoa của ngày hôm qua mà Hạ Viên Viên đã năn nỉ nhờ vả Trì Đường hát thay. Tuy tạp âm rất ồn ào, chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng hát trong video, nhưng vẫn có thể cảm nhận được giọng ca trong trẻo rung động lòng người này. Hạ Viên Viên vốn vẫn luôn đọc bình luận trong video đã tải lên kia. Tuy hoạt động quảng cáo phim đã kết thúc từ lâu, nhưng bình thường Hạ Viên Viên vẫn sẽ đọc bình luận cả bên trong lẫn bên dưới video, háo hức chia sẻ cho bạn mình. Đang lúc xem bình luận thì cô thấy có người đăng vào, nói là cô gái đứng hát ven đường này hát rất giống người trong video, nhắn lên hỏi có phải cùng là một người không. Video lúc trước quay không lộ mặt Trì Đường, người nào không quen thì không chắc được nhưng ai mà quen nàng thì liếc một cái thôi đã nhận ra, thế nên nhóm Hạ Viên Viên mới kích động đến thế. Ngụy Hành Hành đẩy kính cảm thán, bao lâu rồi không thấy cậu ấy đâu, mình còn tưởng cậu ấy lên núi tu tiên rồi. Hạ Viên Viên hỏi lại, cậu ấy đang ở nhà mẹ ruột đúng không, mà phải đứng hát ven đường có sao không? Trương Mông trả lời, nhìn sơ qua thấy cậu ấy vẫn ổn mà, yên tâm. Chỉ riêng Du Dư. Nàng xem đi xem lại video vài lần rồi tìm về người đăng xem họ ở đâu, cuối cùng kết luận được rồi. Không như những gì nàng ấy nói, Trì Đường không ở nhà mẹ mình, hẳn là đang ở một thành phố khác. Gần như ngay lập tức Du Dư muốn hỏi Trì Đường xem nàng đang ở đâu, có phải đang một thân một mình ở ngoài không? Nhưng nàng nén lòng. Trước đó Trì Đường cố ý nói rằng mình ở với mẹ chính là để mọi người không dò hỏi không lo lắng. Hơn nữa, bây giờ dù nàng có hỏi thì cũng không chắc Trì Đường sẽ trả lời. Ngồi trên bàn, Du Dư gỡ mắt kính ra, tay đỡ trán, nhắm mắt đếm thầm trong lòng đến 100 rồi lại đeo kính vào, xem thêm những video khác của người này tải lên. Người ấy chuyên đăng tải video ngắn được chỉnh sửa bằng phần mềm trông rất sống động, trang chủ toàn là video quay người ta đứng ven đường ca hát, không dành riêng cho ai cả. Du Dư nhanh chóng tìm ra một video khác cũng quay Trì Đường. Hẳn là quay cùng một ngày, quần áo bối cảnh đều giống video trước đó cả, chỉ có bài nhạc Trì Đường hát là khác thôi. Nụ hôn vừa trao em cũng thấy thích phải không? Nếu không sao vẫn nắm tay mình mãi chẳng buông. Chậm chậm mà thích em. Chậm chậm thành thân thuộc. Chậm chậm kể về mình. Chậm chậm sánh bước chung đôi. Chậm chậm hòa hợp với em. Chậm chậm đem bản thân mình trao cho em. Du Dư không biết đây là bài gì,
Nàng chép lại lời bài hát rồi tìm thử trên mạng mới biết bài này là bài Chậm Chậm Thích Em. Nàng cẩn thận tìm trong những video được người kia tải lên thêm một lần nữa, nhưng chỉ có hai video này là có rì đường. Nàng kéo đến phần bình luận, đúng lúc thấy ngay có người đang hỏi, qua chị gái này xinh đẹp lại hát hay, chủ top cho xin cách gì liên lạc với. Người tải video lên trả lời, gặp cô ấy cách đây 2 ngày, hát xong 2 bài là đi mất tiêu. Người ta không phải chỉ hát mỗi một chỗ này, tôi cũng không quen á. Thế giới nhỏ như vậy, chỉ thông qua bình luận của vài người xa lạ là nàng có thể thấy được người mình bận lòng, nhưng thế giới cũng lớn đến thế, chớp mắt thôi đã lạc mất trong biển người rồi. Du Dư lại mở khung chat với Trì Đường, đánh chữ rồi lại thôi, cuối cùng gửi qua một câu, hôm nay Nam Lâm lại mưa, chỗ của cậu thế nào rồi? Nam Lâm lại mưa. Nơi nàng đứng nắng chang chang, đến tối thì rất nóng, trên đường lại nhiều người. Trì Đường lướt di động xem tin tức, nhìn một lúc thì bên cạnh có người gọi mình, cô có hát không? Nàng cất di động đi rồi bước sang, hát. Người ấy hỏi nàng, cô hát bài gì? Trì Đường nói, ngày mưa của Tôn Yến Tư. Nàng đứng đó nghịch micro nghe nhạc dạo chợt nghĩ, mình tuy đang đứng nơi trời nắng, nhưng trong lòng hình như vẫn luôn mưa. Nàng hát xong chuẩn bị đi, người cùng hát với nàng quay sang hỏi, mai cô có tới nữa không? Trì Đường lắc đầu, không tới. Phải về nhà hả? Không, tôi đi nơi khác nhìn xem. Ngày tháng 8 nắng nóng nhất, Du Dư mặc áo sơ mi quần dài, ngồi sau then cửa sổ nhìn lũ trẻ làm bài. Bé gái lớp 6, ông bài tập mặt dài thường thượt, bên ngoài nắng quá mức, điều hòa trong phòng cũng phát tiếng ong ong. Chị ơi, bài này em không biết làm. Du Dư đang thất thần nhìn ra cửa sổ bèn quay lại, lấy giấy nháp ra, giảng bài cho con bé. Cũng là mặt trời này, cũng là cái nóng này, Trì Đường xách một cái bọc nhỏ đứng trước tiệm nhạc cụ. Xuyên qua lớp cửa kính thấy có để guitar, nàng đi vào trong, không lâu sau lại vác một chiếc guitar ra ngoài. Ở nơi này không đông lắm, có lẽ là vì trời nóng quá nên ai ai cũng trốn trong nhà. Trì Đường đứng dưới bóng cây, lấy guitar ra khỏi hộp đàn. Nàng biết đánh ukulele, chuyển sang guitar cũng nắm được nhanh chóng. Những ngày nay đứng hát ven đường học lỏm người ta, nàng thấy mình cũng có thiên phú, chỉ cần thử vài lần là có thể chơi được rồi. Không biết hát bài gì đây, nàng ngồi trên bồn hoa ngâm nga thử. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rơi trên giày nàng, tiếng ve kêu rang lên từ cây đại thụ. Thật sự nóng quá, mới ngồi một lát trên người đã toàn là mồ hôi. Nàng ngừng đàn một lát, bỗng thấy có một đứa trẻ nhỏ xíu tò mò lại gần, đạp đạp một chiếc xe đồ chơi màu đỏ, đang cầm trên tay một miếng dưa hấu đỏ au, ăn dơ đầy mặt. Với người xem như thế, Trì Đường tiện tay hát nhạc hoạt hình Hỷ Dương Dương. Nàng không nhớ rõ lời thật, nhưng bảo hát hai câu thì vẫn được. Đứa bé rất là nể, cười toe toét rồi hô to, là Hỷ Dương Dương. Trì Đường hát một đoạn bèn đứng lên. Nàng ngửi thấy mùi dưa hấu trong tay thằng bé, thật sự là cũng thơm, ngửi xong thấy hơi đói. Thời gian gần đây, nàng không thèm ăn gì cả nên hôm nay lại bỏ bữa trưa, có cảm giác ăn gì cũng không vô. Đứa bé này cầm dưa hấu giữa trời nóng thế này, nàng bỗng nhiên thèm một chút, muốn ăn. Đi vào một tiệm trái cây, nàng mua hơn một nửa số dưa hấu lạnh của chủ tiệm. Vất vả rồi, lại đây, ăn hai miếng dưa hấu, nghỉ ngơi chút nè con. Phụ huynh của một đứa trẻ mà nàng kèm học mang một mâm dưa hấu vào, thúc giục nàng ăn. Du Dư nói cảm ơn rồi ăn dưa hấu với học trò. Dưa hấu vừa lạnh vừa ngọt. Ăn một miếng rồi, Du Dư cũng không hiểu mình nghĩ gì, lại lấy di động ra chụp một bức ảnh gửi cho Trì Đường. Trì Đường ngồi ở tiệm trái cây, đang dùng muỗng nhựa múc dưa hấu ăn thì nhận được tin này. Trong ảnh thấy được một bàn tay cầm dưa hấu, còn có thể thấy loáng thoáng một phần bài tập, Trì Đường nhoẻn miệng cười mà không biết. Thời gian trôi thật sự rất nhanh, kỳ nghỉ hè đã sắp kết thúc rồi. Trước khi hết nghỉ hè vài ngày chính là sinh nhật của Trì Đường, mà nàng vẫn không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Du Dư đúng giờ mà gửi tin cho nàng. Trì Đường ơi, chúc mừng sinh nhật. Bây giờ cậu đang ở nơi nào, hôm nay có vui sướng không? Chừng nào thì cậu về đó? Sắp khai giảng rồi, mấy chị em Ngụy Hành Hành ai cũng nhớ cậu lắm. Mình cũng thế. Hết phần 4. Bye bye các phụ nữ nha, cảm ơn các tình yêu đã nghe truyện và ủng hộ kênh, Tri El Radio, xin phép lượng đây, hẹn sớm gặp lại, mãi yêu. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta...